Ước chừng sau nửa canh giờ, Phỉ Thúy mặt mũi tràn đầy gió xuân, ý cười hòa thuận vui vẻ, đi tới trong đại sảnh, tại Diệp Thần bên cạnh ngồi xuống, luân hồi chi chủ, đợi lâu. Diệp Thần gặp nàng màu da vẫn còn không cởi ửng hồng, quần áo và sợi tóc cũng mang theo lộn xộn, nghĩ thầm nàng và trên sông tuyết, trong phòng chắc là hồ nháo phải vô cùng kịch liệt, hỏi, Giang cô nương thế nào? Phỉ Thúy cười nói, nàng không sao, ta đã dùng thiên địa đoàn tụ pháp thay nàng trị liệu qua, nàng nghỉ ngơi một chút thì không có sao. Trong lòng Diệp Thần hết sức tò mò, muốn hỏi một chút hai nữ nhân, như thế nào đoàn tụ tu luyện, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại xuống, chỉ nói, không có việc gì liền tốt. Lại nói, bất quá, khóa chi mảnh vụn tại trong cơ thể nàng, ta lại như thế nào luyện hóa. Ta luyện hóa mà nói, không biết sẽ không tổn thương đến nàng. Khóa chi mảnh vụn là trên sông tuyết trái tim, Diệp Thần lo lắng cho mình luyện hóa, sẽ thương tổn đến nàng. Phỉ Thúy cười nói, sẽ không, chỉ cần dùng thiên địa của ta đoàn tụ pháp, các ngươi thiên địa giao hợp, lẫn nhau một thể, ngươi liền có thể thuận lợi luyện hóa khóa chi mảnh vụn. Tuyết nha đầu cũng có thể nhận được ngươi luân hồi dương cương khí chúc phúc, âm dương hòa giải, tất cả mọi người có chỗ tốt. Diệp Thần nói, dạng này a. Phỉ Thúy nói, ân, bất quá, muốn chờ đêm nay lại nói, tuyết nha đầu bây giờ còn phải nghỉ ngơi khôi phục thể lực. Luân hồi chi chủ, thân thể ngươi cương mãnh, ta cũng sợ tuyết nha đầu thân thể kiều nộn, không chịu nổi ngươi xung kích, chờ đêm nay thiên địa đoàn tụ, ta sẽ theo bên cạnh hiệp trợ, dùng ta một chút thuật pháp để cho tuyết nha đầu chịu nổi. Nàng nói liền vũ mị nở nụ cười, hướng về Diệp Thần chen lấn dưới mắt con ngươi, đầu ngón tay lại nhẹ nhàng bắt được Diệp Thần tay. Diệp Thần nhìn xem Phỉ Thúy như vậy tà mị đầu độc bộ dáng, lập tức có chút không nói gì với nhau, bất quá hắn cũng là nhìn quen sóng gió người, do dự một chút, liền khẽ cười nói. Phỉ Thúy tiểu thư không phải là muốn ăn ta đi. Phỉ Thúy cười khanh khách một chút, nói, chỗ đó, đây hết thảy bất quá là tu luyện cùng chữa thương, giúp ngươi tăng tiến thực lực thôi. Ngươi tương lai còn muốn đối mặt ác mộng lão tổ, nếu như không có đủ mạnh mẽ thực lực, ngươi căn bản không có khả năng cùng hắn đối kháng. Nói xong lời cuối cùng, Phỉ Thúy cũng là thu liễm lại ý cười, trở nên có chút nghiêm túc lên, đối mặt ác mộng lão tổ, nàng cũng không dám chút nào ngả ngớn sơ suất. Diệp Thần ngón tay gõ nhẹ cái bàn, nói thẳng a, ngươi cái gọi là lợi dụng, đến cùng là chỉ cái gì? Muốn mượn tay của ta, đi đối phó ác mộng lão tổ. Phỉ Thúy nói, đúng vậy, ta muốn ngươi từ ác mộng lão tổ trong tay, đoạt lại Vizanu lão tổ đầu người, đã như thế, Vizanu lão tổ đầu thân hợp nhất, khôi phục hoàn chỉnh thân thể, linh hồn của hắn, liền có thể trở về cơ thể, không cần lại bị kẹt ở trong tối tăm không ánh mặt trời cho cốt đàn. Trước kia thiên đạo ba pha thần tranh đấu, Shiva cùng Vizanu đều sớm sắp đặt, biết mình nhục thân muốn rơi xuống, cho nên sớm đang sáng tạo thế giới chi thụ phía dưới, chôn một cái cho cốt đàn, dùng để sắp đặt linh hồn của mình. Tránh rơi vào vực sâu. Nhưng linh hồn kẹt ở một cái nho nhỏ cho cốt đàn bên trong, cũng thực sự không dễ chịu, bây giờ Shiva đã thân hồn quy nhất, phi thăng tinh không bị ngạn, mà Vizanu còn không phải giải thoát. Diệp Thần con mắt híp lại, biết rõ Phỉ Thúy mục đích. Vizanu thân thể, tại Phỉ Thúy sơn trang dưới mặt đất, nhưng đầu người lại tại ác mộng lão tổ trong tay. Phỉ Thúy lại đánh không lại ác mộng lão tổ, cho nên nàng muốn lợi dụng Diệp Thần, mượn Diệp Thần tay. Từ ác mộng lão tổ trong tay, đoạt lại cái đầu kia. Đến lúc đó, Vizanu thân thể cùng đầu người, một lần nữa khâu lại cùng một chỗ, thân thể hoàn chỉnh, linh hồn liền có thể trở về cơ thể khôi phục. Đây thật là tính toán thật hay a, Phỉ Thúy tiểu thư. Nhưng, người có hay không nghĩ tới? Đệ nhất, ta chưa hẳn có thể đánh được ác mộng lão tổ. Thứ hai, coi như ta thuận lợi cướp được đầu người, để cho Vizanu đầu thân hợp nhất. Ta cũng sẽ không đem thân thể này cho ngươi. Ngươi hẳn là nhìn thấy thiên cơ, biết được ý đồ của ta, ta muốn đoạt lấy Vizanu hài cốt, là muốn cho ta vũ tổ sư tôn sử dụng. Diệp Thần nhìn thẳng Phỉ Thúy ánh mắt, thản nhiên nói. Phỉ Thúy che miệng nở nụ cười, nói, không việc gì, ta biết ngươi ý nghĩ, nhưng ngươi lại có biết hay không, chờ Vizanu lão tổ đầu thân hợp nhất, trụ thần thân thể tia sáng vạn trược, ngươi muốn mang đi, nhưng là không quá dễ dàng. Dừng một chút, nàng đầu ngón tay bấm cái quyết, một tia sương mù dâng lên, chúng ta đến xem tương lai a. Trong sương khói, thiên cơ mờ mịt, rất nhanh hiện ra một màn hình ảnh, đó là tương lai hình ảnh. Trong hình, Diệp Thần mang đi Vizanu hài cốt. Nhưng cái màn này hình ảnh, rất nhanh lại phá diệt, bị một cái khác màn hình thay thế. Mới hình ảnh, là Vizanu đầu thân hợp nhất sau,
linh hồn hắn buông xuống, thân hồn quy nhất, tiếp đó hắn trụ thần thân thể, bộc phát vạn trọng tia sáng, diệt sát Diệp Thần. Phỉ Thúy nhìn xem cái này tuần tự hai màn hình, thản nhiên nói, đây là tương lai hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, là ngươi mang đi lão tổ hài cốt. Loại thứ hai, là lão tổ bộc phát vạn trọng thần quang, tại chỗ đem ngươi chu sát. Ngươi cảm thấy, một loại khả năng nào sẽ thực hiện đâu? Diệp Thần trầm mặc suy nghĩ, tương lai có ngàn ngàn vạn vạn loại khả năng, bây giờ Phỉ Thúy bày ra, là có thể hai loại, còn có khác khả năng, tỉ như hắn trực tiếp chết ở ác mộng lão tổ trong tay, lại hoặc là không địch lại trốn về luân hồi trận doanh. Đang trầm mặc một lúc lâu sau, Diệp Thần cười nói. Phỉ Thúy tiểu thư, ta hiểu rồi, ngươi là muốn đánh cược ta sẽ bị Vizanu giết chết. Tại cuối cùng đánh cược đến phía trước, ngươi thậm chí nguyện ý trả giá tâm huyết, giúp ta luyện hóa khóa chi mảnh vụn, cái này đánh cược, Vizanu đồng ý sao? Diệp Thần bây giờ nghĩ biết Vizanu ý nghĩ, đây là thiên đại đánh cược, tiền đánh cược là Diệp Thần mệnh, cùng Vizanu nhục thân. Phỉ Thúy cười nói, lão tổ không đồng ý, nhưng cũng không có phản đối, vậy ta liền dùng ta phương thức, tới hồi báo lão tổ. Bất quá, đánh gãy Ly Ca chắc chắn sẽ không đồng ý. Hắn cũng sợ ta lập xuống đại công, tại trước mặt lão tổ xuất tẫn danh tiếng, ha ha. Cho nên, chúng ta muốn đuổi tại đánh gãy Ly Ca đến phía trước tiên đào ra lão tổ cơ thể. Diệp Thần nói, bây giờ liền đi khai quật Vizanu hài cốt. Vẫn là đi trước luyện hóa khóa chi mảnh vụn. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, khai quật Vizanu hài cốt, ẩn giấu không nhỏ phong hiểm, nếu như đi trước luyện hóa khóa chi mảnh vụn, hắn chấp trưởng khóa chi mảnh vụn sau, thực lực cường đại, lại đi hành động. Liền sẽ ổn thỏa rất nhiều. Phỉ Thúy nói, tuyết nhà đầu thân thể kiều nộn vô cùng, vẫn là trước hết để cho nàng nghỉ ngơi một chút, thiên địa đoàn tụ sự tình, đêm nay lại nói. Người đi theo ta dẫn người đi khai quật lão tổ hài cốt. Lập tức đứng dậy. Diệp Thần cũng đứng dậy, Phỉ Thúy một cách tự nhiên kéo cánh tay của hắn, rất là thân mật bộ dáng, hắn theo bản năng muốn đem cánh tay rút trở về, nhưng bị Phỉ Thúy tóm chặt lấy. Luân hồi chi chủ. Qua mấy ngày hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết, hà tất như thế kháng cự đâu. Tại tử vong đến phía trước, hưởng thụ này nháy mắt vui sướng, không phải rất tốt sao? Phỉ Thúy cười nói. Lần đánh cuộc này, nếu là Diệp Thần mang đi Vizanu hài cốt, Phỉ Thúy khó khăn từ tội lỗi, chỉ có lấy cái chết chuộc tội. Nếu là Diệp Thần thất bại, vậy hắn tất nhiên muốn bị Vizanu giết chết. Hai người chỉ có thể sống xuống một cái, Diệp Thần trầm mặc một chút, liền làm bộ phối hợp. Ngược lại đưa tay đi ôm Phỉ Thúy mềm mại eo. Phỉ Thúy yêu kiều cười, dựa vào giả Diệp Thần bả vai, người không biết chuyện, còn tưởng rằng hai người là cái gì thần tiên quyến lữ. Không cần đã lâu, Phỉ Thúy mang theo Diệp Thần, từ trong sảnh một chỗ ám đạo, hướng đi dưới nền đất thế giới, Vizanu hài cốt, liền chôn dưới đất. Càng là thâm nhập dưới đất, Diệp Thần càng cảm thấy một cỗ phức tạp mà bàng bạc năng lượng ba động, thần đạo cùng ma đạo khí tức va chạm giao hội. Như núi kêu biển gầm, làm cho người ngạt thở. Giống. Thậm chí, Diệp Thần nghe được một cỗ như có như không dã thú tiếng gầm gừ, lúc đầu cũng không rõ ràng, càng là thâm nhập tiếp, càng rõ ràng. Cái này dưới lòng đất, nhốt cái gì nhân vật khủng bố. Diệp Thần ẩn ẩn cảm nhận được nguy hiểm, trong không khí tràn ngập bất an hương vị. Phỉ Thúy nói, là ma thần cổ lôi. Diệp Thần nói, ma thần cổ lôi. Phỉ Thúy nói, đúng vậy. Ngươi hẳn phải biết phần thiên đại kiếp, đó là nguồn gốc từ vực sâu u ác tính kiếp nạn. Vizanu lão tổ hài cốt, cũng lắng động có phần thiên đại kiếp, những thứ này vực sâu năng lượng, tàn phá bừa bãi cuồn cuộn, liền tạo thành một đầu yêu ma, chính là ma thần cổ lôi. Phỉ Thúy lộ ra một vòng biểu tình áo não, vực sâu tạo hóa đi ra ngoài ma thần, 10 phần kinh khủng, thậm chí có thể phá hư lão tổ cả cỗ hài cốt. Trước kia ta bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng ác mộng lão tổ đạt tới giao dịch. Từ hắn cắt đi Vizanu lão tổ đầu người, lấy suy yếu ma thần cổ lôi lực lượng. Bởi vậy, Vizanu lão tổ đầu thân phân ly, cho tới hôm nay cũng không có vẻ hợp. Nghe vậy, Diệp Thần hiểu rồi, nói, thì ra là thế. Thì ra Vizanu đầu thân phân ly, là bởi vì ác mộng lão tổ, đem đầu sọ cắt đi. Phỉ Thúy trước kia cùng ác mộng lão tổ giao dịch, cũng là bất đắc dĩ, nếu như không phân cách hài cốt, vực sâu tàn phá bừa bãi. Vực sâu tạo hóa đi ra ngoài ma thần cổ lôi, đủ để ô nhiễm đồng thời phá hủy Vizanu cả cỗ hài cốt. Cuối cùng, Diệp Thần tại Phỉ Thúy dẫn dắt phía dưới, đi tới dưới đất một chỗ thạch mộ, không gian thật lớn bên trong, cầm tù lấy một đầu hình người yêu ma, đầu sói,
thân người, cao 10 trượng, thân thể nguy nga như núi, bắp thịt cuồn cuộn như sắt đúc, diện mục dữ tợn, cả người vòng quanh từng luồng màu đen lôi quang, khí tức hung tàn cực điểm. Con quái vật này. Diệp Thần nhìn xem trước mắt ma thần cổ lôi, ánh mắt hơi hơi co rút. Có chút quen thuộc có phải hay không? Phỉ Thúy đạo. Diệp Thần nói, ân, giống như là viễn cổ thời đại ma thần. Phỉ Thúy cười nói, trên thực tế, viễn cổ thời đại rất nhiều ma thần, tuyệt đại bộ phận, cũng là từ trong vực sâu diễn sinh ra tới. Thế gian này hết thảy huyết tinh, bạo ngược, thị sát, tham lam, dơ bẩn, kinh khủng, đầu nguồn cũng là vực sâu. Cùng Thái Sơ khác biệt, Thái Sơ là trật tự quang minh, tạo hóa ra 72 trụ thần, nhưng vực sâu mà nói, không có nhiều như vậy trật tự, chỉ có hỗn loạn cùng bạo ngược, hóa sinh ra ức vạn ma thần, họa loạn thế gian. Diệp Thần trầm mặc, như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn trước mắt ma thần cổ lôi, cảm thấy một hồi sâu đậm nguy hiểm. Phỉ Thúy nói, ta hoa giá cả to lớn, đem đầu này ma thần cổ lôi, phong ấn nơi này, nhưng cũng chỉ có thể phong ấn, ta giết không chết nó. Ta từng dùng phi kiếm chặt chém vài vạn năm, lửa cháy bừng bừng đốt cháy vài vạn năm, cũng không thể tổn thương đầu này ma thần một chút, cái này ma thần sinh mệnh lực, quá mức hương ngạnh, có thể cuồn cuộn không ngừng từ trong vực sâu, hấp thu năng lượng. Bây giờ, luân hồi chi chủ, ta cũng chỉ có thể nhờ ngươi. Phỉ Thúy ánh mắt mang theo ôn nhu nhìn xem Diệp Thần, ôn nhu giống cái chi tâm quan tâm người yêu. Ngươi chắc có biện pháp, giết chết đầu này ma thần a. Nhất thiết phải trước tiên diệt sát kẻ này, chúng ta mới có thể đào ra Vizanu lão tổ hài cốt. Diệp Thần ánh mắt nhìn xuống, liền cảm giác được rõ ràng, Vizanu hài cốt, ngay tại cái kia ma thần cổ lôi dưới chân trong đất bùn chôn lấy. Ma thần cổ lôi khí tức, cũng ẩn ẩn cùng Vizanu hài cốt cộng minh lấy, giữa lẫn nhau liên lạc chặt chẽ, như mệnh vận sợi tơ quấn quanh, bất tử bất diệt. Nói đúng ra, là trong Vizanu hài cốt vực sâu đại kiếp năng lượng, cùng ma thần cổ lôi cộng minh lấy. Đầu này ma thần, bản thân liền là vực sâu tạo hóa đi ra ngoài quái vật. Cái này nhiệt xúc, không dễ giết a. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, cũng cảm giác ma thần cổ lôi sinh mệnh lực cường đại. Phỉ Thúy thân thể mềm mại dán vào Diệp Thần, thổ khí như lan giống như nói, ngươi có biện pháp, luân hồi chi chủ. Diệp Thần nói, ta là có biện pháp, nhưng đại giới không nhỏ, ta chém giết cái này ma thần sau đó, tất nhiên lâm vào trong suy yếu. Đến lúc đó, Phỉ Thúy tiểu thư, ngươi sẽ không thừa cơ giết ta đi. Phỉ Thúy cười cười, ý cười mị cốt vào ti, vẫn là hết sức ôn nhu nói, làm sao lại thế, thân yêu luân hồi chi chủ, ta còn phải dựa vào ngươi đi đối phó ác mộng lão tổ đâu. Diệp Thần chỉ cười cười, hắn có thể chắc chắn, Phỉ Thúy cùng Vizanu, cũng là muốn đem chính mình chém thành muôn mảnh. Chỉ có điều, chính như Phỉ Thúy nói tới, Diệp Thần còn có cực lớn giá trị lợi dụng, phóng nhãn toàn bộ Vizanu thánh địa. Có thể cùng ác mộng lão tổ đối kháng người, chỉ có Diệp Thần. Cho nên, coi như Diệp Thần lâm vào suy yếu, Phỉ Thúy cũng sẽ không tổn thương người, ngược lại sẽ tận lực bảo vệ. Đây không phải bởi vì cái gì yêu cùng cảm tình, giữa hai người cũng không có loại vật này, chỉ có lợi ích cùng tính toán, mà lợi ích so với hư vô mờ mịt cảm tình, có đôi khi lại đáng tin nhiều lắm. Đây chính là võ đạo thế giới tàn khốc, nhưng cái này vừa vặn cũng là công bình nhất đồ vật. Tốt ha, Phỉ Thúy tiểu thư. Ngươi lui lại một chút. Ta tới chu sát kẻ này. Diệp Thần chậm rãi rút ra thiên tội cổ kiếm, linh khí hội tụ, mũi kiếm ông một tiếng, bốc lên thần quang, cả người khí thế đột nhiên lăng lệ. Phỉ Thúy khẽ giật mình, nhìn xem Diệp Thần bộ dạng này lăng lệ tư thái, trong mắt nàng lộ ra một chút vẻ phức tạp, không biết là thưởng thức vẫn ưa thích cái gì, nàng không nói gì, yên lặng lui lại mở ra, thậm chí âm thầm vận chuyển công pháp, tại lúc cần thiết trợ giúp Diệp Thần. Nàng cũng không hy vọng Diệp Thần nhanh như vậy xảy ra chuyện. Diệp Thần dậm chân tiến lên, đối mặt ma thần cổ lôi. Nhưng không biết vì cái gì, Diệp Thần từ ma thần cổ lôi trên thân vậy mà cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc. Cảm giác này cũng không phải vực sâu, mà có điểm giống kiếm đạo minh đệ tử cái chủng loại kia cảm giác. Mặc dù từ thiên tổ trong miệng biết được Vizanu cùng thiên khôi kiếm chủ tựa hồ có chút nhân quả, nhưng thiên tổ cho mình tọa độ cũng không phải ở đây. Chẳng lẽ sai lầm? Ôi! Ma thần cổ lôi mở to mắt, nhìn thấy tới gần tiến lên Diệp Thần, trong mắt lộ ra một vòng vẻ chế nhạo, âm thanh như sấm rền nói. Người trẻ tuổi, ngươi là luân hồi chi chủ. Phỉ Thúy gọi ngươi tới, là bảo ngươi đi tìm cái chết. Nếu như ta thôn phệ linh hồn cùng nhục thể của ngươi, chỉ sợ ta có thể đột phá vực sâu, thậm chí năng chấp trưởng vực sâu a.
ta phải cảm ơn ngươi tới nơi này cho ta tiễn đưa đồ ăn. Ma thần cổ lôi liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy tham lam hung quang, nó bị phỉ thúy phong ấn nơi này, mặc dù sinh mệnh lực ương ngạnh, bất tử bất diệt, nhưng quanh năm chịu đủ phi kiếm đâm xuyên, lửa cháy bừng bừng đốt cháy hình phạt dày vò, cũng rất khó chịu. Lần này Diệp Thần đưa tới cửa, nếu có thể đánh giết Diệp Thần, đồng thời đem thôn phệ luyện hóa mà nói, thực lực của nó, liền có thể đột nhiên tăng mạnh, đủ để tránh thoát phong ấn. Oanh! Nghĩ như vậy, ma thần cổ lôi xuất thủ trước, nắm đấm đột nhiên nắm chặt, kéo lấy từng cái sâu tận xương tủy xích sắt, phá không hướng Diệp Thần oanh sát mà đến. Một quyền này thế đại lực trầm, mang theo vực sâu bàng bạc uy nghiêm, thậm chí còn nhiều vẻ cổ quái kiếm đạo chi ý, Diệp Thần lập tức có loại cảm giác hít thở không thông. Hiu! Diệp Thần phản ứng cấp tốc, bước ra lùi lại phía sau, phịch một tiếng, hắn vừa mới đứng yên chỗ, lập tức bị ma thần cổ lôi đập ra một cái hố sâu, màu đen lôi quang nổ tung. Một quyền này nếu là nện ở trên người hắn, không chết cũng muốn trọng thương. Như thế nào? Phỉ Thúy nhìn thấy Diệp Thần lui lại, lập tức khẩn trương lên, chỉ sợ không địch lại. Nếu là Diệp Thần xảy ra chuyện, như vậy nàng sắp đặt cũng thất bại trong gang tấc. Không có việc gì. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, nắm chặt thiên tội cổ kiếm, linh khí nổ tung, chỉ một thoáng, một cỗ kinh khủng kiếm ý ba động, ngay tại trong tay hắn hội tụ. Cái kia cỗ kiếm ý ba động, tràn ngập đại hủy diệt, lớn chém giết, đại phá hư khí tức, trong nháy mắt như gợn sóng phóng xạ mở ra, không gian xung quanh răng rắc vang dội, càng là nhao nhao bạo liệt nát bấy, hóa thành nguyên thủy hỗn độn. A! À, cảm nhận được Diệp Thần cỗ kiếm ý này ba động, Phỉ Thúy lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Lập tức liền cảm giác da thịt phỏng, lọt vào Diệp Thần kiếm khí phóng xạ, da thịt giống như đều muốn bị đục khoét nát giữa, cả kinh nàng vội vàng lui lại. Ma thần cổ lôi thần sắc, cũng là từ giọng mỉa mai đã biến thành kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần kiếm trong tay, run giọng nói. Đây là, hủy diệt kiếm ý. Shiva tuyệt học. Ngươi chẳng lẽ là Shiva người phát ngôn? Không có khả năng, Shiva thế nhưng là... Không đúng. Trên người ngươi nhân quả còn có một người, này. Cái này lại còn có thiên. Trong khoảnh khắc, không khỏi ma thần cổ lôi lời nói xong, Diệp Thần kiếm ý uẩn nhưỡng hoàn thành, kinh khủng kiếm khí ba động, mang theo kinh thiên hủy diệt năng lượng, phóng xạ bốn phía, để cho toàn bộ thế giới dưới đất, đều chấn động kịch liệt lay động, phảng phất muốn sụp đổ. Thiên, chảm. Hai cái âm vang hữu lực âm tiết, từ Diệp Thần trong miệng thốt ra, hắn một kiếm mang theo diệt thế kim quang, xoẹt một tiếng chém vào mà ra. Bẻ gãy nghiền nát như muốn chém chết tinh không xuyên qua thế giới. Đây là thiên trảm một kiếm, đại biểu cho Shiva hủy diệt chi đạo vô thượng phong mang, cũng là thế gian sắc bén nhất, bá đạo nhất phong mang, không có cái thứ hai. Một kiếm này quơ ra trong nháy mắt, sau lưng Diệp Thần hiện ra một đạo kim sắc cán cân nghiêng đồ đằng, đó là hỗ tự quyết khí tượng, cán cân nghiêng một mặt là một thanh kiếm, đại biểu cho thiên trảm, một chỗ khác là một chùm sáng, bên trong là chín họa thương long thi thể. Thi triển thiên trảm, cơ thể phải thừa nhận kinh khủng phản phệ, Diệp Thần nhất thiết phải dùng hỗ tự quyết tới triệt tiêu, lần này, hắn hiến tế ra chín họa thương long thi thể, xem như cán cân nghiêng thẻ đánh bạc. Một kiếm này vung ra, Diệp Thần trả giá đắt cực lớn, dù sao giống chín họa thương long loại này cấp bậc cường giả, thế gian cũng không nhiều, loại này thẻ đánh bạc dùng xong một cái liền thiếu đi một cái. Nhưng lúc này vì chu sát ma thần cổ lôi, Diệp Thần cũng không lo được nhiều như vậy. Ma thần cổ lôi sinh mệnh lực, vô cùng hùng hậu, cùng vực sâu tương liên, có thể nói là bất tử bất diệt tồn tại, Diệp Thần muốn triệt để đem chu sát, chỉ có vận dụng thiên trảm nhất kiếm. Ma thần cổ lôi nhìn xem đâm đầu vào chém tới kim sắc kiếm mang, triệt để bị dại ra, hoàn toàn bị một kiếm này khí tức hủy diệt rung động đến, cũng không có làm ra mảy may phòng ngự chống đỡ cử động. Hoặc nói đúng ra, coi như nó nghĩ phòng ngự, cũng là tuyệt đối không thể nào ngăn trở. Thiên trảm nhất kiếm. Phong mang quá ác liệt, Shiva hủy diệt thần quang, thế gian có thể ngăn cản giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phốc phốc, thiên trảm kiếm quang thoáng qua, lập tức đem ma thần cổ lôi thân thể cao lớn, chặt đứt hai nửa, máu tươi cuồng phún, nó sinh cơ tại trong nháy mắt, triệt để đánh gãy diệt, nửa khúc trên thân thể giống như núi ẩm ẩm ngã xuống đất. Thiên, a, à. Phỉ Thúy trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, dĩ vãng nàng coi như vạn kiếm chảm giết, đem ma thần cổ lôi nghiền xương thành tro. Cái sau cũng biết trong nháy mắt trùng sinh. Cái sau vực sâu khí tức, thậm chí còn có thể cho nàng mang đến phản phệ. Nhưng bây giờ, Diệp Thần một kiếm chặt đứt ma thần cổ lôi sau, ma thần cổ lôi cũng không có cái gì trùng sinh dấu hiệu,
nó sinh cơ đã đánh gãy diệt, cùng vực sâu liên lạc, cũng tại Diệp Thần Thiên Trảm hủy diệt kiếm khí phía dưới, triệt để đứt gãy. Không có vực sâu chúc phúc gia trì, ma thần cổ lôi sinh mệnh, cũng không so phổ thông ma thần cường hãn bao nhiêu. Phốc, ô ô, rất nhanh, ma thần cổ lôi bị chém đứt hai nửa thân thể, liền hóa thành nguyên thủy vực sâu hắc khí, tán loạn mở ra, ở trong sân tạo thành một tầng vực sâu sương mù trướng. Tầng này vực sâu sương mù trướng, nếu như mặc kệ mà nói, tiếp qua ngàn năm vạn năm, còn có thể một lần nữa ngưng kết thành ma thần, tạo hóa ra nghiệt thú. Đây là vực sâu bản nguyên pháp tắc, có thể tạo hóa ngàn vạn hung ma. Nhưng ít ra giờ khắc này, ma thần cổ lôi là triệt để diệt vong, nó lưu lại vực sâu khí tức, phỉ thúy cũng có giải quyết thủ đoạn. Hô! Chém giết ma thần cổ lôi, Diệp Thần kịch liệt thở dốc một hơi, cầm kiếm tay khô tàn xuống. Vừa mới thiên trảm nhất kiếm, hắn mặc dù lấy hỗ tự quyết, triệt tiêu phản phệ, nhưng thiên trảm kiếm khí hủy diệt ba động, hay là cho thân thể của hắn kinh mạch mang đến không ít gánh vác. Lại thêm ma thần cổ lôi, bản thân bổ sung thêm vực sâu ma khí, cũng cùng nhau ăn mòn tới, song trọng xung kích phía dưới, Diệp Thần cũng cảm giác cơ thể một hồi mệt mỏi cùng trống rỗng. Đương nhiên, hắn cũng không hoảng, coi như bây giờ phỉ thúy trở mặt, nghĩ gây bất lợi cho hắn, hắn luân hồi trong mộ địa, còn có một tôn thiên đấu sát thần, đủ để chống lại. Đột nhiên, Diệp Thần trong mắt hơi híp, phát hiện cái kia ma thần cổ lôi hóa làm hắc khí phía dưới, có một khỏa đặc thù hạt châu. Hạt châu này, càng như thế quen thuộc. Thiên khôi kiếm chủ, kiếm đạo minh, kiếm tâm thần châu, đạo tâm thần châu. Bất quá hạt châu kia tựa hồ có chút khác nhau, xa xa so với mình thấy qua kiếm tâm thần châu còn cường đại hơn. Giống như là trong lúc này ẩn chứa một cái thế giới. Diệp Thần toàn thân mỏi mệt, nhưng vẫn là hội tụ còn sót lại một tia linh khí, đem cái kia thần bí hạt châu hút tới trong lòng bàn tay. Chạm đến da thịt một sát na, Diệp Thần cảm nhận được một tia đến từ vực sâu ý lạnh, còn có một cỗ đủ để chảm phá giới này một kiếm. Không chỉ như vậy, Diệp Thần còn cảm nhận được luân hồi nghĩa địa một tia khát vọng. Luân hồi mộ địa muốn hấp thu lấy hạt châu năng lượng. Xem ra phía trước vấn thiên tổ sự tình không tệ, thiên khôi kiếm chủ cùng Vizanu có chút nhân quả, hơn nữa hạt châu này hẳn là thiên khôi kiếm chủ trên thân rơi xuống, cũng không biết vì cái gì, bị cái này ma thần cổ lôi thôn phệ. Bất quá hạt châu này bởi vì đắm chìm vực sâu quá lâu, đã có chút chất biến. Diệp Thần không xác định đút cho luân hồi mộ địa, cái kia vực sâu chỉ ý có ảnh hưởng hay không luân hồi mộ địa. Suy tư mấy tức, hắn vẫn là quyết định ném cho luân hồi mộ địa. Khi cái sau trong nháy mắt luyện hóa này châu, hơn nữa vực sâu sức mạnh cũng bị cùng nhau thôn phệ, Diệp Thần mới thở ra một hơi. Xem ra luân hồi nghĩa địa thần bí ở xa trên vực sâu. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thần cảm thấy linh khí càng ngày càng khô kiệt. Luân hồi chi chủ, đa tạ. Phỉ thúy lại không có thừa lúc vắng mà vào, mà là có chút kích động đi tới, vững vàng đỡ lấy Diệp Thần. Hai người trước mắt vẫn là quan hệ hợp tác, nàng tự nhiên sẽ không tổn thương Diệp Thần. Diệp Thần cười cười, nói, bây giờ, có thể bắt đầu khai quật Vizanu hài cốt. Phỉ thúy nhìn xem ma thần cổ lôi sau khi chết, lưu lại quanh quẩn vực sâu sương mù trướng, nói, có thể, chờ xua tan những thứ này vực sâu ma khí, chúng ta liền có thể đào ra lão tổ hài cốt. Nàng đầu ngón tay một lần, một khỏa trong suốt phỉ thúy bảo thạch xuất hiện, nàng lại đem bảo thạch đầu nhập trong vực sâu sương mù trướng, lập tức một tia xanh biếc quang huy dạo rực mà ra, chậm rãi đem sương mù xua tan. Bất quá, phỉ thúy tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Diệp Thần nói. Phỉ thúy do dự một chút, hay là hỏi, luân hồi chi chủ, ngươi tựa hồ đối với hạt châu kia có chút quan tâm. Ngươi cần nó đúng không? Diệp Thần có chút ngoài ý muốn, ngươi biết vừa rồi cái kia rơi xuống hạt châu. Phỉ thúy gật gật đầu, kỳ thực không có hạt châu kia mà nói, cái này ma thần cổ lôi càng thêm nguy hiểm, thậm chí ngươi cái kia thiên trảm có thể còn chưa đủ. Hạt châu kia tựa hồ hạn chế cổ lôi, những năm gần đây, ta có thể cảm nhận được cổ lôi có một bộ phận đau đớn đến từ hạt châu này. Diệp Thần liền vội vàng hỏi, người cũng đã biết thiên khôi kiếm chủ. Nghe được bốn chữ này, phỉ thúy thở nhẹ một tiếng, ánh mắt do dự, cuối cùng vẫn nói, ta không rõ ràng. Không tốt, luân hồi chi chủ, bên ngoài tựa hồ có người tới. Mấy tức sau đó, phỉ thúy sắc mặt lại khẽ hơi trầm xuống một cái, là đánh gãy ly ca. Vẫn là ác mộng lão tổ. Đi ra xem một chút. Nàng cảm giác có chút nguy hiểm, lập tức liền quay người xuất ngoại. Diệp Thần tâm niệm chuyển động, cũng bắt được một tia nguy hiểm,
nếu là bên ngoài có người quấy rầy mà nói, hắn cùng Phỉ Thúy cũng không khả năng yên tâm đi khai quật Vizernu hài cốt. Diệp Thần đi theo Phỉ Thúy, cấp tốc từ dưới đất đi ra, đã thấy có hai đạo quang mang bắn vào trong Phỉ Thúy sơn trang, chật vật rơi xuống trên mặt đất, càng là Huyết Long cùng Khóa Thiên Thần Quân. Hai người rơi xuống, đập vỡ một mảng lớn kiến trúc, cả kinh Phỉ Thúy sơn trang không thiếu thị vệ, đều cầm đao mang kiếm chạy vội ra. Phỉ Thúy khoát khoát tay, ra hiệu đám người không nên hoảng hốt. Huyết Long, Khóa Thiên tiền bối. Diệp Thần nhìn thấy Huyết Long cùng Khóa Thiên Thần Quân, lập tức vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiến lên, chỉ thấy cả hai đều bị trọng thương, trên thân lại có bạc màu dấu hiệu. Diệp Thần nghĩ thi triển tiêu tan nghiệt giải ách chú, vì bọn họ trị liệu, nhưng vừa mới chém giết ma thần cổ lôi hắn, tiêu hao rất lớn, cơ thể đã trống rỗng, thuật pháp này lại là không thi triển ra được. Không còn khí lực sao? Phỉ Thúy đỡ Diệp Thần, lo lắng hỏi. Diệp Thần ừ một tiếng, Phỉ Thúy lại tại trước mắt bao người, không hề cố kỵ, bờ môi xẹt tới, thì cho Diệp Thần một hôn. Cái hôn này phía dưới, Diệp Thần liền cảm giác toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, tinh thần đại chấn, Phỉ Thúy trên người linh khí, dọc theo cái hôn này chuyển vận tới, lập tức để cho Diệp Thần khôi phục không thiếu. Khá hơn chút nào không? Phỉ Thúy buông ra môi, ánh mắt nhu tình đến độ mau đỡ ti, chung quanh Phỉ Thúy sơn trang đệ tử thấy, đều là trợn mắt hốc mồm. Đa tạ. Diệp Thần biểu lộ có chút phức tạp cảm tạ một tiếng, sau đó liền thi triển tiêu tan nghiệt giải ách chú, thay Huyết Long cùng Khóa Thiên Thần Quân hóa giải phai màu triệu chứng, lại một chiêu ánh sáng của bầu trời thần dược thuật, trị liệu hai người thương thế. Hai người thương thế chuyển biến tốt đẹp, mở to mắt nhìn thấy Diệp Thần, kêu lên. Chủ nhân, luân hồi chi chủ. Diệp Thần hỏi, Huyết Long, Khóa Thiên tiền bối, các ngươi có thể từ Linh Sơn thoát thân đi ra, thực sự là cảm ơn trời đất, bốn vị trưởng lão đâu. Huyết Long hổ thẹn nói, chủ nhân, tứ lão đã bị đem bắt, chỉ có ta cùng Khóa Thiên Thần Quân trốn thoát, tại Linh Sơn trên địa bàn, chúng ta cũng không phải đánh gãy ly ca địch thủ. Hắn, Huyết Long ánh mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía chân trời, hắn đuổi tới. Chỉ thấy một đạo hừng hực quang, lao nhanh phá không mà đến, buông xuống đến Phỉ Thúy Sơn Trang phía trên, chính là đánh gãy ly ca. Đánh gãy ly ca. Diệp Thần nhìn thấy đánh gãy ly ca đến, đôi mắt lập tức phát lạnh, lộ ra nồng nặc sát ý. Nơi này cũng không phải là phần tịch Linh Sơn, đã mất đi địa mạch gia trì, đánh gãy ly ca không đủ gây sợ, lấy Diệp Thần thực lực, đủ để đem hắn chém giết. Chỉ là, Diệp Thần vừa mới chém giết ma thần cổ lôi, tiêu hao quá lớn, lúc này lại không có chiến đấu chi lực. Phỉ Thúy, người cùng luân hồi chi chủ. Đánh gãy ly ca truy sát đến Phỉ Thúy Sơn Trang, nhìn thấy Phỉ Thúy đang thân mật kéo Diệp Thần cánh tay, hai người một bộ thần tiên quyến lữ bộ dáng, hắn chỉ một thoáng thiên cơ nhìn rõ, cái gì đều hiểu rồi. Thì ra vừa mới quả nhiên là ngươi, cứu đi luân hồi chi chủ. Ngươi còn bị hắn mê hoặc, lại xả thân lấy lại, thực sự là không biết xấu hổ. Đánh gãy ly ca ra mặt co rúm, lộ ra vẻ phẫn hận. Phía trước tại phần tịch Linh Sơn, trong đại chiến, hắn tựa hồ nhìn thấy có một đoàn Phỉ Thúy lục quang, đem Diệp Thần cùng trên sông tuyết mang đi, nhưng trong hỗn loạn, nhìn không rõ ràng. Lúc này gặp đến Diệp Thần cùng Phỉ Thúy bộ dáng thân mật, hắn mới biết được, quả nhiên đích thật là Phỉ Thúy ra tay, đem Diệp Thần mang đi. Ta Phỉ Thúy làm việc, còn cần ngươi để ý tới sao? Phỉ Thúy lạnh nhạt nở nụ cười, có chút khinh thường nhìn về phía đánh gãy ly ca. Đánh gãy ly ca lập tức khuôn mặt đỏ lên, tại Phỉ Thúy sơn trang trên địa bàn, hắn đương nhiên không dám làm càn cái gì. Ngươi cùng luân hồi chi chủ cầu nam nữ pha trộn, ta không quản tới, nhưng ngươi muốn làm cái gì, ngươi điên rồi, ngươi phải đào đào lão tổ hài cốt. Đánh gãy ly ca hơi hơi hít sâu một hơi, nhìn chăm chăm Phỉ Thúy, thiên cơ nhìn trộm phía dưới, hắn đã nhìn thấy Diệp Thần chém giết ma thần cổ lôi, đồng thời chuẩn bị cùng Phỉ Thúy khai quật Vizernu hài cốt hình ảnh. Như thế nào, không được sao? Lão tổ linh hồn, cũng nên trở về cơ thể, không đem hắn hài cốt móc ra, chẳng lẽ ngươi muốn linh hồn của hắn, cả một đời chôn giấu đang sáng tạo thế giới chi thụ phía dưới, vĩnh viễn không mặt trời sao? Phỉ Thúy lạnh lùng nói. Ngươi cái này con mụ điên, ngươi đào ra lão tổ hài cốt, chắc là phải bị tiểu tử này cướp đi. Ngươi giành được qua hắn sao? Ngươi đây là đang đánh cược à, đúng là người điên. Ngươi không biết tiểu tử này khí vận thâm hậu cỡ nào, ngươi dám cùng hắn đánh cược. Chia lìa tiếng ca âm đều xé rách, phẫn hận không thôi, hắn nhìn ra Phỉ Thúy tâm tư, chính là đang đánh cược Diệp Thần không mang được Vizernu hài cốt,
đánh cược Vizanu linh hồn có thể thuận lợi trở về cơ thể. Đến lúc đó, Vizanu thân hồn quy nhất, đích thật là rộng rãi vô lượng, trụ thần quang huy bộc phát, thậm chí đủ để giết chết Diệp Thần. Nhưng vạn nhất, Phỉ Thúy thua cuộc, Vizanu linh hồn, đồng thời không thể thuận lợi trở về cơ thể, thân thể bị Diệp Thần mang đi, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Không có nhục thân, Vizanu linh hồn, lúc nào cũng có thể rơi vào vực sâu. Phỉ Thúy cười nói, người kích động như vậy làm gì, Vizanu lão tổ cũng không có phản đối. Đánh gãy Ly Ca không cách nào giữ vững tỉnh táo, dùng gần như thanh âm gầm thét nói, nhưng hắn cũng không có đồng ý. Ngươi tự tiện hành động, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, ngươi thua nổi sao? Vizanu thái độ, trước mắt cũng không có rõ ràng biểu thị, lần đánh cuộc này, hắn tựa hồ cũng là trần trở bất quyết, phong hiểm rõ ràng dễ thấy. Bất quá, cho tới bây giờ, Vizanu cũng không có ngăn cản Phỉ Thúy hành động, đây cũng là mang ý nghĩa, Vizanu cũng nghĩ đánh cược một keo. Dù sao, nhục thể của hắn, bị chia cắt thành hai bộ phận, đầu người tại ác mộng lão tổ trong tay, muốn đoạt về tới, cũng chỉ có dựa vào Diệp Thần. Dựa vào Phỉ Thúy cùng đánh gãy Ly Ca, đều dựa vào không được, bọn hắn cũng không có đủ thực lực, đi cùng ác mộng lão tổ đối kháng, chỉ có Diệp Thần có một chút như vậy khả năng. Đánh gãy Ly Ca khuôn mặt trở thành màu gan heo, âm tình biến hóa không chắc, đến cuối cùng, hắn thở thật dài một tiếng, nhìn về phía Diệp Thần, nói. Luân hồi chi chủ, ai, coi như ta sợ ngươi rồi. Ngươi muốn khóa chi mảnh vụn, ta cho ngươi, sẽ không tiếp tục cùng ngươi cướp đoạt. Ta chỉ cầu ngươi lập tức rời đi Vizanu thánh địa, cũng không tiếp tục sẽ trở về. Chỉ cần ngươi lập tức đi, ta liền thả cái này bốn cái lão đầu. Chia lìa ca sĩ một lần, một tòa đan lô xuất hiện, xuyên thấu qua lò luyện đan bích lỗ, có thể nhìn đến trong lò đan, nhốt bốn cái lão giả, chính là thiên địa vô cực tứ lão. Nhìn bộ dáng, đánh gãy Ly Ca là muốn đem tứ lão luyện hóa, bốn cái siêu phẩm thiên đế, nếu là toàn bộ luyện hóa, đó đúng là thiên đại bổ dưỡng cùng chỗ tốt, đối với tu vi rất có ích lợi. Diệp Thần gặp đánh gãy Ly Ca làm ra nhượng bộ như thế, cũng là có chút ngoài ý muốn. Phỉ Thúy nhìn thật sâu một mắt đánh gãy Ly Ca, cười nói, đánh gãy Ly Ca, như thế nào, ngươi sợ? Cũng đúng, ngươi luôn luôn nhát gan, làm việc sợ hãi rụt rè. Bằng không thì Vizanu chỉ sợ sớm đã nhường ngươi làm chuyện trọng yếu hơn đi. Đánh gãy Ly Ca nói, là, ta là sợ, ta sợ tiểu tử này, dừng lại thêm xuống, thật muốn tạo phản rồi. Vizanu lão tổ hài cốt, tuyệt không thể bị hắn nhúng chàm. Khai quật sự tình, ân, ta suy tính đến, Phạn Thiên Thánh Địa sẽ phải cử hành một hồi Phạn Thiên Đại Điển, có chuyện gì, chờ Phạn Thiên Đại Điển cử hành lại nói. Phỉ Thúy cười nói, Phạn Thiên Đại Điển. Ta có thể đã đợi không kịp, ta hôm nay liền muốn đào ra lão tổ hài cốt. Đánh gãy Ly Ca cả giận nói, ngươi dám, chuyển nhìn về phía Diệp Thần Đạo, ngươi nói thế nào, luân hồi chi chủ. Ta muốn ngươi lập tức rời đi, khóa chi mảnh vụn cùng cái này bốn cái lão đầu, ngươi có thể mang đi. Chỉ cần Diệp Thần rời đi, chỉ dựa vào Phỉ Thúy một người, cũng không cách nào đào ra Vizanu hài cốt, cái kia hài cốt năng lượng mênh mông, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận hài cốt năng lượng phóng xạ. Diệp Thần nhìn một chút đánh gãy Ly Ca, lại nhìn một chút Phỉ Thúy, cuối cùng ánh mắt rơi vào chia lìa ca sĩ bên trong trên lò luyện đan, nói. Khóa chi mảnh vụn cũng tại tay ta, cũng không cần ngươi cho, đến nỗi bốn vị trưởng lão, ngươi coi như giết bọn hắn, ta cũng có thủ đoạn phục sinh. Đánh gãy Ly Ca ra mặt co rúm, nói, ngươi coi như có thể phục sinh, bọn hắn bị ta ép khô linh khí, ngươi phục sinh đi ra ngoài, cũng bất quá là bốn cái lão hủ phế vật thôi. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, cái này cũng không cần ngươi quản, tóm lại, Vizanu hài cốt, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không bỏ qua. Đến một bước này, Diệp Thần không có khả năng từ bỏ, Vizanu hài cốt đang ở trước mắt, hắn như thế nào có thể tay không trở về. Tứ lão bị đánh gãy Ly Ca phong ấn tại trong lò đan, nhận hết luyện hóa giày vò, tại trong nửa mê nửa tỉnh, nghe được Diệp Thần lời nói, cũng là lộ ra biểu tình vui mừng. Một bộ Vizanu hài cốt. Giá trị tự nhiên cao hơn bọn họ nhiều, chỉ cần Diệp Thần có thể đoạt tới tay, tương lai cùng hồn thiên đế quyết chiến, vậy thì 10 phần chắc chín. Bọn hắn cũng đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Càng quan trọng chính là, Diệp Thần là luân hồi chi chủ. Trưởng khống luân hồi bản nguyên tồn tại, Diệp Thần phục sinh thủ đoạn chắc chắn không phải là người tầm thường có thể lý giải cùng làm được. Bọn hắn không chùn bước tin tưởng, bọn hắn phục sinh, là đã định trước. Thậm chí sẽ không cùng bây giờ có bất kỳ khác nhau.
thậm chí bọn hắn ba không thể hy vọng đánh gãy Ly Ca sớm một chút ra tay với bọn họ, loại thống khổ này so tử vong khó chịu nhiều. Đánh gãy Ly Ca thân thể run rẩy, không nghĩ tới Diệp Thần quyết tuyệt như vậy, hắn cắn răng nói. Luân hồi chi chủ, đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ, người coi như đào ra Vi Giờ Nu lão tổ hài cốt lại có thể thế nào. Đầu người tại ác mộng lão tổ trong tay, người chỉ có một bộ không đầu hài cốt, thì có ích lợi gì? Người lập tức rời đi, chúng ta còn có thể giữ lại điểm tình cảm. Diệp Thần đang chờ nói chuyện, chợt nghe sơn trang bên ngoài, truyền đến một đạo già nua mà thâm trầm âm thanh. Muốn Vi Giờ Nu đầu người, lão phu dâng lên chính là. Thanh âm này truyền vào trong tai mọi người, đám người chợt cảm thấy đầu một hồi choáng váng, cả người như thoát ly thực tế, lâm vào trong cơn ác mộng, ngực một hồi phiền muộn, liền hô hấp cũng trệ tắc nghẽn, mười phần không khoái. Chỉ thấy một lão già, mang theo mấy cái tùy tùng, nhanh chân bước vào trong sơn trang. Lão già kia thân hình phiêu phiêu miểu miểu, như thế mộng ảo, chân không chạm đất, như quỷ mị bay đi mà đến, một thân áo bào xám lượn lờ vực sâu ma khí, hai con ngươi như đuốc. Hai điểm xanh biết quỷ hỏa tại trong đồng tử thiêu đốt, tung bay đi vào, liền dẫn tới từng trận âm phong. Phỉ Thúy Sơn Trang phía trên bầu trời, càng là trong nháy mắt lâm vào trong mờ tối, như có ngàn vạn ác mộng mộng ma vật, tại giữa tầng mây nổi lên, thiên địa khí tượng đều bởi vì lão giả kia đến, xuất hiện quỷ dị biến hóa. Diệp Thần đầu ong ong, nhìn về phía lão giả kia ánh mắt, cảm giác tại trong chớp mắt, như rơi vạn trọng vực sâu, không thể siêu thoát. Thật là khủng khiếp vực sâu khí tượng. Người này chẳng lẽ chính là... Nội tâm của hắn chấn động, vội vàng vận công giữ vững tâm thần. Phỉ Thúy, đánh gãy Ly Ca, Huyết Long, Khoa Thiên Thần Quân bọn người, nhìn thấy lão giả kia đến, cũng là kinh hãi, nhao nhao vận công hộ thể, mặt mũi tràn đầy đề phòng kinh dị chi ý. Ác mộng lão tổ, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Đánh gãy Ly Ca không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lão giả kia, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lão giả chính là vực sâu quỷ cung cung chủ, trong truyền thuyết, ba quỷ thần bên trong ác mộng lão tổ. Ác mộng lão tổ chấp trường ác mộng nguyền rủa, thế gian cái gọi là The Tanis, kỳ thực chính là bị vực sâu ác mộng ăn mòn người. Đủ loại nguyền rủa bên trong, ác mộng nguyền rủa là tồn tại cực kỳ khủng bố, người một khi lâm vào ác mộng, liền khó có thể thoát thân, vạn kiếp bất phục. Lại là ác mộng lão tổ, ngọn gió nào đem lão nhân ra ngươi thổi tới. Tại ngắn ngủi kinh dị đi qua, Phỉ Thúy biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh, khẽ mỉm cười hỏi, bất quá ý cười có chút khô khốc, rõ ràng tại trước mặt ác mộng lão tổ, nàng bình tĩnh dưới bề ngoài, cũng là ẩn giấu vô tận sợ sợ cùng đề phòng. Dù sao, ác mộng lão tổ thế nhưng là trụ thần hóa thân, ba quỷ thần một trong, luận bối phận, là đủ để cùng Vi Giờ Nu ngồi ngang hàng tồn tại. Mặc dù, ác mộng lão tổ hóa thân buông xuống không không lúc nào khoảng không, thời khắc này quyền hành, đã kém xa tít tắp Vi Giờ Nu. Siva chờ trụ thần cường đại, nhưng dù sao dựa lưng vào vực sâu, cũng là mười phần kinh khủng, không ai dám khinh thường. Ác mộng lão tổ cười ha ha, nói, lão phu tới đây, là muốn đem Vi Giờ Nu đầu người, đưa cho luân hồi chi chủ. Hắn phủi tay, bên cạnh một cái tùy tùng, nâng một cái hộp gỗ, đi lên phía trước, rất cung kính đưa cho Diệp Thần. Cái này tùy tùng chính là Tạo Uyên Thượng Nhân, Tạo Uyên Thượng Nhân là vực sâu quỷ cung đại trưởng lão, tu vi cũng là tương đương cường hãn. Nhưng giờ khắc này ở ác mộng lão tổ bên cạnh, hắn khí tức hoàn toàn bị chế trụ, nhìn như bụi trần bình thường. Đây là... Diệp Thần, Phỉ Thúy, đánh gãy Ly Ca ánh mắt của mấy người, bắn về phía cái kia hộp gỗ, đều là cảm thấy run rẩy một hồi. Cái kia hộp gỗ phía trên, hiện đầy đủ loại phong ấn phù văn, lại quấn quanh lấy cấm chế phù mang, nhưng kể cả như thế phong ấn nghiêm mật, tất cả mọi người vẫn là rõ ràng cảm nhận được. Trong hộp cất giữ đồ vật, năng lượng phi thường khủng bố, kinh thiên động địa. Một khi cái hộp này mở ra, tất nhiên sẽ có cái gì đồ vật ghê gớm phóng lên trời. Là Vi Giờ Nu đầu người. Tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được, trong hộp chứa, chính là Vi Giờ Nu đầu người. Luân hồi chi chủ, không, lão phu phải gọi ngươi một tiếng, u ác tính tử đại nhân, hay là, thiếu đế đại nhân. Ác mộng lão tổ mỉm cười, nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt. Cũng là tràn đầy thưởng thức, chỉ cái kia hộp, nói, thiếu đế đại nhân tất nhiên muốn Vi Giờ Nu đầu người, cái kia cứ việc cầm đi chính là, cái này coi là lão phu hiến tặng cho lễ vật của ngươi. Diệp Thần ra mặt run lên, nói, thiếu đế. Ác mộng lão tổ cười nói, đúng vậy, âm thần Trung Yên đại đế đã ngủ say tại dưới vực sâu, đại đế không ra, cái kia ai tới trưởng khống vực sâu đâu. Dĩ nhiên chính là thiếu đế ngươi.
U ác tính tử truyền thuyết, chắc hẳn thiếu đế đã nghe nói, ngươi chính là tương lai u ác tính tử, cũng chính là vực sâu chi tử, tức là vực sâu rất ít đế. Diệp thần ngẩn ngơ, u ác tính tử truyền thuyết, hắn đương nhiên biết, có truyền ngôn nói, hắn chính là tương lai u ác tính tử. Ác mộng lão tổ, ngươi, là coi ta là thành tương lai u ác tính tử, vực sâu thiếu đế. Diệp thần khóe miệng giật giật, nhìn xem ác mộng lão tổ cung thuận bộ dáng, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn vốn đang phiền não lấy, tại giải quyết hết đánh gãy ly ca sau, muốn thế nào đối mặt ác mộng lão tổ. Nghĩ tại vực sâu quỷ cung, từ ác mộng lão tổ trong tay, cướp được phi giờ nu đầu người, rõ ràng dễ thấy gian khổ. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, ác mộng lão tổ thế mà tự thân tới cửa, hai tay đem phi giờ nu đầu người dâng lên, còn tôn kính hắn vì vực sâu đế tử. Ác mộng lão tổ mỉm cười, nói, chính là, thiếu đế đại nhân nếu muốn phi giờ nu đầu người, thỉnh nhất định muốn nhận lấy. Còn có bình này vực sâu thánh thủy, cũng thỉnh thiếu đế đại nhân cùng nhau uống xong, miễn cho tương lai lọt vào thái sơ chi quang ăn mòn. Cũng chỉ có uống xong cái này vực sâu thánh thủy, thiếu đế đại nhân tài có thể chân chính trưởng khống vực sâu. Đang khi nói chuyện, ác mộng lão tổ móc ra một cái lưu ly bình tử, trong bình chứa một bình đen như mực thủy, tràn đầy ô uế dơ bẩn vẩn đục tạp chất, trong bóng tối lại dẫn màu xanh sẫm màu sắc, nắp bình mặc dù gắt gao phong bế lấy, nhưng vẫn là có từng tia so thi sú còn muốn kịch độc nồng đậm gấp 10 hôi thối mùi tản mát ra. Cái này cái gọi là vực sâu thánh thủy, nhìn đơn giản chính là dùng rãnh nước bẩn neo cùng thi thủy nọc độc trộn đồ vật, hôi thối dơ bẩn kịch độc cực điểm. Đây là Hắc Uyên độc tuyền. Diệp thần nhíu mày, thiên cơ nhìn rõ, chỉ một thoáng bắt được nhân quả, ác mộng lão tổ trong tay chai nước này, lại giống như chính là trong truyền thuyết Hắc Uyên độc tuyền. Thậm chí Diệp thần cảm nhận được luân hồi nghĩa địa một tia dị động, nhưng cái này dị động không biết là phản đối vẫn là khát vọng. Thế gian này, quang chi tử cùng u ác tính tử, đều không tồn tại, nhưng quyền hành là tồn tại. Quang chi tử quyền hành, hội tụ tại trong ánh sáng của bầu trời thần thủy, chỉ cần uống xong ánh sáng của bầu trời thần thủy, liền có thể trở thành quang chi tử. U ác tính tử quyền hành, thì hội tụ tại Hắc Uyên độc tuyền bên trong, nếu là có thể tiêu hóa Hắc Uyên độc tuyền, liền có thể trở thành u ác tính tử. Căn cứ Diệp thần biết, Hắc Uyên độc tuyền tại xấu thần trong lãnh địa. Ác mộng lão tổ nói, chính là, thiếu đế đại nhân nhìn rõ mọi việc, lại liếc mắt liền nhìn ra cái này vực sâu thánh thủy lai lịch. Cái này vực sâu thánh thủy, đích thật là lão phu từ xấu thần tộc lĩnh địa bên trong, đánh cắp mà đến. Thiếu đế đại nhân muốn khống chế vực sâu, nhất thiết phải uống xong toàn bộ Hắc Uyên độc tuyền, cái này thực sự không phải chuyện dễ. Thiếu đế đại nhân trước tiên có thể uống một bình, xây thật sâu uyên đạo cơ sau, lại đi uống xong hoàn chỉnh độc tuyền, vậy liền đơn giản nhiều. Nói xong, hắn liền đem trong tay một bình Hắc Uyên độc tuyền, đưa cho Diệp thần. Chủ nhân, không thể. Huyết Long lớn tiếng ngăn cản, nó thật sâu cảm thấy, cái kia Hắc Uyên độc tuyền, khí tức quá kinh khủng, nếu như Diệp thần uống xong, một khi bị vực sâu ô nhiễm, trầm luân sa đọa, hậu quả khó mà lường được. Diệp thần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhìn một chút ác mộng lão tổ trong tay cái bình, lại nhìn một chút Tạo Uyên thượng nhân đang bưng hộp, nói. Ác mộng lão tổ, ta muốn vì giờ nu đầu người, nhất định phải uống xong bình này độc tuyền sao? Ác mộng lão tổ nói, cái này vực sâu thánh thủy, thiếu đế đại nhân vẫn là cùng nhau uống xong cho thỏa đáng, người xây tạo ra vực sâu đạo cơ, tương lai liền có thể trấn áp vì giờ nu nhục thân bạo động. Một khi vì giờ nu đầu người, cùng thân thể hợp làm một thể, nhục thân khôi phục hoàn chỉnh. Cái kia nhất định đem bộc phát vô tận minh mông năng lượng phóng xạ, loại năng lượng này phóng xạ, thậm chí đủ để đem Diệp thần gạt bỏ. Đây chính là Phỉ Thúy dám cùng Diệp thần đánh cực sức mạnh, trụ thần nhục thân, đặc biệt là Vi Giờ Nu loại này cấp bậc trụ thần, nhục thân năng lượng cực kỳ khủng bố, coi như tại thiên địa pháp tắc hạn chế phía dưới, một chút phóng xạ, lực sát thương cũng là hủy thiên diệt địa, nàng không tin Diệp thần có thể ngăn cản. Ác mộng lão tổ cũng lo lắng Diệp thần ngăn không được. Cho nên dâng lên vực sâu thánh thủy, cũng chính là bình này Hắc Uyên độc tuyền. Chỉ cần Diệp thần năng sơ bộ nắm giữ vực sâu sức mạnh, vực sâu nguyền rủa bộc phát ra đi, đủ để chống lại trụ thịt thần thân năng lượng phóng xạ. Dù sao vực sâu quyền hành, tại trụ thần phía trên. Diệp thần ánh mắt chuyển động, suy tính tương lai nhân quả, cũng rõ ràng phát hiện, bình này Hắc Uyên độc tuyền, đích thật là vô cùng mấu chốt chỗ. Hắn nếu là có thể luyện hóa Hắc Uyên độc tuyền, xây tạo vực sâu đạo cơ, liền có thể đối kháng vì giờ nu nhục thân phóng xạ, thậm chí tương lai muốn uống ánh sáng của bầu trời thần thủy, chấp trưởng quang chi tử quyền hành, cũng có khả năng.
uông ánh sáng của bầu trời thần thủy, tự thân khả năng bị mênh mông ánh sáng của bầu trời bao phủ, đánh mất tất cả linh trí, nhưng nếu có vực sâu nền tảng, âm dương hòa giải, ánh sáng của bầu trời liền không cách nào đem Diệp Thần bao phủ, âm dương cân đối phía dưới, u ác tính tử, quang chi tử quyền hành, Diệp Thần đều có cơ hội trưởng khống. Nghĩ như vậy, Diệp Thần tại Phỉ Thúy, đánh gãy Ly Ca, Huyết Long bọn người ánh mắt kinh hãi bên trong, từ ác mộng lão tổ trong tay, tiếp nhận Hắc Huyên độc tuyền, đồng thời đem nắp bình mở ra. Vừa mở ra nắp bình, một cỗ gay mũi hôi thối cùng thối giữa hương vị, liền cuồng lao ra, cỗ này mùi thậm chí như mang theo vực sâu phóng xạ, một chút khuếch tán, chung quanh rất nhiều hoa cỏ cây cối, lập tức tàn lụi khô héo. Ác mộng lão tổ mang tới tùy tùng, ngoại trừ Tạ Uyên thượng nhân, đám người còn lại lập tức kêu lên một tiếng, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, không chịu nổi Hắc Huyên độc tuyền hôi thối xung kích. Phỉ Thúy Sơn Trang bên trong, cũng có mười mấy cái thị vệ, tại chỗ thất khiếu chảy máu chết bất đắc kỳ tử ngã xuống đất. Hắc Huyên độc tuyền khí tức, kinh khủng như vậy, chỉ là tản mát ra mùi hôi thối, liền có mang kịch độc, người bình thường ngửi được, ngay lập tức muốn chết bất đắc kỳ tử. Phỉ Thúy, đánh gãy Ly Ca bọn người đều là lông mày cau chặt, che lui lại. Chủ nhân, người muốn uống phía dưới bình này so thi thủy còn kịch độc hôi thối đổ vật sao? Huyết Long cũng hít mũi một cái, mười phần khó chịu hỏi. Ác mộng lão tổ cười nói, thiếu đế đại nhân xin yên tâm, cứ việc uống đi xuống đi, cái này vực sâu thánh thủy ngửi thúi, uống hương vị, lại hết sức ngọt mỹ vị. Diệp Thần nhìn xem trong tay Hắc Huyên độc tuyền, nước suối hôi thối khí tức không ngừng tản mát ra, hình thành phóng xạ, có mang kịch độc ăn mòn, bàn tay hắn làn da cũng là một hồi phỏng, may mà hắn thể chất cường hãn, bằng không thì đã bị ăn mòn thành xương khô. Người tại trong bình này độc tuyền, tăng thêm đặc thù dược vật. Là khống chế tinh thần một loại dược vật, người muốn làm gì? Diệp Thần ngắm nhìn ác mộng lão tổ, ánh mắt hắn vô cùng cay độc, chính mình nắm giữ lấy phỉ nhiều bí pháp cùng thọ ôn hỏa thuật, đối với đủ loại phong hỏa khô khốc khí tức biến hóa, cảm ứng vô cùng nhạy cảm. Diệp Thần rõ ràng cảm thấy, bình này Hắc Huyên độc tuyền bên trong, còn thêm vào ngoài định mức đồ vật, là một loại đặc thù dược vật, mang theo mộng cảnh ảo giác các loại nguyên chất, có thể khống chế người tinh thần. Là, mộng thần quy tâm tán. Ngươi muốn khống chế ta. Diệp Thần lay động một cái bình, thêm một bước nhìn rõ, thậm chí phân biệt tinh tường dược vật tên, quả nhiên là khống chế tinh thần một loại dược vật. Nếu như hắn uống, liền có khả năng bị ác mộng lão tổ khống chế. Ác mộng lão tổ tiên là khẽ giật mình, sau đó cười nói, thiếu đế đại nhân thiên cơ hiểu rõ, thế mà cái gì đều nhìn thấu, lão phu bội phục. Lão phu tại trong bình này vực sâu thánh thủy, đích xác tăng thêm một điểm mộng thần quy tâm tán. Nhưng cũng không phải nói muốn khống chế thiếu đế đại nhân, chỉ là vì tránh thiếu đế đại nhân mất khống chế. Mặc kệ là chấp trưởng vực sâu, vẫn là chấp trưởng ánh sáng của bầu trời, đều là vô cùng nguy hiểm sự tình. Một khi lọt vào vực sâu hắc ám hoặc thái sơ ánh sáng mặt trời xung kích, người liền có thể sa đọa. Lão phu tăng thêm một điểm mộng thần quy tâm tán, chỉ là muốn phụ trợ thiếu đế đại nhân, bảo đảm thiếu đế đại nhân đạo tâm không mất, vĩnh hằng củng cố. Diệp Thần cười ha ha, nói. Ta biết ngươi muốn khống chế ta, bất quá ta cũng nghĩ đánh cược với ngươi đánh cược, liền đánh cược ngươi có hay không thủ đoạn này, khống chế tinh thần của ta. Ánh mắt hắn ra hiệu, Tạ Uyên thượng nhân hiểu ý, cầm trong tay đang bưng hộp gỗ, hai tay đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy, chỉ cảm thấy hộp vô cùng trầm trọng, bên trong đang chứa vi giờ nu đầu người. Ác mộng lão tổ, đa tạ lễ vật của ngươi. Diệp Thần cười nói, thuận tay đem hộp thu hồi luân hồi mộ địa bên trong. Ác mộng lão tổ lại lắc lắc đầu nói, không phải, lễ vật là. Hướng Tạ Uyên thượng nhân vẫy tay, Tạ Uyên, ngươi qua đây. Tạ Uyên thượng nhân nghe được ác mộng lão tổ triệu hoán, không hiểu một hồi dùng mình, nhưng lại không dám kháng cự, cúi đầu đi tới ác mộng lão tổ bên cạnh, nói, lão tổ có gì phân phó. Ác mộng lão tổ bàn tay lớn vồ một cái, giống diều hâu vồ gà con, xách nổi Tạ Uyên thượng nhân phần gáy cổ áo, khẽ mỉm cười hướng Diệp Thần nói. Thiếu đế đại nhân, cái này Tạ Uyên, lấy được ác mộng của ta đạo thống chân truyền, người đem hắn luyện hóa, có thể kế thừa ta đủ loại mộng yểm thuật pháp, lại phối hợp vực sâu thánh thủy sử dụng, chư thiên vô địch không dám nói, nhưng ít ra có thể để thực lực của ngươi, đưa thân đương thời năm vị trí đầu. Chủ nhân, người uống như vậy, cơ thể thật sự không có chuyện gì sao? Nó thập phần lo lắng cơ thể của Diệp Thần, vừa mới Diệp Thần uống xong Hắc Huyên độc tuyền, mùi hôi thối kia hư thối kịch độc khí tức. Để cho Huyết Long cũng là sợ hãi không thôi, nó dĩ vãng tiếp xúc qua đủ loại vĩ thú,
cái gọi là đại khủng bố, tại trước mặt vực sâu, bất quá là tiểu vu gặp đại vu. Diệp Thần sờ lên bụng của mình, nói, thật muốn luyện hóa mà nói, cái kia đoán chừng phải ra đại sự, thân thể ta chưa hẳn chịu được. Bất quá, Huyết Long, người có thể yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Diệp Thần cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là đem Hắc Huyên độc tuyền phong ấn tại trong đan điền, cũng không có luyện hóa. Huyết Long thần sắc phức tạp, còn muốn nói nhiều cái gì, Diệp Thần trấn an sờ lên nó đầu, đưa nó thu hồi luân hồi trong mộ địa đi. Khóa Thiên Thần Quân nói, luân hồi chi chủ, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Thiên địa vô cực tứ lão còn bị giam. Ác mộng lão tổ đã quy thuận, mặc dù giáp tâm hại người, nhưng ít ra mặt ngoài, hắn tôn kính Diệp Thần vì đế tử, cái kia vực sâu quỷ cung bên này, liền không còn là uy hiếp cùng địch nhân rồi. Bây giờ đặt tại Diệp Thần địch nhân trước mặt, chỉ có đánh gãy ly ca. Diệp Thần nghĩ nghĩ, ngửa mặt lên trời lớn tiếng nói. Đánh gãy ly ca, ta cho ngươi một đầu sinh lộ, phóng thích tứ lão, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tứ lão nếu như chết, Diệp Thần coi như có thể phục sinh đi ra ngoài người, cũng không khả năng có khi còn sống cường đại như vậy. Bây giờ khóa chi mảnh vụn đã tới tay, vì giờ nu hài cốt, lại lập tức có thể moi ra, Diệp Thần cũng không phải nói, nhất định phải giết chết đánh gãy ly ca không thể. Chỉ cần đánh gãy ly ca thả người, hắn cũng không để ý, tha thứ đối phương một cái mạng. Bầu trời phương xa, yên lặng phút chốc, liền truyền đến đáp lại. Ngươi lập tức rời đi, không còn nhúng chàm vì giờ nu lão tổ hài cốt, ta liền thả người. Diệp Thần lắc đầu nói, ngươi không có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả, ta muốn giết ngươi, như ngắt chết một cái côn trùng, ngươi tốt nhất đừng bức ta ra tay. Đánh gãy ly ca trầm mặc một hồi, nói, cho ta một ngày thời gian cân nhắc. Diệp Thần nói rất đúng, hắn đích xác không có tư cách trả giá, phía trước còn có thể mượn nhờ địa mạch sắc bén, cùng Diệp Thần chống lại. Nhưng bây giờ, Diệp Thần kế thừa ác mộng lão tổ đạo thống, đủ loại ác mộng nguyền rủa, đối với Nờ Tanis khắc chế 10 phần cực lớn, hắn coi như có đầu rút cổ tại phần tịch linh sơn bên trong, cũng không khả năng đối kháng Diệp Thần. Bất quá, gọi đánh gãy ly ca cứ như vậy thả người, chính mình không có chút nào đạt được, khóa chi mảnh vụn, còn có vi dần nu hài cốt. Đều phải rơi xuống Diệp Thần trong tay, hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Hảo, ta cho ngươi thời gian cân nhắc. Diệp Thần cũng không bức bách, cũng sợ đem đánh gãy ly ca ép, tứ lão sẽ bị giết chết. Phía trước nếu như không phải tứ lão chống đỡ, Diệp Thần cũng không khả năng không phát hiện chút tổn hao nào rời đi phần tịch linh sơn. Sự tình cứ như vậy sơ bộ thương lượng ra, Phỉ Thúy ánh mắt chuyển động, nói, luân hồi chi chủ, tất nhiên ác mộng lão tổ. Đã trả lại vi giờ nu lão tổ đầu người, như vậy kế tiếp, chỉ cần chúng ta khai quật ra vi giờ nu lão tổ kim thân, đầu thân hợp nhất, liền có thể đại công cáo thành. Nghe vậy, Diệp Thần tinh thần cảm ứng một chút luân hồi mộ địa, cái kia chứa vi giờ nu đầu người hộp gỗ, ngay tại trong mộ địa, yên tĩnh tồn phóng. Ác mộng lão tổ tại hộp phía trên, ra chỉ đủ loại phù văn cấm chế phong ấn, chỉ cần đem cấm chế phía trên phù mang xé mở, Diệp Thần thì có thể làm cho vi giờ nu đầu người. Lại thấy ánh mặt trời. Không hiểu, Diệp Thần có loại tim đập rộn lên, như rơi xuống vực sâu một dạng cảm giác, toàn thân lông tơ đều nổ lên tới, một khi vi giờ nu đầu người, lại thấy ánh mặt trời, lại cùng thân thể dung hợp, đến lúc đó trụ thần quang chiếu rọi chiếu thiên địa, Diệp Thần có thể sẽ bị vô tận thần quang xuyên qua giết chết. Thực sự là nguy hiểm a. Diệp Thần nội tâm nói thầm một chút, khai quật vi giờ nu hài cốt, với hắn mà nói, tuyệt đối là hung hiểm vô cùng sự tình. May mắn, hắn vừa mới uống một bình Hắc Huyên độc tuyền, lại kế thừa ác mộng lão tổ đạo thống, muốn đối kháng vi giờ nu thần quang, cũng nhiều mấy phần sức mạnh. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần cũng không nhiều lời, nói, ta đi trước cái địa phương, đi xong nơi đó, chúng ta liền bắt đầu. Phỉ Thúy đầy cõi lòng mong đợi cười nói, hảo. Bất quá trong nội tâm nàng cũng có một tia hiếu kỳ, luân hồi chi chủ, vì sao không lập tức lên đường. Diệp Thần không tiếp tục để ý. Trực tiếp hướng về một cái phương hướng phá không mà đi. Cái kia giấu ở trong bóng tối nguy hiểm, cũng nên đi chiếu cố. Rất nhanh, Diệp Thần đi tới cảm giác có thể đạt được chi địa, hắn nhắm đôi mắt lại, dường như đang chờ đợi cái gì. Đột nhiên, Diệp Thần hai con ngươi mở ra, một cỗ cực hạn sát ý cuốn tới, hắn hai con ngươi nhìn về phía một cái phương hướng, thản nhiên nói, theo lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Nói xong. Một hồi tiếng vỗ tay từ trong bóng tối vang lên. Luân hồi chi chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Trước đây khó trách ta sẽ thua ở dưới kiếm của ngươi.
Liễu Lạc Thần từ trong bóng tối đi ra. Diệp Thần nhìn thấy Liễu Lạc Thần, có chút bừng tỉnh, nguyên lai là nàng, xem ra chính mình trước đây lơ đãng bộc lộ ra sát ý, vẫn là bị đối phương phát hiện. Cái này Liễu Lạc Thần ngược lại là thông minh, người bình thường như thế nào có thể tiêu phí giá cao như vậy, tới chu sát chính mình. Bất quá Diệp Thần đối với Liễu Lạc Thần ngược lại là không có bất kỳ cái gì e ngại, ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh Liễu Lạc Thần một cái cao lớn thân ảnh phía trên. Thân ảnh này giống người mà không phải người, tựa như một thanh khai thiên chi kiếm, hai con ngươi tinh hồng, phảng phất là một đài vô cảm tình cỗ máy giết người. Đây có lẽ là Liễu Lạc Thần chuyến này lớn nhất sức mạnh. Diệp Thần thản nhiên nói, Liễu Lạc Thần, đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Liễu Lạc Thần từ đầu đến chân đánh giá một phen Diệp Thần, cũng là cảm giác được Diệp Thần vừa mới đột phá hơn nữa thu hoạch cơ duyên, hiếu kỳ nói, trên người ngươi đến tột cùng có cái gì cơ duyên, lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi cho ta cảm giác tựa như vực sâu cùng hắc ám. Đến nỗi bên cạnh ta, ngượng ngùng, ngươi nghịch thiên nhân sinh, liền dừng bước ở đây. Thái Hoang kiếm ma thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, giết. Giết. Tay của hắn chậm rãi đặt ở cự kiếm sau người phía trên. Vừa định rút ra, Liễu Lạc Thần liền ngăn cản nói, chờ đã. Liễu Lạc Thần tiến lên một bước, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần, hiếu kỳ nói, ta muốn biết, ngươi vì cái gì từ vừa mới bắt đầu liền đối với ta thậm chí sư tôn sẽ có định ý lớn như vậy. Thậm chí ngay cả thiên khôi kiếm chủ bốn chữ đều không để trong lòng, theo lý mà nói, ngươi tại không không lúc nào khoảng không hẳn là không cơ hội tiếp xúc đến bốn chữ này. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Sau đó gần từng chữ, bởi vì của ta kiếm đạo, nhất định trảm thiên khôi kiếm chủ. Liễu Lạc Thần đôi mắt đẹp tràn ngập khó có thể tin. Quá ngông cuồng. Chính mình sư tôn Vân Giật Phong chắc chắn tiểu tử này một đời nhìn lên. Hắn lại nói khoác không biết ngượng muốn trảm thiên khôi kiếm chủ. Tiểu tử này chẳng lẽ là điên rồ. Không phải do Liễu Lạc Thần chấn kinh, nàng phát hiện chung quanh vô số xiềng xích hội tụ, toàn bộ không gian cũng bị một cỗ lực lượng phong bế. Rất rõ ràng, Diệp Thần nói lời này, liền đã quyết định không để nàng và Thái Hoang kiếm ma còn sống rời đi. Không chút do dự, Liễu Lạc Thần trực tiếp xuất kiếm. Kiếm trong tay của nàng hóa thành một vệt sáng, trực chỉ Diệp Thần yếu hại. Kiếm kia tâm thần châu càng là bộc phát ra hào quang sáng chói. Đồng thời, Liễu Lạc Thần sau lưng hiện ra một đóa nở rộ hoa sen đồ án, quanh thân khí thế lăng lệ vô cùng. Kiếm quang như mộng như ảo. Vặn vẹo hư vô, trong nháy mắt bao lại Diệp Thần. Diệp Thần chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt dị biến, phảng phất đưa thân vào trong ảo cảnh, bốn phía cảnh vật vặn vẹo biến dị, làm cho người mê muội. Liễu Lạc Thần thừa cơ một kiếm đâm ra, kiếm khí có thể đạt được, không khí đều tựa như bị cắt ra. Một kiếm này muốn chu diệt Diệp Thần. Khi kiếm quang muốn triệt để thôn vệ Diệp Thần lúc, Diệp Thần mở miệng, thánh, vương, chiếu, niết. Trên người hắn đột nhiên nổ lên bốn đạo kim quang chữ lớn, mang theo nhật nguyệt thần thánh huy hoàng, chính là thánh vương chiếu niết bốn chữ. Toàn bộ huyễn cảnh triệt để phá toái. Liễu Lạc Thần thân ảnh cũng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo mang theo hủy diệt cùng luân hồi khí tức nhất kiếm, trên không chém xuống. Một kiếm này, Diệp Thần muốn chém dụng Liễu Lạc Thần cái kia tự cho là đúng đạo tâm, muốn phá diệt hắn kiếm đạo chi lộ. Liễu Lạc Thần vốn định xuất kiếm, nhưng, khi nàng nhìn thấy Diệp Thần một kiếm này nháy mắt, trong nội tâm nàng lại có một tia sợ hãi, một kiếm này, nàng rất rõ ràng, nàng cản không được. Đây chính là không không lúc nào khoảng không luân hồi chi chủ chân chính thực lực sao. Đừng nói là nàng, liền xem như siêu phẩm thiên đế tới, cũng không ngăn cản được một kiếm này. Lần này, trong óc nàng ý tưởng duy nhất chính là, không nên lại bước vào không không lúc nào khoảng không. Trước đây táng hồn quật một trận chiến, đối phương cũng không phát huy ra thực lực chân chính của hắn. Nhưng mà, đang lúc chém chết liền tới lúc, một thanh cự kiếm ứng thanh mà ra, xẹt qua trên không, chuẩn xác cản lại Diệp Thần một kiếm này. Huyền Diệu trưởng khống cảm giác trong nháy mắt bao phủ tại chỗ, tại cự kiếm vị trí, tựa hồ có một cỗ vô thượng kiếm đạo sức mạnh tại bốc lên, cùng lúc đó, rộng lớn mênh mông khí chàng bao trùm lấy toàn bộ bầu trời, tựa như một tòa trưởng khống kiếm khí thần điện. Cự kiếm kia còn tại trên không không ngừng lấp lóe, chỉ là quang huy mênh mông, không cách nào thấy rõ kiếm hình dạng, nhưng mà hắn tản mát ra sức mạnh lại làm cho nhân tâm sinh kính sợ. Diệp Thần con mắt híp lại, nhìn về phía Thái Hoang kiếm ma, thản nhiên nói, người đến cùng là người, vẫn là khôi lỗi. Liễu Lạc Thần lúc này mới phản ứng lại, khóe miệng nàng tràn ra một tia máu tươi,
dù cho một kiếm này bị Thái Hoang kiếm ma ngăn lại, nhưng kiếm khí vẫn là thương tổn tới nàng ngũ tạng lục phủ. Nàng khẽ cắn môi, tức giận nói, Quá Hoang kiếm ma, không tiếc hết thảy giết hắn. Nói xong, Quá Hoang kiếm ma liền phóng tới Diệp Thần, cuồn cuộn bụi trần tựa như vô số kiếm khí, hóa thành một đạo kiếm lôi long gió cuốn, hướng về Diệp Thần mà đi. Diệp Thần chưa bao giờ đụng phải loại tồn tại này, hiếu kỳ hỏi hướng Thiên Đấu Sát Thần, tiền bối, người có biết vật này tại tinh không bỉ ngạn là tồn tại gì? Thiên Đấu Sát Thần vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu, gia hỏa này giống như nhục thân chính là một thanh kiếm, sát ý cũng là cực kỳ khủng bố, nếu thật là người vì chế tạo, cái này thế lực sau lưng tuyệt đối không thể khinh thường. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, bước ra một bước, trực tiếp hướng đi kiếm kia lôi long gió cuốn. Liễu Lạc Thần trông thấy một màn này, run rẩy thanh âm nói, gia hỏa này điên rồi. Đây chính là Thái Hoang kiếm ma lĩnh vực, tự tìm cái chết. Diệp Thần đi tới nơi này trong vòi rồng, phát hiện mình phảng phất đưa thân vào một cái sát lục, kiếm đạo, hủy diệt tràng vực bên trong, mà cái kia Thái Hoang kiếm ma phảng phất chính là mảnh này tràng vực thiên đạo. Có chút ý tứ, đã như vậy, ta liền bồi ngươi chơi đùa. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng hơn kiếm đạo ý chí tràn vào trong đó. Toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Thái Hoang kiếm ma trong tay tinh hồng ma kiếm tản ra mùi máu tươi, hắn thấy thế điên cuồng vung vẩy ma kiếm, mỗi một lần chạm gọt đều mang huyết quang, cực hạn kiếm ý làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Mà Diệp Thần thân thể giống như hằng sơn giống như củng cố, mỗi một lần ra tay, phảng phất đều đang nghiên cứu Thái Hoang kiếm ma kiếm đạo. Có lẽ là cảm giác được cái gì, Thái Hoang kiếm ma quanh thân phun trào ra một đạo huyết sắc quang, quanh thân càng là bao trùm lấy một mảnh cổ lão huyết văn. Thân thể càng là lơ lửng đến giữa không trung, thanh âm trầm thấp vang lên, bi ai nhân tộc, ngươi đáng chết. Diệp Thần hai con ngươi híp lại, hắn ngẩng đầu, phát hiện Thái Hoang kiếm ma trong tay cự kiếm lập lòe quỷ dị hào quang màu tím, phảng phất ẩn chứa diệt thế chi lực. Diệp Thần thở dài một hơi, nhìn xem lôi vân tiêu tan, biết là tinh không bỉ ngạn lực lượng nào đó nhúng tay. Bất quá hôm nay thu hoạch cũng không tệ, hắn nhặt lên Liễu Lạc Thần kiếm cùng những vật khác, thu hồi luân hồi mộ địa. Để cho luân hồi mộ địa thôn phệ. Kiếm tâm thần châu cùng đạo tâm thần châu đối với luân hồi mộ địa đều rất cần. Chỉ là, cuối cùng vẫn là quá ít, xem ra chỉ có đi tới tinh không bỉ ngạn, tiếp xúc càng nhiều kiếm đạo minh đệ tử, thôn phệ bọn hắn thần châu, thậm chí là đạp vào tử tiêu chi đỉnh, mới có thể tỉnh lại luân hồi nghĩa địa khí linh. Sau đó, hắn đi tới hấp hối Thái Hoang kiếm ma phía trước, trực tiếp đem hắn phong ấn, cũng ném vào luân hồi mộ địa. Nói không chừng tương lai bỗng dưng một ngày, cái này Thái Hoang kiếm ma còn có giá trị lợi dụng. Thậm chí nếu là hỗ tự quyết triệt tiêu thiên trảm, cái này Thái Hoang kiếm ma cũng có thể cầm sử dụng. Cũng không biết trước kia Huyền Thanh đạo trưởng lưu cho mình thiên vấn như thế nào, dựa theo trước đây Huyền Thanh đạo trưởng nói tới, bây giờ thực lực của mình hẳn là có thể nhìn thấy một vài thứ. Diệp Thần nghĩ đến đây, liền không còn nói nhảm, trực tiếp tế ra một bản vô tự thiên thư. Cái này cái gọi là thiên vấn tản ra một tia nhàn nhạt huyền quang, Diệp Thần hít thở sâu một hơi, liền lần nữa lật ra. Mà hắn kinh ngạc phát hiện, lật ra trong nháy mắt, cái kia một tờ nguyên bản trống không trang sách, vậy mà xuất hiện từng hàng văn tự. Thiên khôi kiếm chủ, sơ bái kiếm thánh vi sư, sau thí sư chứng đạo, đoạt tinh không cửu biến, thập biến làm một, đoạt kiếm thánh chi nữ, lấy vợ đúc kiếm, đạp tử tiêu tìm. Ngắn ngủi mấy chục cái chữ. Để cho Diệp Thần nội tâm cảm thấy sâu đậm chấn kinh. Người này trước kia bái nhập tinh không bỉ ngạn một vị nào đó kiếm thánh vi sư, không tôn sư trọng đạo, lại thí sư chứng đạo, đây là bực nào điên cuồng cùng tàn nhẫn. Loại người này nếu là thành công, cực kỳ đáng sợ. Càng khiến người ta không thể nào tiếp thu được, hắn còn cướp đoạt kiếm thánh nữ nhi làm vợ. Nhưng không chỉ làm vợ, mà là vì dùng thê tử nhục thân cùng linh hồn tới đúc kiếm. Đây cũng không phải là người điên. Mà là ác ma. Đến từ địa ngục chỗ sâu nhất ác ma. Từ quyển này thiên vấn bên trong Diệp Thần cũng phát hiện, thiên khôi kiếm chủ hẳn là tu hành chính là một môn tinh không cửu biến công pháp, hơn nữa dung hợp sáng tạo, hấp thu tinh không bỉ ngạn tinh không chi lực, đã sáng tạo ra đệ thập biến. Người này ngộ tính, thiên phú, thủ đoạn cũng là tồn tại cực kỳ nghịch thiên, cũng may Liễu Lạc Thần hẳn là không đem tin tức đưa đến hắn cái kia. Bằng không thì lấy người này thủ đoạn, nhất định sẽ ra tay với mình, vậy lần này cũng không phải phái ra kiếm ma loại này cấp bậc tồn tại. Diệp Thần nội tâm có chút trầm trọng, đáng tiếc là đạp tử tiêu tìm bốn chữ sau đó liền không có nội dung. Tử tiêu hẳn là chỉ Liễu Lạc Thần trong miệng tử tiêu chi đỉnh,
cũng là cùng luân hồi mộ địa có quan hệ trực tiếp tồn tại. Cái này bốn chữ nội dung phía sau cực kỳ trọng yếu, nhưng dưới mắt chỉ có mình thực lực lại đề thăng một chút, đến lúc đó thiên vấn mới có thể hiển lộ càng nhiều tin tức hơn. Thôi, thiên khôi kiếm chủ còn cách ta rất xa, cũng không biết nhậm tiền bối tại tinh không bỉ ngạn như thế nào. Dưới mắt Phi Giờ Nu nhục thân mới là mấu chốt nhất tồn tại. Tinh không bỉ ngạn, một tòa cổ phác trong cung điện. Một trận quang mang thoáng qua, phảng phất đột phá thời gian gông cùng xiềng xích, ngồi xếp bằng Vân Giật Phong đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn uy nghiêm mà cô tịch, trong đôi mắt lại phản xạ vẻ khiếp sợ. Liễu Lạc Thần chết, Thái Hoang kiếm ma ý chí cũng hoàn toàn biến mất. Như thế đội hình phái đến không không lúc nào khoảng không, thế mà thất bại. Vân Giật Phong đứng lên, quanh thân kiếm khí bộc phát, toàn bộ cung điện phảng phất đều đang kịch liệt lay động, đây là phẫn nộ của hắn. Người kia đến tột cùng là ai? Vì cái gì ta không thể nhìn thấy cái này sau lưng thiên cơ? Không không lúc nào khoảng không khác lập thiên đạo, chẳng lẽ cái này sau lưng cũng có người này cái bóng? Bằng không thì vì cái gì ta không thể nhìn thấy chuyện này thiên cơ? Vừa nghĩ tới trước đây Liễu Lạc Thần nhắc nhở, thần sắc hắn càng thêm ngưng trọng. Hắn sợ không phải uy hiếp, mà là trong truyền thuyết khí vận chi tử. Nhậm Phi Phàm có khí vận chi tử chi tư, nhưng bây giờ đến xem. Không không lúc nào khoảng không còn có một vị càng nghịch thiên tồn tại. Nếu không đem kẻ này bóp chết, trăm năm về sau, thậm chí không cần trăm năm, kiếm của đối phương, liền sẽ trực chỉ hắn Vân Giật Phong. Hắn không nghĩ nhiều nữa, hai ngón tay làm kiếm, trực chỉ một cái huyền ảo chuông thần. Chuông thần trong nháy mắt truyền đến một hồi xa xăm thanh âm, vô số đạo thần thức đi về phía bên này. Chấm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau một nén nhang, Vân Giật Phong nhìn xem chung quanh đông đảo kiếm khí nội liếm trưởng lão cùng với ngoài cửa rất nhiều đệ tử tinh anh, chậm rãi mở miệng nói, Lạc Thần vẫn lạc. Lời này vừa nói ra, tất cả trưởng lão mặt lộ vẻ kinh hãi, ngoài cửa đệ tử càng là khó có thể tin. Liễu Lạc Thần mặc dù không tính vô cùng nồng cốt đệ tử, nhưng ở trong tông môn, cũng là cực kỳ lấy vui tồn tại. Nàng này ngộ tính không tệ, lại khéo léo, vì tất cả trưởng lão làm việc cũng là cực kỳ thỏa đáng. Mấu chốt Liễu Lạc Thần vẫn lạc, Vân Giật Phong cũng không đến nỗi gõ vang cái kia chuông thần A. Chẳng lẽ là trong lúc này, có ẩn tình khác? Không phải là cực đao điện tiểu tử kia A, tiểu tử kia phía trước một mực truy cầu Lạc Thần, lại bị Lạc Thần cự tuyệt, vị yêu sinh hận, đối với Liễu Lạc Thần lên sát tâm. Một vị trưởng lão mở miệng nói. Vân Giật Phong lắc đầu, đưa tay ra, kiếm ý lượn lờ tại một ngón tay, trực chỉ phía dưới. Diệp Thần toàn thân linh khí. Đều hội tụ ở bàn tay ở giữa, hóa thành ngàn vạn đầu vô hình sợi tơ, thẩm thấu đến đại địa chỗ sâu, chỉ một chút, liền bắt được Phi Giờ Nu hải cốt, tựa như kim cương thần thạch chế tạo đồng dạng. Cỗ hải cốt này, linh khí đã sớm khôi phục, chỉ là có ma thần cổ lôi thâm uyên quấy dày, cho nên mới không thể đào được. Tại Diệp Thần chém giết ma thần cổ lôi sau, vực sâu xương mù trướng tán đi, kỳ thực không cần người khai quật, đợi một thời gian, Phi Giờ Nu hải cốt cũng có thể tự động đào được. Cũng không cần Diệp Thần cố ý dây dưa khai quật, hắn chỉ là đã nứt ra đại địa, linh khí thoáng vừa chạm vào đụng, tựa như thiên lôi câu địa hỏa đồng dạng, chôn sâu ở dưới đất Phi Giờ Nu hải cốt, lập tức từ trong sâu ngủ khôi phục, chậm rãi đứng dậy. Phi Giờ Nu hải cốt, tựa như núi cao cực lớn, nằm thẳng ngủ say ở dưới đất, khí tức thu liếm, cũng sẽ không phá hư thiên địa hoàn cảnh, nhưng lần này, hắn hải cốt khôi phục, từ nằm ngang tư thái, chậm rãi ngồi dậy, vậy đơn giản là kinh khủng. Răng rắc, Diệp Thần đất đai dưới chân, khắp nơi nứt ra, từng cái khe nứt to lớn như giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn, chung quanh vách núi cũng là ùng ùng sụp đổ phá toái, loạn thạch cuồn cuộn rơi xuống. Diệp Thần người nhẹ nhàng lui lại, trong mắt lộ ra một vẻ kinh dị, cùng Phỉ Thúy cùng một chỗ nhìn xem trước mắt nguy nga một màn. Tựa như là ngày tận thế tới, lại hình như là thế giới mới sinh ra, kinh thiên động địa vang động rung khắp càn khôn, một bộ nhục thân. Tựa như kim sắc cự nhân, chậm rãi từ dưới nền đất xuất hiện. Người khổng lồ kia toàn thân hoàng kim, làn da lộ ra bằng đá, kim cương bất hủ, toàn thân nhấp nhô từng đạo huyền bí phủ văn, thần thánh huy hoàng tia sáng, không ngừng nở rộ, nhưng cự nhân không có đầu người, nhìn lại có chút quỷ dị. Cái kia mãng xà gọi thiên mộng hắc cổ xà, mang theo ác mộng khí tức, tại Diệp Thần rộng rãi linh khí tạo hóa phía dưới, thiên mộng hắc cổ xà thậm chí có không ít linh trí. Vừa sinh ra, lập tức quấn quanh đến Phi Giờ Nu trên xác thịt. Thiên mộng hắc cổ xà một quấn quanh, mộng ảo vực sâu khí tức nở rộ mà ra, trong khoảnh khắc,
Phi Giờ Nu nhục thân, liền tựa như lâm vào vô biên trong ác mộng đi, thoát ly thực tế. Luân hồi trong mộ địa thiên đấu sát thần, hơi có chút khiếp sợ nhìn xem một màn này, Phi Giờ Nu nhục thân, ngay tại trước mắt của hắn, nhưng hắn bây giờ nhìn lại, nhưng thật giống như nhìn không rõ ràng, như quan trăng trong nước, hoa trong gương, mông lung, mộng ảo mà mờ mịt, giống như chỉ là một đạo huyễn ảnh. Thế mà hóa thật vì huyễn, đây chính là ác mộng lão tổ thủ đoạn sao? Thiên đấu sát thần một hồi thì thào, ác mộng lão tổ đại biểu ba quỷ thần, xem như hắn thúc địch, Diệp Thần chiêu này hóa thật vì huyễn thần thông, đang nguồn gốc từ ác mộng chi đạo, đã nhận được ác mộng lão tổ chân truyền. Cái kia thiên mộng hắc cổ xà, là lợi dụng ác mộng chi đạo tạo hóa đi ra ngoài hung thú, bị thiên mộng hắc cổ xà quấn quanh đồ vật, sẽ lập tức từ chân thực trạng thái, chuyển hóa làm hư ảo chi mộng. Bây giờ Vi Giờ Nu nhục thân, đã ở vào bên trong giấc mộng. Ngô! Diệp Thần lắc đầu không nói, đến một bước này, hắn tuyệt đối không có khả năng đem Vi Giờ Nu nhục thân giao ra, mặc kệ kết cục như thế nào, hắn đều sẽ kiên trì lựa chọn của mình. Vi Giờ Nu âm thanh đã đi xa, hắn tựa hồ đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Diệp Thần nếm thử câu thông thiên tổ, hỏi thăm đối sách. Thiên tổ đáp lại nói, Diệp Thần, ta cũng không tán thành ngươi cướp đoạt Vi Giờ Nu hài cốt. Trụ thần hài cốt là cái khoai lang bỏng tay, ngươi coi như mình không luyện hóa, cho người bên cạnh luyện hóa, cũng là một cái tai họa ngầm. Ngươi hẳn phải biết phần thiên đại kiếp kinh khủng. Bất quá, ngươi muốn làm, liền cứ việc đi làm đi, vô luận như thế nào, ta đều lại là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Nếu như ngươi thực sự đánh không lại Vi Giờ Nu, như vậy, ta sẽ ra tay. Có trụ thần khế ước tồn tại, thiên tổ cũng không thuận tiện ra tay, một khi ra tay, sẽ trả ra giá cả to lớn, muốn bốc lên nguy hiểm cực lớn. Nhưng lúc này Diệp Thần có nguy cơ vẫn lạc, rất có thể muốn bị Vi Giờ Nu giết chết, thiên tổ cũng không lại cố kỵ cái gì, vào lúc tối trọng yếu, hắn sẽ ra tay che chở. Diệp Thần nhận được thiên tổ đáp lại, cảm thấy lập tức đại định. Có thiên tổ che chở, hắn liền yên tâm nhiều. Cùng ngày, Diệp Thần đi tới Phỉ Thúy gian phòng. Phỉ Thúy cùng trên sông tuyết hai người, quanh thân còn quấn một tia nhàn nhạt linh vận. Lâm vào đang đợi Diệp Thần. Nến đỏ màn trướng, đàn hương lượn lờ, không khí trong phòng, rất là kiều diễm tiêu hồn. Phỉ Thúy trên mặt mang vũ mị nhu tình ý cười, trên sông tuyết nhưng là gương mặt xấu hổ đỏ bừng bộ dáng. Khục, Diệp Thần ho nhẹ một tiếng, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Bây giờ Vi Giờ Nu nhục thân, tại trong luân hồi mộ địa, hắn dùng ác mộng chi đạo, thiên mộng đen cổ xà tạm thời quấn quanh áp chế. Nhưng trụ thần nhục thân, như thế nào dễ dàng có thể áp chế? Diệp Thần thiên mộng đen cổ xà, tại Vi Giờ Nu nhục thân năng lượng trùng kích vào, đã dần dần không chịu nổi, Diệp Thần muốn áp chế Vi Giờ Nu nhục thân bạo động, nhất định phải dùng thủ đoạn khác. Hắn đã nghĩ tới khóa chi mảnh vụn, chỉ cần có thể luyện hóa khóa chi mảnh vụn, hắn nắm giữ địa ngục phong tỏa pháp tắc, có thể thêm một bước phong tỏa Vi Giờ Nu nhục thân khí tức, tránh bạo động. Vi Giờ Nu chắc chắn cũng biết Diệp Thần ý nghĩ. Nhưng hắn cũng không để ý, cũng không nhúng tay can dự, thậm chí để cho Phỉ Thúy từ bên cạnh phụ trợ. Vi Giờ Nu cho đủ Diệp Thần mặt mũi, cũng là cho thiên tổ mặt mũi, lần đánh cuộc này, hắn thân là trụ thần, áp đảo trên trời đất, tất nhiên đánh cược, hắn tự kiềm chế thân phận, cũng không muốn ỷ mạnh hiếp yếu, cho nên cấp đủ Diệp Thần chuẩn bị cơ hội. Đương nhiên, Diệp Thần hết thảy chuẩn bị thủ đoạn, tại Vi Giờ Nu xem ra, bất quá là phí công dẫy dụa. Bây giờ khóa chi mảnh vụn tại trên sông tuyết trong thân thể, Diệp Thần muốn luyện hóa, cũng rất đơn giản, chỉ cần cùng trên sông tuyết liên hợp thủ đoạn, hai người linh khí giao dung, trên sông tuyết thể nội khóa chi mảnh vụn, đủ loại pháp tắc, tự nhiên là có thể vì Diệp Thần sử dụng. Mà Diệp Thần khí tức cương mãnh, thực lực cường đại, trên sông tuyết thực lực hơi yếu, nàng chưa hẳn có thể chịu được Diệp Thần mãnh liệt xung kích. Cho nên, đêm nay, Phỉ Thúy sẽ theo bên cạnh phụ trợ. Từ nàng trước tiên tiếp nhận Diệp Thần mưa to gió lớn một dạng linh khí cùng tu vi. Cái này thật sự là lúng túng một màn, Phỉ Thúy là Vi Giờ Nu người dưới tay, Diệp Thần cùng Vi Giờ Nu rõ ràng đã là sinh tử tương kiến, đêm nay nhưng phải cùng người thủ hạ của hắn cùng nhau hợp tác. Luân hồi chi chủ, đang phiền não sao? Chuyện của ngày mai, liền giao cho ngày mai đi phiền não a. Đêm nay mục đích của chúng ta chỉ có một cái, tu hành chi đạo, chính là như thế. Phỉ Thúy cười tủm tỉm nhìn qua Diệp Thần đạo, nàng và trên sông tuyết đều chuẩn bị kỹ càng, quanh thân linh khí cùng sức mạnh không ngừng vần quanh, gian phòng càng là sinh ra một tia hư ảnh. Ân, Diệp Thần khẽ gật đầu. Cũng được,
hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu tới ngày mai sầu. Bàn cờ này, hắn cùng Vizanu chi chiến, tuyệt đối không thể thua. Một khi thua, Nhậm Tiền Bối, Nguyên Thiên Đế, Thiên Tổ, Shiva đám người cố gắng đều đem phí công nhọc sức. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tiêu hồn như mộng, linh khí lăn lộn, phiêu nhiên như thăng tiên. Khi Diệp Thần từ tuyệt vời trong buổi tối tỉnh lại, thiên đã sáng sớm, hắn thần thanh khí sảng, toàn thân xương cốt như nước tẩy qua đồng dạng thanh tịnh, da thịt hiện ra kim quang, tu vi lại có đột phá. Hắn có thể cảm giác được, có một tia ma khí, tại hắn trong kinh mạch lưu chuyển, hắc ám mà tinh khiết, cái kia đang khóa chi mảnh vụn ma khí, đủ loại địa ngục phong tỏa thần diệu pháp tắc, từng cái tại trên trong lòng hắn lướt qua, như trong lòng bàn tay quan văn, vô cùng rõ ràng. Diệp Thần ngồi dậy, nhìn một chút bên cạnh mình, Phỉ Thúy cũng tỉnh, một bộ lười biếng bộ dáng, lấy tay chi di, chống đỡ đầu mỉm cười nhìn hắn. Trên sông tuyết còn đang ngủ ngủ bên trong, cái kia trắng như tuyết da thịt hiện ra điểm điểm ửng đỏ, lần này tu luyện, đan điền của nàng đều suýt nữa khô kiệt. Diệp Thần có thể cảm giác được, khí tức của mình, cùng trên sông tuyết chi ở giữa, sinh ra một cỗ liên hệ vi diệu. Hoặc nói đúng ra, là trên sông tuyết thể nội khóa chi mảnh vụn, cùng hắn cộng minh lấy. Trên sông tuyết mặc dù là một người khác, nhưng giờ này khắc này, Diệp Thần liền có một loại cảm giác, trên sông tuyết là một phần của thân thể hắn, hai người hẳn là nếu là nhất thể. Luân hồi chi chủ, như thế nào? Khóa chi mảnh vụn luyện hóa sao? Phỉ Thúy cười hỏi. Diệp Thần cảm ứng một chút thân thể của mình, lại sờ lên trên sông tuyết cơ thể, nói, sơ bộ nắm giữ một chút khóa chi mảnh vụn pháp tắc, nếu như nói khóa chi mảnh vụn huyền bí. Là một ngọn núi mà nói, ta ít nhất đã đứng tại chân núi. Hắn nắm quyền một cái, tối hôm qua cùng trên sông tuyết linh thịt giao hợp, hắn cảm thấy vô thượng tuyệt vời tư vị, trên sông tuyết thể nội khóa chi mảnh vụn, có thật nhiều pháp tắc huyền bí, đều lưu chuyển đến trên thân Diệp Thần. Đủ loại pháp tắc huyền bí, còn có khóa chi mảnh vụn linh khí bổ dưỡng, để cho Diệp Thần tu vi cũng đột phá, lúc này tu vi của hắn, đã từ 9 tầng trời sơ giai, đột phá đến tình cảnh 9 tầng trời trung giai. Trên sông tuyết ưng một tiếng, lúc này cũng tỉnh lại, nhìn thấy Diệp Thần cùng Phỉ Thúy đều tỉnh dậy, nàng lôi kéo chăn mền một góc, che khuất thân thể của mình, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt lại dẫn một tia bàng hoàng, nói. Phỉ Thúy nữ sĩ, luân hồi chi chủ, chúng ta tương lai làm sao bây giờ? Diệp Thần cùng Vizanu tranh đấu, trên sông tuyết cũng biết, nàng không biết tương lai đi con đường nào, lại làm như thế nào đến giúp Diệp Thần. Diệp Thần do dự một chút, nói. Giang cô nương, nếu ngươi không ngại, ta muốn mời ngươi đến ta luân hồi bên trong thiên quốc, trở thành ta ánh sao sáng. Lật bàn tay một cái, luân hồi thiên quốc tranh cảnh, tại Diệp Thần trong lòng bàn tay hiện lên. Bên trong ở thiên quốc, có luân hồi thất tinh lơ lửng, trong đó 5 vị trí đầu ngôi sao, long đằng, liệt nhật, đêm tối, thiên hỏa, thần giáp mệnh tinh, cũng đã hoàn toàn thắp sáng, viên thứ 6 ma ngục mệnh tinh, đốt sáng lên một nửa. Còn kém khóa chi mảnh vụn cùng câu chi mảnh vụn không có về hợp. Một viên cuối cùng thiên đế ra lệnh tinh, nhưng là hoàn toàn ảm đạm tắt trạng thái. Đây chính là luân hồi thất tinh, là Diệp Thần luân hồi đạo thống một trong những hạch tâm, thất tinh chiếu rọi thiên quốc, huy hoàng vô lượng. Diệp Thần muốn chút hiện ra ma ngục mệnh tinh mà nói, khóa chi mảnh vụn ắt không thể thiếu, mà khóa chi mảnh vụn lại tại trên sông tuyết thể nội. Bây giờ đặt tại Diệp Thần trước mặt, có hai con đường. Một là đào ra trên sông tuyết trái tim, cũng chính là cái kia khóa chi mảnh vụn, đem mảnh vụn khảm nạm đến ma ngục mệnh tinh phía trên đi, từ đó thêm một bước bổ tu mệnh tinh. Làm như vậy, trên sông tuyết mất đi trái tim, có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, bất quá Diệp Thần có phỉ nhiêu trị liệu thủ đoạn, đủ để bảo đảm tính mạng nàng không lo, chỉ là không còn khóa chi mảnh vụn, thân thể nàng trật tự hoặc nhiều hoặc ít tất cả sẽ xuất hiện thiếu hụt. Đương nhiên, Diệp Thần cũng biết nghĩ biện pháp đền bù. Tóm lại sẽ không để cho nàng ăn thiệt thòi. Thứ hai con đường, chính là trên sông tuyết trực tiếp tiến vào luân hồi thiên quốc, trở thành Diệp Thần ánh sao sáng. Lựa chọn ra sao, Diệp Thần giao cho trên sông tuyết quyết định. Trên sông tuyết gương mặt đỏ lên, thấp giọng nói, luân hồi chi chủ ta. Ta trở thành ngươi ngôi sao, có phải hay không liền có thể vĩnh viễn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Tối hôm qua tu luyện, nàng đã triệt để bị Diệp Thần hấp dẫn cùng chinh phục. Bây giờ nghĩ thầm có thể vĩnh viễn cùng Diệp Thần cùng một chỗ, cũng là vô cùng chuyện vui sướng. Huống hồ nàng bản thân chẳng qua là khóa chi mảnh vụn vật chứa, có thể trở thành Diệp Thần ánh sao sáng, đã là kết cục tốt nhất. Diệp Thần cảm thụ được trên sông tuyết ánh mắt nóng bỏng,
có chút lúng túng quẫn bách, nội tâm lại là thở dài, đây là số đào hoa vẫn là đào hoa kiếp, tại cảm tình phương diện này, hắn chỉ sợ không cho được trên sông tuyết quá nhiều bồi thường. Phỉ Thúy cười khanh khách, nói, tuyết nha đầu, người muốn cùng luân hồi chi chủ, vĩnh viễn cùng một chỗ, chỉ sợ rất không có khả năng, hắn hôm nay liền bị Vi Giờ Nu lão tổ giết chết. Trên sông tuyết sắc mặt biến hóa, thần sắc lại là một hồi buồn bã, nói, Phỉ Thúy nữ sĩ, không có biện pháp khác sao? Ta thực sự không muốn nhìn thấy luân hồi chi chủ xảy ra chuyện. Phỉ Thúy cười nói, biện pháp cũng là có, đó chính là luân hồi chi chủ lập tức giao ra lão tổ hài cốt, đừng vọng tưởng nhúng chàm thôn tính, người hỏi hắn một chút có chịu hay không. Trên sông tuyết ánh mắt liền hướng Diệp Thần nhìn lại, Diệp Thần trầm mặc một chút, khẽ gật đầu một cái. Đến một bước này, hắn không có khả năng từ bỏ. Hắn cùng Vi Giờ Nu, qua lại ân oán quả thực không nhỏ, lại thêm Siva nhân quả. Hắn cùng Vi Giờ Nu cơ hồ là không cách nào hòa giải, nếu để cho Vi Giờ Nu thân hồn hợp nhất, Diệp Thần nhất định phải chết. Cho nên, bộ dạng này hài cốt, hắn tuyệt đối không có khả năng giao ra. Phỉ Thúy nói, tuyết nhà đầu, người muốn trở thành luân hồi chi chủ ánh sao sáng, vậy liền đi thôi, ngược lại luân hồi chi chủ hôm nay chết, người ngôi sao này tinh đi theo vẫn lạc, ta cũng có biện pháp làm ngươi khôi phục. Người cùng luân hồi chi chủ, vĩnh viễn cùng một chỗ không có khả năng. Nhưng đến lúc đó, ngươi có thể cùng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Nói xong lời cuối cùng, Phỉ Thúy hướng về trên sông tuyết chen lấn một chút con mắt, một bộ trêu chọc bộ dáng, lại đưa tay đi vuốt ve trên sông tuyết đầu, như cái ôn nhu đại tỷ tỷ, đang vuốt ve tiểu miêu tiểu cầu đồng dạng. Trên sông tuyết biểu lộ phức tạp, cắn cắn môi, cuối cùng kiên quyết nói. Luân hồi chi chủ, ta muốn trở thành ngươi ngôi sao. Diệp Thần thở dài một hơi, nói, đa tạ. Trên sông tuyết quyết tâm liều mạng, liền tiến vào trong Diệp Thần Luân Hồi Thiên Quốc. Lập tức, Diệp Thần Luân Hồi bên trong Thiên Quốc, viên kia ma ngục mệnh tinh, tia sáng lại sáng lên mấy phần, trên sông tuyết lấy thân hóa tinh thần, khóa chi mảnh vụn khảm nạm đến ma ngục mệnh tinh bên trong đi. Viên này ma ngục mệnh tinh, đã có 3/4 khu vực đốt sáng lên, còn kém cuối cùng một khối câu chi mảnh vụn khu vực, vẫn là ảm đạm trạng thái. Khóa chi mảnh vụn khảm vào, trong thoáng chốc. Để cho Diệp Thần đối với địa ngục phong tỏa cầm tù đủ loại pháp tắc, lĩnh ngộ càng thêm xâm nhập, đại lượng địa ngục ma khí, tràn vào trong hắn kinh mạch, hắn tu vi lại đột phá, từ 9 tầng trời trung giai, tấn thăng đến tình cảnh cao cấp. Hoa lạp, địa ngục ma khí dâng lên, trên thân Diệp Thần hiện ra từng đạo ma văn, làn da cũng lồng lên một tầng như hắc diệu thạch ám sắc, nhìn tựa như thiên ma chúa tể đồng dạng, một chút xíu đen như mực ma hy không ngừng lấp lóe, cả người khí tức đột nhiên thay đổi. Ôi. Phỉ Thúy lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy Diệp Thần trên người tán phát ra địa ngục ma khí, mang theo một cỗ uy áp kinh khủng, trong đó còn có ăn mòn ý vị. Tiếp xúc đến cỗ này ma khí, nàng chỉ cảm thấy da thịt đau nhức, liền bị ăn mòn đốt hồng, thậm chí có thối rữa dấu hiệu. Cái này địa ngục khí tức, thực sự là kinh khủng a. Phỉ Thúy thế nào líu lưỡi, vội vàng khoác lên y phục cùng Diệp Thần bảo trì khoảng cách nhất định, không dám cùng Diệp Thần tới gần cùng một chỗ. Luân hồi chi chủ, thực sự là chỉ có Vi Giờ Nu lão tổ ra tay, mới có thể đem ngươi giết chết, ngươi muốn dùng địa ngục thủ đoạn, đi cùng hắn đối kháng sao? Phỉ Thúy nhìn xem Diệp Thần toàn thân ma khí cuồn cuộn bộ dáng, nội tâm kính sợ Diệp Thần cường đại, nếu là nàng và Diệp Thần đánh nhau, sợ là sống không qua Diệp Thần một chiêu. Diệp Thần nhân vật mạnh mẽ như vậy, cũng chỉ có Vi Giờ Nu tự mình ra tay, mới có chân áp giết chết khả năng. Diệp Thần cũng không đáp lời, chỉ là lắc đầu. Yên lặng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, cảm thụ được thể nội không ngừng trở nên hùng hồn lớn mạnh địa ngục khí tức. Phỉ Thúy nhưng là ở bên yên lặng nhìn xem, nàng rất muốn nhìn một chút, Diệp Thần như thế nào cùng Vi Giờ Nu đối kháng. Bất quá loại này tầng diện đối kháng, nàng đoán chừng chính mình cũng nhìn không ra môn đạo gì. Diệp Thần tinh thần buông xuống đến luân hồi mộ địa, liền thấy luân hồi mộ địa bên trong, thiên mộng đen cổ xà quấn quanh lấy Vi Giờ Nu nhục thân, huyết long cùng thiên đấu sát thần. Cũng tại bên cạnh thi triển thủ đoạn, áp chế Vi Giờ Nu nhục thân bạo động. Tại trụ thần khế ước hạn chế phía dưới, Vi Giờ Nu cũng không thể tự mình động thủ tổn thương Diệp Thần, nhưng nhục thể của hắn, kèm theo rộng rãi pháp tắc, đủ để đối với Diệp Thần tạo thành tổn thương chí mạng. Dựa vào nhục thân năng lượng phóng xạ, bị động giết người, cái này cũng không vi phạm trụ thần khế ước. Trên thực tế, Diệp Thần chỉ cần vứt bỏ Vi Giờ Nu nhục thân, là có thể tránh khỏi hết thảy tổn thương. Chỉ là hắn không muốn từ bỏ thôi. Thiên đấu sát thần cùng huyết long ra tay áp chế,
gặp Phi Giờ Nu nhục thân năng lượng phóng xạ, một người một rồng thân thể, đều xuất hiện một điểm hóa đá cứng ngắc dấu hiệu, đây là bị phóng xạ phản vệ làm thương tổn. Phi Giờ Nu nhục thân, đủ loại thạch tâm pháp tắc, mang theo thế gian tối cường thủ hộ, cũng có thể nhẹ nhõm đem người hóa đá. Mộ chủ, cái này Phi Giờ Nu nhục thân, năng lượng quá kinh khủng, chúng ta chỉ sợ không áp chế được. Thiên đấu sát thần trầm giọng nói, chỉ cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Đây vẫn chỉ là một bộ không đầu nhục thân, nếu là đầu người dung hợp trở về, Phi Giờ Nu nhục thân khôi phục hoàn chỉnh, khí tức kia càng là chỉ sợ, càng không thể áp chế. Ta biết, ta sẽ tận lực áp chế. Diệp thần sắc mặt cũng là ngưng trọng, bàn tay nắm chặt, địa ngục ma khí dâng lên, khóa chi mảnh vụn tia sáng hiện lên. Phong tỏa pháp tắc, vô thượng phong ấn, thần liên tạo hóa, đi. Diệp thần một tiếng ngâm sướng, linh khí thôi động, khóa chi mảnh vụn cuồn cuộn ma khí nổ tung đi ra, hóa thành từng cái đen như mực xích sắt, mang theo vô thượng phong tỏa pháp tắc phủ văn, bá la la phá không bay ra, liền hướng Phi Giờ Nu nhục thân, quấn quanh mà đi. Trong chốc lát, Diệp thần thôi động trăm ngàn đầu địa ngục xích sắt, đem Phi Giờ Nu nhục thân, quấn quanh phong tỏa phải cực kỳ chặt chẽ, cơ hồ buộc chặt trở thành bánh chưng. Tại rất nhiều địa ngục xích sắt phong tỏa phía dưới, Phi Giờ Nu nhục thân năng lượng bạo động, cuối cùng bị áp chế đi xuống. Huyết Long cùng Thiên Đấu Sát Thần thở dài một hơi, thu liễm khí tức lui lại, có Diệp Thần địa ngục xích sắt phong tỏa, liền không cần bọn hắn hỗ trợ. Mà nếu như ngay cả địa ngục xích sắt đều không khóa lại được Phi Giờ Nu nhục thân bạo động, vậy bọn hắn ra tay cũng không ý nghĩa. Chủ nhân, coi như dùng khóa chi mảnh vụn phong tỏa pháp tắc áp chế, cũng không phải kế lâu dài a. Huyết Long lo lắng nói, nó cũng có thể nhìn ra, Phi Giờ Nu nhục thân năng lượng khí tức, thực sự quá bàng bạc kinh khủng, cho dù là khóa chi mảnh vụn pháp tắc, cũng không thể bền bỉ áp chế, chỉ có thể tạm thời áp chế một chút, bất quá là ngộ biến tùng quyền. Trụ thần nhục thân, là thế gian huy hoàng nhất hừng hực tồn tại, loại kia quang, như thế nào có thể áp chế ở? Diệp thần nói, ta biết, chúng ta đi về trước Mỹ thần cung, xem Nguyên Thiên Đế nói thế nào. Lần này cướp đoạt Phi Giờ Nu hài cốt, là Nguyên Thiên Đế ý tứ, Diệp thần cũng đích xác cướp được tay. Sau này xử lý như thế nào, Diệp thần cũng cảm giác sâu sắc khó giải quyết, hắn muốn nhìn Nguyên Thiên Đế thuyết pháp. Mà trở về Mỹ thần cung phía trước, Diệp thần còn có một vấn đề cuối cùng phải xử lý, đó chính là cứu vớt thiên địa vô cực tứ lão. Tứ lão còn tại đánh gãy ly ca trên tay, Diệp thần lập tức câu thông phần tịch Linh Sơn, chuẩn bị hỏi thăm đánh gãy ly ca, có chịu hay không thả người. Nếu như đánh gãy ly ca không chịu thả người mà nói, cái kia Diệp thần liền tự mình giết đến trong Linh Sơn đi. Lấy Diệp thần thực lực trước mắt, đặc biệt là luyện hóa khóa chi mảnh vụn sau, hắn thực lực mạnh đến mức đáng sợ, coi như đánh gãy ly ca chiếm cứ lấy địa lợi, cũng vạn vạn không phải là địch thủ của hắn. Mặc dù đánh gãy ly ca sau lưng, có Phi Giờ Nu chúc phúc, nhưng mặt ngoài một điểm chúc phúc, đã nghịch chuyển không được đại cục, trừ phi Phi Giờ Nu tự mình buông xuống. Bây giờ có thể uy hiếp được Diệp thần, chỉ có Phi Giờ Nu bản nhân nhục thân. Trụ thần nhục thân, uy năng vô lượng, cho dù là bây giờ Diệp thần, cũng vạn vạn không cách nào cùng với đối nghịch. Luân hồi chi chủ, người bây giờ mộng tỉnh, thực sự là không bị ràng buộc khoái hoạt. Ngay tại Diệp thần vừa định câu thông phần tịch Linh Sơn thời điểm, đánh gãy ly ca âm thanh, đã từ Linh Sơn bên kia, xa xa truyền đến, quanh quẩn tại Phỉ Thúy Sơn Trang phía trên. Nghe được đánh gãy ly ca lời nói, Phỉ Thúy giống như cười mà không phải cười, tối hôm qua cùng Diệp thần liên hợp tu luyện, nàng tựa hồ cũng mười phần hài lòng. Diệp thần thản nhiên nói, đánh gãy ly ca, chịu thả người sao? Đánh gãy ly ca nói, Phi Giờ Nu lão tổ nói, âm mưu quỷ kế thủ đoạn, hắn khinh thường sử dụng, cái kia bốn vị trưởng lão, ta thả bọn hắn chính là. Nhưng, người muốn mang đi lão tổ hài cốt, lại là tuyệt đối không thể. Tới ta Linh Sơn một chuyến A, cái kia bốn vị trưởng lão, bọn hắn có thể sống sót rời đi, nhưng ngươi, luân hồi chi chủ, ngươi lại đừng nghĩ đi. Trừ phi, ngươi chịu giao ra lão tổ hài cốt. Diệp thần cười cười, nói, cái kia hài cốt, ta là không thể nào giao ra, các ngươi muốn lưu ta, sẽ nhìn một chút có bản lãnh này hay không. Nói đi, Diệp thần cũng không nói nhảm, liền chuẩn bị ra ngoài, đi tới phần tịch Linh Sơn, cùng đánh gãy ly ca làm sau cùng đàm phán. Phỉ Thúy biểu lộ trở nên có chút phức tạp. Trong mắt thậm chí toát ra một chút không muốn cùng bất đắc dĩ chi ý, nàng đi đến Diệp thần trước người, đầu ngón tay nâng lên, nhẹ vỗ về Diệp thần gương mặt, nói. Tiểu gia hỏa, nếu thực như thế sao? Ngươi khăng khăng cướp đoạt lão tổ hài cốt, chỉ có một con đường chết,
Ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, đem lão tổ hài cốt giao ra, ngươi cũng không cần chết. Diệp thần nở nụ cười, nói, Phỉ Thúy cô nương, ngươi thật không biết ta và ngươi ra lão tổ ân oán sao? Ta như giao ra hài cốt, chỉ có thể bị chết thảm hại hơn. Một khi Diệp thần giao ra hài cốt, Phi Giờ Nu thân hồn dung hợp, đến lúc đó, Diệp thần chỉ có chết phải thảm hại hơn. Diệp thần cùng Siva giao tình thâm hậu, chỉ cần điểm này, Phi Giờ Nu liền không khả năng buông tha hắn. Siva cùng Phi Giờ Nu, một cái là sắc bén nhất mâu, một cái là kiên cố nhất lá chắn, Diệp thần chỉ có thể lựa chọn một cái, nhậm phi phàm tại tinh không bỉ ngạn phía trên, cần Siva chiếu cố, theo lý thuyết, Diệp thần tuyệt không thể phản bội Siva, cùng Phi Giờ Nu ở giữa, chỉ có không chết không thôi. Phỉ Thúy trầm mặc, ánh mắt buông xuống. Diệp thần trong lòng hơi động, suy nghĩ, chẳng lẽ nữ nhân này lại động chân tình. Lắc đầu, hắn thở dài một tiếng, không nghĩ nhiều nữa, cũng sẽ không để ý tới Phỉ Thúy, quay người ra gian phòng. Lúc này Phỉ Thúy sơn trang, hơn phân nửa khu vực đã thành phế tích, hôm qua Phi Giờ Nu nhục thân đào được, mang tới chấn động thực sự quá lớn, bất quá sơn trang còn có non nửa khu vực là hoàn hảo. Khóa thiên thần quân tại sơn trang bên ngoài, chờ Diệp thần. Diệp thần đi ra ngoài, cùng khóa thiên thần quân đơn giản giải thích trên sông tuyết chi chuyện. Khóa thiên thần quân từ không dị nghị, nói, tiểu nữ có thể vào luân hồi thiên quốc, là phúc khí của nàng, nếu luân hồi chi chủ không chê, thuộc hạ cũng nghĩ vào thiên quốc, về sau thành tâm vì ngươi cầu nguyện. Diệp thần nghĩ nghĩ, nói, cũng tốt. Khóa thiên thần quân chắc chắn là muốn gia nhập vào luân hồi trận doanh, Diệp thần hoặc là dẫn hắn trở về Mỹ thần cung, hoặc là để cho hắn vào luân hồi thiên quốc, hai con đường cũng có thể. Con đường thứ nhất càng tốt hơn một chút, bởi vì lưu lại đại thế giới, tương lai có càng nhiều khả năng. Nếu như vào Diệp thần thiên quốc, cái kia cơ bản chỉ có thể trở thành Diệp thần tín đồ, ngày ngày cầu nguyện chúc phúc, đã mất đi rất nhiều khả năng, bất quá cũng có chỗ tốt, chính là sinh hoạt an ổn rất nhiều, có Diệp thần che gió che mưa, chỉ cần Diệp thần không chết, thiên quốc bên trong người, có thể vĩnh hưởng thiên phúc, tiêu dao cực lạc. Tất nhiên khóa thiên thần quân muốn nhập thiên quốc, Diệp thần tự nhiên cũng không kháng cự. Tay vừa lột, luân hồi thiên quốc tranh cảnh, ngay tại hắn trong lòng bàn tay hiện lên. Khóa thiên thần quân lấy lại bình tĩnh, để trước ra một phát đạn tín hiệu. Đạn tín hiệu phịch một tiếng, trên không trung nổ tung, không cần đã lâu, phương xa khóa thiên trong cốc, liền có từng đạo lưu quang phóng tới. Cái kia đang khóa thiên thần quân thủ hạ đệ tử, khóa thiên người trong cốc đều tới. Tham kiến luân hồi chi chủ, tham kiến cốc chủ. Đám người cùng nhau khom mình hành lễ. Khóa thiên thần quân gật đầu một cái, nói, các ngươi theo ta vào luân hồi bên trong thiên quốc, về sau thành tâm cung phụng luân hồi chi chủ. Đám người đáp, là, liền cùng khóa thiên thần quân cùng một chỗ, bay vào Diệp thần trong lòng bàn tay thiên quốc. Diệp thần lại thu một sóng lớn tín đồ, chợt cảm thấy tinh thần hơi rung động. Khóa thiên thần quân tiến vào luân hồi thiên quốc sau, lập tức liền thành tâm thăm viếng Diệp thần pho tượng, đồng thời thành tín vì Diệp thần cầu nguyện chúc phúc. Một cỗ tín ngưỡng chi lực, lập tức truyền tới, hóa thành năng lượng tinh thuần, lưu chuyển Diệp thần toàn thân. Khóa thiên thần quân là ngày xưa khóa chi mảnh vụn người trưởng quản, hắn thành tâm cung phụng cầu nguyện phía dưới, hắn nắm giữ đủ loại thần thông pháp tắc thủ đoạn, cũng là hóa thành nguyên thủy năng lượng, trả lại đến trên thân Diệp thần. Diệp thần đối với khóa chi mảnh vụn đủ loại huyền bí, lập tức có lĩnh ngộ sâu hơn, tín ngưỡng năng lượng ra thân, Diệp thần lại kích động kinh mạch chỗ sâu lắng đọng linh khí. Tu vi của hắn, càng là tại thời khắc này, lần nữa đột phá. Phía trước chém giết Phú Hoàng Cổ Đế, thôn vệ đạo thống tinh hoa, những cái kia tinh hoa, có đại lượng lắng đọng tại trong Diệp thần kinh mạch, theo trong khoảng thời gian này, không ngừng kích thích hấp thu, đến giờ khắc này, những cái kia lắng đọng tinh hoa, cuối cùng bị Diệp thần hấp thu xong. Tu vi của hắn, liền như vậy đột phá đến tình cảnh thông thiên cảnh 9 tầng trời đỉnh phong. 9 tầng trời đỉnh phong. Khoảng cách thiên đế cảnh giới, cũng không xa. Diệp thần hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân sức mạnh tràn đầy, hắn đã đứng ở thông thiên cảnh đỉnh phong, ngẩng đầu liền có thể nhìn tới thiên đế cảnh ranh giới. Chỉ có điều, từ thông thiên cảnh đến thiên đế cảnh, là một cái đại cảnh giới chênh lệch, một bước này, lại tựa như lạch trời. Diệp thần cảm giác thiên đế cảnh có thể đụng tay đến, gần ngay trước mắt, nhưng lại xa cuối chân trời, cái này đại cảnh giới muốn vượt qua, nghĩ đến cũng không quá dễ dàng. May mắn, bây giờ trời mới đạo thiết lập, viễn cổ linh khí khôi phục, linh khí trong thiên địa, so dĩ vãng tràn đầy nhiều, đủ loại thiên đạo pháp tắc, lại so dĩ vãng hoàn thiện. Diệp thần muốn chứng đạo thiên đế, coi như chật vật đi nữa,
cũng so trước đó dễ dàng hơn. Chỉ cần ta giết chết hồn thiên đế, nhận được vận mệnh của hắn cơ duyên, ta cũng có thể chứng đế. Diệp thần nghĩ thầm, đại khái nhìn thấy chứng đạo thiên đế mấu chốt, đó chính là chém giết hồn thiên đế. Chém giết hồn thiên đế, thứ nhất có thể chảm trừ gông xiềng, thứ hai đại quyết chiến sau đó, thu lấy hồn thiên đế trận doanh rất nhiều bảo vật, nhận được thiên đại phong phú tài nguyên gia trì, đến lúc đó Diệp thần muốn chứng đế, vậy thì đơn giản nhiều. Bất quá, đây hết thảy tiền đề, là hôm nay Diệp thần nhất thiết phải còn sống rời đi. Nếu như hôm nay chết ở Vizernu trong tay, cái kia tương lai hết thảy, đều sẽ thành bọt nước. Lấy lại bình tĩnh, Diệp thần ngự phong bay lên, chạy tới phần tịch Linh Sơn. Rất nhanh, Diệp thần liền đã đến phần tịch dưới chân Linh Sơn. Đánh gãy Ly Ca sớm đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch, phần tịch bên trong Linh Sơn, các đệ tử tầng tầng cảnh giới kết trận sắp xếp, đằng đằng sát khí, xâm nghiêm cực điểm, mà Đoạn Ly Ca chắp hai tay sau lưng, đứng tại quần sơn chi đỉnh, áo bào trong gió bay phất phới, khí thế rất là hùng vĩ. Chỉ có điều, đây hết thảy, tại Diệp thần trong mắt, đều không đáng nhắc lên. Phía trước Diệp thần tới phần tịch Linh Sơn thời điểm, còn muốn cẩn thận đề phòng, nhưng bây giờ bất quá ngắn ngủi hai ngày, hắn lấy được ác mộng lão tổ đi nương nhờ, uống xong hắc huyên độc tuyền, lại đào ra Vizernu hải cốt, luyện hóa khóa chi mảnh vụn, cả người đã là thoát thai hoán cốt. Lại đi nhìn phần tịch Linh Sơn, Diệp thần tựa như xem cỏ rác. Luân hồi chi chủ, người đã đến. Đánh gãy Ly Ca thở dài một tiếng, biểu lộ phức tạp nhìn xem Diệp thần, hắn vô cùng rõ ràng, liền ngắn ngủi hai ngày thời gian, Diệp thần đã là nghịch thiên thuế biến, tu vi tiến bộ đến thông thiên cảnh 9 tầng trời đỉnh phong, khoảng cách thiên đế cảnh cũng bất quá cách xa một bước. Lấy Diệp thần thực lực trước mắt, đủ để nhẹ nhõm một trường, miểu sát không không lúc nào khoảng không xưng bá một phương cường giả. Phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào khoảng không, có thể ổn định thắng qua Diệp thần người, chỉ còn lại nguyên thiên đế cùng hồn thiên đế. Đương nhiên, Diệp thần cũng không có cái gì kiêu ngạo tự mãn, bởi vì hắn biết rõ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, những cái kia tinh không bị ngạn cường giả, còn có trụ chính là thần cấp vĩ đại tồn tại, cũng không phải là hắn có thể dễ dàng đối kháng. Thậm chí không không lúc nào khoảng không, nếu là có người thật sâu sắp đặt, hay là mượn nhờ một chút sức mạnh, cũng có thể là để cho chính mình lật thuyền trong mương. Chịu thả người. Diệp thần nhanh chân bước vào trong phần tịch Linh Sơn, phía trước rất nhiều Linh Sơn đệ tử, mặt lộ vẻ sợ hãi, nhao nhao như sóng lớn thối lui, không dám tới gần Diệp thần. Đánh gãy Ly Ca không nói gì ừ một tiếng, tế ra một cái đan lô, bàn tay nhẹ nhàng vỗ, bị hắn phong ấn tại trong lò đan thiên địa vô cực tứ lão. Liền hóa thành tia sáng bay ra. Tứ lão khuôn mặt khô tàn, huyết nhục rất có tiểu tụy, rõ ràng gặp dày vò không nhẹ, nhưng may mắn tính mệnh căn cơ không bị đến tổn thương. Diệp thần bàn tay nhẹ nhàng một chiêu, một cỗ nhu hòa tập tục, bao lấy tứ lão, đem bọn hắn kéo lại. Tại kéo về tứ lão đồng thời, Diệp thần bàn tay phát ra kim quang, phì nhiêu bí pháp thi triển, một chiêu ánh sáng của bầu trời thần dược thuật, cuồn cuộn linh khí tràn vào tứ lão thể nội. Lập tức để cho bọn hắn tiểu tụy huyết nhục, lại lần nữa khôi phục hồng nhuận. Tứ lão tinh thần đại chấn, rơi xuống bên cạnh Diệp thần, đều là lộ ra xấu hổ thần sắc. Thiên Ung Hoàng thẹn nhiên nói, đa tạ Diệp đại nhân cứu giúp. Thuộc hạ bốn người không nên thân, kéo ngươi chân sau. Diệp thần cười nói, không sao, nếu không phải bốn vị trưởng lão tương trợ, ta hai ngày phía trước chỉ sợ cũng không ra được ngọn núi này. Phía trước Diệp thần đánh cắp khóa chi mảnh vụn. Kinh động đến đánh gãy Ly Ca, trận đại chiến kia, còn tại trước mắt, nếu như không phải có khóa thiên thần quân cùng tứ lão đoạn hậu, Diệp thần cũng không khả năng dễ dàng rời đi. Đánh gãy Ly Ca nói, luân hồi chi chủ, người ta thả, người có thể an tâm lên đường. Diệp thần cười nói, lên đường, có ý tứ gì? Đánh gãy Ly Ca cũng là nở nụ cười, nói, người sẽ không phải cho là, chính mình hôm nay còn có thể sống được rời đi à? Tay hắn nắm chặt. Sau lưng kim quang dâng lên, cứu rỗi pháp vòng nổi lên, màu vàng pháp vòng sau, linh khí bốc hơi, dần dần hội tụ ra một cái bóng mờ. Đó chính là Vizernu linh hồn hư ảnh, huy hoàng, rộng rãi, bàng bạc hùng vĩ, tựa như một tôn viễn cổ đồ đằng, hai tay nắm vuốt quyết, hoa sen khí tượng cùng thạch tâm khí tượng nở rộ, hai con ngươi minh hợp lấy, khí tức thu liễm không phát, nhưng cũng để cho người ta cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Tại Vizernu linh hồn hư ảnh làm nổi bật phía dưới, tất cả mọi người tại chỗ, đều tựa như con kiến hôi nhỏ bé. Đánh gãy Ly Ca biểu lộ nghiêm nghị, hắn biết rõ, chính mình cũng không phải Diệp thần địch thủ, nhưng sau lưng của hắn,
là vĩ đại vô cùng Vizanu. Chỉ cần Vizanu ra tay, đánh gãy Ly Ca không tin, Diệp Thần còn có thể sống được rời đi. Nhìn thấy Vizanu linh hồn hư ảnh xuất hiện, Diệp Thần sắc mặt cũng là trầm xuống, nội tâm rất là kiêng kỵ. Lúc này đạo kia linh hồn hư ảnh, hai con người vẫn là minh hợp trạng thái, cái này cho thấy Vizanu cũng có cố kỵ, tại trụ thần khế ước hạn chế phía dưới, hắn không thể tùy tiện ra tay. Nhưng, coi như không mở mắt, Vizanu đạo này linh hồn hư ảnh, cũng mang cho Diệp Thần vô biên áp lực. Ầm ầm, luân hồi mộ địa bên trong, Vizanu thân thể này, tựa hồ nhận lấy tác động, phát ra kịch liệt năng lượng cộng minh, nhục thân bên trong khí huyết lao nhanh như tiếng sấm, tựa hồ muốn đem buộc chặt trên thân thể địa ngục xích sắt, toàn bộ xông mở. Diệp Thần vội vàng điều động khóa chi mảnh vụn phong tỏa pháp tắc, lại gia tăng từng cái địa ngục xích sắt, gắt gao đem Vizanu nhục thân khóa lại, không để cho tránh ra. Nếu là Vizanu nhục thân tránh thoát, Diệp Thần nhất định phải chết. Bốn vị trưởng lão, các người đi về trước, trở về nói cho Nguyên Thiên Đế tiền bối, ta chậm một chút cũng biết trở về. Diệp Thần hướng tứ lão nói, hắn cùng Vizanu ở giữa, sau cùng đánh cờ sắp tới, hắn không muốn liên lụy tứ lão. Diệp đại nhân, tứ lão hai mặt nhìn nhau, cũng cảm thấy mưa gió sắp đến, nhưng cũng không yên lòng Diệp Thần, lại càng không nguyện tự mình sống tạm bợ. Trở về đi, đừng để ta lo lắng. Diệp Thần giơ tay lên một cái, đạo. Tứ lão biểu lộ phức tạp, cũng biết bây giờ chính mình, nguyên khí suy yếu, coi như lưu lại, cũng không thể đến giúp Diệp Thần, ngược lại sẽ trở thành vướng víu. Vậy chúng ta đi, Diệp đại nhân, ngươi cẩn thận một chút. Không thể làm gì phía dưới, Thiên Ung Hoàng hướng Diệp Thần chắp tay một cái, sau đó mang theo khác tam lão rời đi. Giữa sân, cũng chỉ còn lại có Diệp Thần một người, đối mặt phần tịch Linh Sơn thiên thiên vạn vạn võ giả. Cái này thiên thiên vạn vạn võ giả, ở trong mắt Diệp Thần, không quá tự nhiên là một đám sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Chân chính có uy hiếp, là đánh gãy Ly Ca sau lưng, tôn kia minh mông vĩ đại, kim quang sáng chói thân ảnh, Vizanu linh hồn hư ảnh. Luân hồi chi chủ, ta cũng coi như nhân từ. Đột nhiên, một đạo trầm hậu thanh âm thê lương, từ quần sơn chi đỉnh truyền ra. Đó chính là Vizanu âm thanh. Vizanu linh hồn hư ảnh, còn không có mở mắt, nhưng thanh âm của hắn, cũng tại trong bầu trời này vang lên. Phần tịch Linh Sơn đám người, không dám thở mạnh, một mảnh im lặng. Đánh gãy Ly Ca quay đầu nhìn Vizanu hư ảnh một mắt, trên mặt mang sâu đậm thành kính, ánh mắt lại lần nữa trở lại trên thân Diệp Thần. Diệp Thần hướng Vizanu nói, là, tiền bối trạch tâm nhân hậu, không hổ là chư thiên vĩ đại nhất thủ hộ chi thần. Diệp Thần cùng Vizanu ân oán không cạn, bất quá phần này ân oán, Vizanu cũng không gây họa tới người bên ngoài. Hắn thả ra tứ lão, không sử dụng bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cùng thủ đoạn đê hèn, đây là tự trọng thân phận, cũng là nhân từ. Vizanu nói, luân hồi chi chủ, ta cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, giao ra ta hài cốt, ta lần này tha cho ngươi khỏi chết, có thể để ngươi còn sống rời đi. Diệp Thần nở nụ cười, nói, lần này tha ta không chết, cái kia lần tiếp theo đâu? Vizanu không nói gì không đáp. Diệp Thần ngẩng đầu lên nói, không cần nhiều lời, Vizanu tiền bối, ngươi có thủ đoạn gì, cứ việc xuất ra a, ngươi là muốn tự mình ra tay sao? Diệp Thần âm thầm câu thông thiên tổ, nếu là Vizanu ra tay, hắn liền lập tức triệu hoán thiên tổ ra tay. Hắn không có khả năng chính mình đi đối kháng một cái vĩ đại trụ thần, đó không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe, tự chịu diệt vong. Hoa lạp. Tại Diệp Thần tiếng nói sau khi rơi xuống, Vizanu đạo kia linh hồn hư ảnh, cuối cùng mở mắt, bắn ra hai vệt kim quang, bàng bạc rộng rãi uy áp, lập tức quét ngang toàn trường. Nhưng nói đúng ra, đó lại không phải là Vizanu bản thân uy áp, là giữa phiến thiên địa này, vô tận kỷ nguyên tích lũy linh khí, bị Vizanu ý chí, điều động. Như bình tĩnh nước biển bỗng chốc bị dẫn bạo, vạn trọng biển động gào thét hô tuôn ra. Diệp Thần không gian xung quanh đều vặn vẹo, tựa như thủy triều giống như ba động, một cỗ kinh thiên áp lực đập vào mặt. Diệp Thần mặt không đổi sắc, kim cương bất hủ thể mở ra, luân hồi bàn tại sau lưng lơ lửng mà ra, răng rắc bắt đầu chuyển động, mang theo táng diệt hết thảy khí tức. Chung quanh cái kia núi kêu biển gầm áp lực, toàn bộ được chôn cất tiễn đưa tan rã, không thể thương tổn Diệp Thần một chút. Nhìn thấy một màn này, đánh gãy Ly Ca lập tức choáng váng. Hắn không nghĩ tới, Diệp Thần bản sự, thế mà lớn đến mức này, có thể nhẹ nhàng như vậy ngăn lại Vizanu uy áp. Tại trụ thần khế ước hạn chế phía dưới, Vizanu cũng không có tự mình ra tay,
hắn là thi triển giống chúc phúc thủ đoạn, điều động trong thiên địa địa mạch linh khí, hóa thành tâm lực, biển động giống như hướng Diệp Thần đè đi. Dù sao, phiến thiên địa này, liền kêu Vi Giờ Nu Thánh Địa, Vi Giờ Nu Hải Cốt, quanh năm chôn giấu tại này, hải cốt năng lượng phóng xạ mở ra, ở trong thiên địa tạo thành đủ loại nguyên chất năng lượng, cũng chính là địa mạch năng lượng. Vi Giờ Nu chúc phúc thôi động, điều động thiên địa đại thế, uy áp Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần nhìn như thân ảnh cô đơn, lại là cương mãnh bất khuất, như một cái sáp thiên lợi kiếm, một người cùng thiên địa đối nghịch, quả thực là ngăn cản được thiên địa đại thế xung kích. Phía sau hắn chậm rãi chuyển động luân hồi bàn, hào quang vạn trọng, phảng phất liền thiên địa cũng có thể nghiền nát chôn vùi. Thiên địa đại thế, đè không đổ ta. Vi Giờ Nu tiền bối, người vẫn là tự mình ra tay đi. Diệp Thần bình tĩnh nói, cái eo vẫn như cũ thẳng tắp. Vi Giờ Nu cũng có chút chấn động, ánh mắt chìm nổi không chắc, gật đầu nói, rất tốt, luân hồi chi chủ, người quả nhiên là thần thông cái thế, ta khinh thường ngươi. Lấy ngươi khí phách cùng tiềm chất, nếu hôm nay không chết, tương lai siêu việt thiên tổ, không thành vấn đề. Thiên tổ tìm một cái tốt truyền nhân a. Hắn cảm thán một tiếng, ánh mắt lại quan sát hướng đánh gãy Ly Ca. Đánh gãy Ly Ca cũng coi như thiên tài, thân là thế gian đệ nhất cái Đờ Tanis, nhận hết vực sâu khổ sở dày vò, nhưng cũng không lời vứt bỏ, quả thực là nâng cao trở đến Vi Giờ Nu chúc phúc, từ đây nghịch thiên cải mệnh. Nhưng kể cả như thế, đánh gãy Ly Ca tia sáng, cùng Diệp Thần so sánh, vẫn là quá yếu ớt, một cái là đom đóm mục nát quang, một cái là thiên tâm hạo nguyệt. Lão tổ, ban thưởng ta chúc phúc, ta có nhất pháp, có thể giết chết luân hồi chi chủ. Đánh gãy Ly Ca khẽ cắn môi, tiến lên trước một bước, đạo. Vi Giờ Nu con mắt híp lại, tựa hồ cũng nhìn ra đánh gãy Ly Ca ý nghĩ, nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi thật quyết định sao như thế. Đánh gãy Ly Ca nhìn thật sâu một mắt phương xa, phảng phất triệt để hạ quyết tâm, nói, ân. Vi Giờ Nu thở dài một hơi, lại hướng phần Tịch Linh Sơn chư đệ tử nói, cùng luân hồi chi chủ một trận chiến sắp đến, mặc kệ thắng bại như thế nào, các ngươi hẳn phải chết. Các ngươi có thể rời đi, miễn cho nộp mạng. Hắn là nhân từ người, cũng không muốn nhìn thấy thủ hạ tín đồ mảng lớn chết đi. Chúng đệ tử cảm động đến rơi nước mắt, lại là kích động, đồng nói, nguyện vì lão tổ chịu chết. Nguyện vì lão tổ chịu chết. Trong chớp mắt, phần Tịch Linh Sơn thiên thiên vạn vạn đệ tử, trên dưới một lòng, khí thế như hồng, uy danh hưng thịnh cực điểm, đám người khí tức nối thành một mảnh, thành kính tinh khiết tín ngưỡng chi lực, lại hóa thành sáng chói chùm tia sáng kim sắc vọt lên, trên không trung bắn ra huy hoàng bài hát ca tụng, rung động tâm thần của người ta. Ở mảnh này mênh mông khí tượng phía dưới, Diệp Thần thân hình, ngược lại là có vẻ hơi nhỏ bé. Thậm chí sẽ cho người có một loại nào đó ảo giác, Diệp Thần lần này thất bại. Vi Giờ Nu thấy thủ hạ tín đồ, đều nguyện ý vì bản thân chịu chết, con mắt tia sáng nặng liếm xuống, lại là một tiếng thở dài, không nói nữa. Cuối cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng tín ngưỡng đến nước này, có lẽ đầy đủ. Đem nếu có cơ hội, hắn cũng sẽ đem những thứ này tín đồ phục sinh. Vi Giờ Nu nói, chư đệ tử nghe lệnh, vạn pháp hội tụ thân ta, vì lão tổ liều chết thời điểm đến. Là, chúng đệ tử cùng kêu lên đáp dạ, đều là thiêu đốt khí huyết tính mệnh, vô tận huyết quang thần quang vọt lên, mang theo bàng bạc tinh khiết tín ngưỡng chi lực, hội tụ đến đánh gãy Ly Ca trên thân. Đánh gãy Ly Ca hít sâu một hơi, chậm rãi lấy xuống bên hông một chi ống sáo, bỏ vào bên miệng. A, à, là tội nhân địch, mộ chủ cẩn thận. Luân hồi mộ địa bên trong, thiên đấu sát thần nhìn thấy chia lìa ca sĩ bên trong ống sáo, lập tức biến sắc, vô cùng cảnh giác lên. Tội nhân địch, chính là đánh gãy Ly Ca bản mệnh thần khí. Đánh gãy Ly Ca là giữa thiên địa vị thứ nhất Đờ Tanis, hắn chịu đủ vô tận dày vò đau đớn, đạo tâm một trận vặn vẹo, về sau coi như lấy được Vi Giờ Nu cứu rỗi, trong lòng hắc ám cũng không có đánh tan. Hắn chế tạo ra tội nhân địch, một khúc tội nhân vãn ca truyền đi, đủ để đem một người bình thường, dị hóa sa đọa thành một cái Đờ Tanis, biến thành tội nhân. Luân hồi chi chủ, hôm nay, người ta đều phải chết. Đánh gãy Ly Ca cũng không lập tức thổi, chỉ là có chút ảm nhiên nhìn xem Diệp Thần, lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mười phần đau buồn, ta còn muốn trở về tinh không bỉ ngạn xem. Diệp Thần nặng nhiên, hắn nhớ mang máng đánh gãy Ly Ca thân thế, đối phương cũng không phải là không không lúc nào khoảng không người bản thổ, mà là từ tinh không bỉ ngạn hạ xuống cường giả. Thương Thiên Lạc Nguyệt dưới trướng có một cái tùy tùng, chính là Vũ Xà Thần, Vũ Xà Thần cũng đã nói, đỉnh phong thời điểm đánh gãy Ly Ca,
gảy ngón tay một cái liền có thể diệt sát hắn, có thể tưởng tượng được đánh gãy Ly Ca lợi hại. Thậm chí, đánh gãy Ly Ca đã từng, còn muốn khiêu chiến Thiên Tổ. Bất quá, khi đó Thiên Tổ khí thế hưng thịnh, đánh gãy Ly Ca vạn vạn không phải địch thủ, chỉ là nhìn Thiên Tổ một mắt, cảm nhận được Thiên Tổ uy nghiêm sau, đánh gãy Ly Ca liền bị sợ bể mật, tự chém thiên cơ ẩn độn đứng lên, chỉ sợ Thiên Tổ trả thù. Lại có dám khiêu chiến Thiên Tổ ý nghĩ, đánh gãy Ly Ca đỉnh phong thời điểm thực lực, có thể tưởng tượng được. Bất quá đó đều là chuyện quá khứ, đánh gãy Ly Ca là The Tannis, cho dù có Vizanu che chở, cũng vô cùng dễ dàng chịu đến vực sâu phóng xạ. Mà tinh không bị ngạn vực sâu khí tức, so không không lúc nào khoảng không mãnh liệt nhiều, cho nên cuối cùng đánh gãy Ly Ca, cũng không cách nào sẽ ở tinh không bị ngạn lưu lại nữa, bị thúc ép lưu vong đến không không lúc nào giữa không trung, thực lực trăm không còn một. Nếu là lại sớm đi thời điểm, chỉ sợ đánh gãy Ly Ca so cái kia Thái Hoang kiếm mà còn cường đại hơn, khi đó ra tay với mình, cục diện tất nhiên hoàn toàn không giống. Cái này có lẽ chính là vận mệnh cho phép. Vizanu không nói gì một hồi, nói, Ly Ca, thả xuống cây sáo, tương lai ngươi còn có quay về tinh không cơ hội. Thực lực của ngươi còn có thể khôi phục. Đến lúc đó, luân hồi chi chủ, ngươi một ánh mắt liền đủ để miểu sát. Sao lại đến nỗi này đâu? Đánh gãy Ly Ca trầm mặc một chút, tiếp đó khẽ cắn môi, nói, không, lão tổ, hôm nay ta vì ngươi chịu chết, cũng chỉ có ta, mới có thể giết chết luân hồi chi chủ. Bây giờ Vizanu hài cốt, tại trong cơ thể của Diệp Thần, Vizanu chính mình lại không cách nào triệu hoán đi ra, có thể thấy được Diệp Thần thủ đoạn lợi hại, liền sợ hắn thật là có bản lĩnh đem hài cốt mang đi. Đánh gãy Ly Ca cũng sợ điểm này, hắn hôm nay nhất thiết phải giết chết Diệp Thần, bằng không, nếu để cho Diệp Thần rời đi, Vizanu vĩnh viễn mất đi nhục thân, nhất định đem vạn kiếp bất phục. Diệp Thần không hiểu có chút dùng mình, luận cứng trọi cứng thực lực, đánh gãy Ly Ca đương nhiên không tổn thương được chính mình, nhưng nhìn hắn cái kia kiên quyết liều chết kiên định bộ dáng, tất nhiên còn có thủ đoạn khác. Một khúc vãn ca, người ta tất cả tội nhân. Đánh gãy Ly Ca phát ra một tiếng ngâm sướng, sau đó 10 ngón phóng tới trên tội nhân địch lỗ thủng, bắt đầu thổi. Hu hu. Một hồi thê lương u uất, cổ lão sâu nhiên, mang theo vô biên ai oán khổ sở tiếng địch, lập tức từ chia lìa ca sĩ bên trong tội nhân địch bên trong, chậm rãi chảy xuôi mà ra. Cái này thê lương bi thương tiếng địch, theo gió tản vào giữa thiên địa, một màn kinh khủng liền xuất hiện, chỉ thấy thiên địa thế mà bắt đầu phai màu, tựa như lọt vào vô tận vực sâu từng bước xâm chiếm, nguyên bản bầu trời xanh thẳm, rất nhanh hóa thành hắc bạch. Phần tịch linh sơn mấy ngàn dặm liên miên sơn mạch, cũng là cấp tốc phai màu, rất nhiều hoa cỏ cây cối, toàn bộ tàn lụi khô héo suy tàn, giống như có cái gì kinh khủng nguyền rủa quét ngang mà qua, muốn để trong thiên địa tất cả, đều lâm vào khô héo trong tĩnh mịch. Tội nhân vãn ca. Đây là tội nhân vãn ca, là tội nhân địch phát ra tử vong chương nhạc. Tội nhân vãn ca vừa ra, thiên địa sinh linh, liền bị vực sâu ăn mòn, lâm vào trong bạc màu sa đọa. Trong mắt Diệp Thần, vừa mới vẫn là ngàn sắc vạn tượng thiên địa, thoáng chốc đã biến thành hoang vu tĩnh mịch trống không. Hắn cảm giác làn da một hồi phỏng, thần kinh trở nên vô cùng nhạy cảm, một chút thanh phong thổi tới, đều có loại cảm giác đao cắt một dạng. Tại tội nhân vãn ca tiếng địch bao phủ xuống, Diệp Thần thế mà cũng có sa đọa biến thành The Tannis dấu hiệu. 333. Bên trong linh sơn, chấn nhiếp nhân tâm một màn xuất hiện, chỉ thấy cái kia thiên thiên vạn vạn linh sơn đệ tử, tại tội nhân vãn ca tiếng địch bao phủ xuống, thân thể nhao nhao phai màu, sau đó bạo liệt. Bọn hắn bản thân liền là The Tannis, chỉ là có thể cứu chuộc pháp bảo vệ môi trường bảo hộ, bạc màu vực sâu không có phát tác. Nhưng bây giờ, tại tội nhân vãn ca tiếng địch phía dưới, tất cả linh sơn đệ tử cứu rỗi pháp phòng, toàn bộ vỡ tan, bọn hắn một lần nữa lâm vào trong phai màu, da thịt như lửa đốt giống như nhao nhao bạo liệt, thân thể rất nhanh đốt hết thành tro. Mà tại trong quá trình này, thế mà không ai hừ kêu ra tiếng, tất cả mọi người đều mang theo lớn thành kính. Đại quyết tuyệt chi ý, cam nguyện chịu chết. Tất cả linh sơn đệ tử chết đi, bọn hắn bạo liệt thân thể, vỡ tan mà ra huyết nhục tinh hoa, toàn bộ hóa thành từng sợi huyết quang, hội tụ đến đánh gãy Ly Ca trên thân. Đánh gãy Ly Ca nhận được vô số đệ tử huyết nhục tinh hoa gia trì, khí tức càng là hung mãnh dồi dào, thổi ra tiếng địch, càng thêm thê lương u sầu, cái kia cỗ bàng bạc vực sâu phai màu ý chí, không ngừng xung kích Diệp Thần thể xác tinh thần. Ong ong, mà đoạn Ly Ca sau lưng cứu rỗi pháp phòng không ngừng vù vù, lóng lánh kim quang, Vizanu hư ảnh lơ lửng, mang cho đánh gãy Ly Ca vô thượng thủ hộ chúc phúc. Nhưng cỗ này chúc phúc phía dưới,
đánh gãy ly ca cũng không có bị tiếng địch của mình phản phệ, thiên địa đều tại phai màu, mà hắn còn duy trì chính mình màu sắc. Từng sợi tiếng địch, như đao phong phi kiếm giống như thổi qua Diệp Thần da thịt, tại đánh gãy ly ca tội nhân vãn ca bao phủ xuống, Diệp Thần cũng có sa đọa thành đờ tanis nguy hiểm. Đây là đánh gãy ly ca thủ đoạn, hắn biết võ đạo thần thông đối bính, chính mình vạn vạn đụng bất quá Diệp Thần, bất quá là lấy trứng chọi đá. Nhưng dựa vào tội nhân địch cùng một khúc tội nhân vãn ca, hắn lại có khả năng, để cho Diệp Thần sa đọa. Diệp Thần trong thoáng chốc, phảng phất nhìn thấy chính mình một cái tương lai. Bị tiếng địch thôn phệ, trở thành bị thế giới này vứt bỏ tồn tại. Thế giới của hắn không có nhiệt độ cùng màu sắc, chỉ có vô tận thê lương cùng bi thương. Nhưng cái này hình ảnh không có kéo dài bao lâu, Diệp Thần đạo tâm chính là vô cùng thanh tịnh, đó là vũ tổ đạo tâm, thế gian đạo tâm cực hạn. Không sợ hết thảy, muốn cho ta sa đọa thành tội nhân, còn chưa đủ. Diệp Thần ánh mắt phát lạnh, mắt thấy thiên địa đều phai màu thành vắng lặng hắc bạch, hắn cũng không hốt hoảng, thủ quyết bóp, toàn thân bộc phát ra cuồn cuộn ma khí, một cỗ xâm nghiêm địa ngục uy nghiêm, cũng đi theo nổ tung đi ra. Ma ngục mệnh tinh, mở. Kèm theo quát to một tiếng, một khỏa đen như mực tinh thần, tại Diệp Thần trên đỉnh đầu dâng lên, đó chính là ma ngục mệnh tinh. Viên này ma ngục mệnh tinh, còn không có triệt để thắp sáng, nhưng bốn khối mảnh vụn tụ tập thứ ba, địa ngục khí tức, đã vô cùng hùng hồn nồng nặc. Mệnh tinh vừa phù hiện, một mảnh rộng rãi địa ngục đồ quyển, tựa như xé rách thiên địa gông xiềng, ầm vang bày ra tại Diệp Thần quanh thân, mây mù màu đen cuồn cuộn, vô tận ma khí cùng tà huyết xen lẫn, thâm thúy mà kiềm chế. Trong địa ngục, u minh chi hỏa sôi trào nhảy lên, vạn quỷ khóc thét, tu la giả xoa bay múa, đếm không hết yêu ma quỷ quái, đều hướng về Diệp Thần quỷ bái, kêu rên bên trong phát ra tán tụng âm thanh. Vô tận địa ngục ma vụ, hội tụ đến trên thân Diệp Thần, hóa thành một bộ đế vương trường bào, màu sắc đen như mực như đêm, thêu thiên luân minh nguyệt. Đây là địa ngục ma bào ra thân, Diệp Thần liền trở thành địa ngục chúa tể, u minh ma đế, khí thế đột nhiên hừng hực đứng lên. Tội nhân vãn ca tiếng địch xung kích tới, Diệp Thần chung quanh thời không, cũng đã phai màu thành tái nhợt, nhưng Diệp Thần chính mình, một bộ áo bào đen bồng bềnh, địa ngục huyết hải sôi trào, màu sắc lại là vô cùng chói mắt, một chút cũng không có bạc màu dấu hiệu. Hu hu, đánh gãy ly ca không ngừng thổi, một khúc tội nhân vãn ca, đẩy về phía cao trào, tiếng địch trở nên vô cùng the thé, lộ ra sắc bén nguyền rủa. Nhưng kể cả như thế, hắn cũng không cách nào để cho Diệp Thần địa ngục phai màu. Tập hợp ba khối mảnh vụn ma ngục mệnh tinh, hiển hóa đi ra ngoài địa ngục, ẩn chứa trong đó ma đạo nội tình, đã vô cùng thâm hậu, địa ngục địa mạch chỗ sâu, thậm chí còn mang theo ngày xưa diêm ma tử thần hài cốt khí tức. Đánh gãy ly ca khóe mắt đều nhanh đã nứt ra, chảy máu, nhưng tội nhân của hắn vãn ca, vẫn là không tổn thương được Diệp Thần. Cho dù là tội nhân vãn ca, cũng không thể để Diệp Thần địa ngục phai màu. Diệp Thần nhìn thấy trên người mình địa ngục ma bào, thiên luân minh nguyệt thiêu thùa lấp lóe, nội tâm cũng là hết sức hài lòng, thầm nghĩ, ma ngục mệnh tinh quả nhiên lợi hại, hiển hóa ra ngoài địa ngục, thiên địa phai màu mà không chìm luân, thời không ma diệt mà không mục nát, đây chính là địa ngục, vĩnh hằng địa ngục. Hắn tâm hữu sở động, địa ngục khí thức một chút khuếch tán, ma khí cuồn cuộn, tràn ngập thời không. Trong thoáng chốc, đã vừa mới bạc màu thiên địa thời không, lần nữa khôi phục màu sắc, nhưng tất cả đều là địa ngục hắc ám màu sắc. Lộ ra vô biên tử vong chi ý. Địa ngục tại bao phủ, màu đen địa ngục ma khí phân tán rộng ra, đem tiếp xúc được thời không, toàn bộ chuyển hóa làm địa ngục. Rất nhanh, lấy Diệp Thần làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm chi địa, liền hóa thành một vùng tăm tối trầm luân địa ngục, vô số quỷ quái đang gầm thét kêu thảm, từng cái đen như mực thủ chảo từ dưới nền đất duỗi ra, muốn đem đứng tại trên quần sơn chi đỉnh đánh gãy ly ca, cũng triệt để kéo vào địa ngục. Xuống địa ngục đi thôi. Diệp Thần đột nhiên vừa quát, bàn tay nắm vào trong hư không một cái kia từng cái đen như mực như ế ảnh thủ chảo, liền tóm lấy đánh gãy ly ca hai chân, muốn đem hắn kéo vào địa ngục. Hừ, đánh gãy ly ca sau lưng, vi giờ nu cái bóng mở kia, ánh mắt âm trầm, hừ một tiếng, lập tức phát ra kim quang chúc phúc. Nhất thời, đánh gãy ly ca toàn thân nổ ra hổ phách kim mang, huy hoàng đường hoàng. Răng rắc, Diệp Thần từ trong địa ngục gọi ra từng cái đen như mực thủ chảo, lọt vào hổ phách kim mang phóng xạ, lại lập tức hóa đá, đã biến thành hổ phách thạch điêu. Vì giờ Nu không tiện tự mình ra tay, nhưng dựa vào thạch tâm chúc phúc thủ đoạn, cũng đủ để cho Diệp Thần mang đến phiền toái cực lớn. Hổ phách kim quang nổ tung phóng xạ,
Diệp Thần ngàn dặm địa ngục, lọt vào phóng xạ sau đó, trong địa ngục các loại tràng cảnh, núi đao biển lửa, đao kiếm luyện ngục, dạ xoa quỷ quái các loại, liền toàn bộ hóa đá, trở thành màu vàng hổ phách pho tượng, liền từng sợi xương mù một dạng ma khí, thế mà đều ngưng kết hóa đá hổ phách. Một màn này khá kinh người, vừa mới vẫn là đen như mực kinh khủng địa ngục, trong khoảnh khắc đã biến thành màu vàng hổ phách thánh đường. Kinh khủng hổ phách phóng xạ, hướng Diệp Thần lan tràn tới, trên người hắn khoác lên địa ngục ma bào, cũng bắt đầu biến thành hổ phách, làn da xuất hiện hóa đá, cơ thể một hồi cứng ngắc. Không tốt. Diệp Thần biến sắc, Phi Giờ Nu hổ phách chúc phúc, với hắn mà nói, lại là hóa đá nguyền rủa. Hắn hít sâu một hơi, đang muốn vận chuyển luân hồi pháp chống lại, đã thấy đánh gãy Ly Ca trong mắt lướt qua một vòng âm lệ cùng sát khí, dừng lại thổi tội nhân địch, giữ tợn nói. Đồng quy vu tận a, luân hồi chi chủ. Tiếp theo sát, đánh gãy Ly Ca một lần nữa thổi lên tội nhân vãn ca, tiếng địch sắc bén the thé tới cực điểm, hắn ra thịt suy suy một hồi vang dội, như gặp phải hỏa thiêu giống như, không ngừng nát giữa xé rách, máu tươi cốt tủy chảy ra, cả người đang thiêu đốt bên trong, sa đọa trở thành một cái đờ tanis. Hắn sau ót cứu rỗi pháp vòng còn tại, kim quang rực rỡ, nhưng lại không bảo vệ được hắn, bởi vì hắn là chủ động sa đọa, chủ động tiến vào trạng thái đờ tanis. Hắn huyết nhục đang điên cuồng thiêu đốt, tất cả khí huyết tinh hoa, đều hội tụ vào trong tội nhân địch. Đáng sợ một màn xuất hiện, tội nhân địch thổi đi ra ngoài tiếng địch, thế mà ngưng hóa ra từng cái huyết sắc âm phù. Từng cái huyết sắc âm phù, tựa như bay múa đầy trời hồ điệp, ở trong hư không phiêu dắt bay vút lên, hùng vĩ thê mỹ tới cực điểm. Đánh gãy Ly Ca đang thiêu đốt khí huyết, thọ nguyên tính mệnh cũng tại thiêu đốt, hắn đốt cháy chính mình hết thảy, để cho tội nhân địch vãn ca thanh âm, dung chuyển cả phiến thiên địa, kia từng cái huyết sắc âm phù, chính là từng đạo phải chết nguyền rủa. Bay múa đầy trời huyết sắc âm phù, rất nhanh như thủy triều hướng Diệp Thần gào thét mà đến, Diệp Thần đang đứng ở hổ phách hóa đá nguyền rủa bên trong, hắn phải phân tâm đối kháng hóa đá nguyền rủa, lại đối mặt cuồn cuộn huyết sắc âm phù xung kích, lập tức lộ ra rối ren. Ba ba ba, từng cái huyết sắc âm phù, tại trước mặt Diệp Thần nổ tung, chói tai tiếng địch hỗn hợp có đánh gãy Ly Ca phai màu khí huyết, hóa thành trọng trọng nguyền rủa, dọc theo Diệp Thần toàn thân lỗ chân lông chui vào. Diệp Thần lập tức có loại rơi xuống vách núi, toàn thân mất trọng lực cảm giác. Đây là sa đọa cảm giác. Hắn muốn sa đọa thành đờ tanis. A, à, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân một hồi thiêu đốt một dạng phỏng, loại cảm giác này quá quen thuộc, chính là sa đọa thành đờ tanis cảm giác. Đánh gãy Ly Ca không muốn tính mệnh, hy sinh khí huyết, cuối cùng là để cho tội nhân vãn ca có hiệu lực, để cho Diệp Thần sa đọa đã biến thành đờ tanis. Một đọa biến thành đờ tanis. Diệp Thần toàn thân thần kinh, cảm ứng liền nhạy cảm gấp trăm lần, một chút thanh phong thổi, đều cảm giác như đao kiếm lưỡi dao ra thân, cơ thể như tê liệt đau đớn. Hơn nữa, biến thành đờ tanis sau, Diệp Thần cảm giác liền bị thiên địa từ bỏ, cái gì thiên địa linh khí đều hô hấp không đến, tựa như ngạt thở, cả người giống như bị phong bế tại tối tăm không ánh mặt trời trong địa ngục. Đánh gãy Ly Ca nhìn thấy tội nhân vãn ca nguyền rủa có hiệu lực, liền lộ ra một cái dữ tợn nụ cười. Hắn lúc này toàn thân huyết nhục tiêu tụy, đã triệt để cháy hết, cả người hóa thành một bộ mang theo cháy đen cơ bắp khô lâu, hai mắt nhảy lên quỷ hỏa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong tay tội nhân địch, răng rắc nát bấy hết. Cái này tội nhân địch năng lượng ẩn chứa, cũng tại trong vừa mới tội nhân vãn ca thổi, triệt để tiêu hao hết. Đánh gãy Ly Ca thả xuống đã tiêu tụy hai tay, mắt lạnh nhìn Diệp Thần. Diệp Thần toàn thân làn ra tại nát giữa, đang thiêu đốt, hắn đã đọa biến thành đờ tanis. Cuối cùng có thể giết chết ngươi, luân hồi chi chủ. Đánh gãy Ly Ca phát ra thanh âm lãnh khốc, hắn huyết nhục đã đốt hết, cổ họng không cách nào lên tiếng, lấy linh hồn chấn động không khí lên tiếng, nghe vô cùng sắc bén the thé. Này liền muốn giết chết ta. Diệp Thần cắn răng một cái, lại lộ ra vẻ khinh thường biểu lộ. Đọa biến thành đờ tanis, đích xác để cho hắn vô cùng khó chịu, nhưng hắn chỉ ít có mấy loại thủ đoạn, có thể giải quyết. Ác mộng chi đạo. Đại mộng chân kinh, thân ta như mộng, chuyển hóa. Diệp Thần đưa tay tác quyết, lập tức thi triển ác mộng chi đạo, đại mộng chân kinh diệu pháp vận chuyển. Cái này đại mộng chân kinh, là ác mộng lão tổ các loại mộng cảnh trong ảo thuật, một bộ cực kỳ cao minh pháp môn, vừa thi triển ra, có thể hóa thật vì huyễn, điên đảo thực tế cùng mộng cảnh giới hạn. Diệp Thần trên người phai màu triệu chứng, tại đại mộng chân kinh chuyển hóa phía dưới, lập tức từ chân thực đau đớn, biến thành một hồi hư ảo ác mộng. Ác mộng vào não, Diệp Thần cảm giác tinh thần một hồi xé rách,
rất có ác mộng cảm giác hồi hộp, nhưng cỗ này mặt trái cảm thụ, hắn hít thở một chút, liền lập tức xua tan. Ác mộng cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng, chỉ cần người có thể tỉnh lại từ trong mộng, lại đáng sợ ác mộng, đều biết giống như bọt nước phá toái tán đi. Đại mộng chân kinh diệu pháp, chính là có thể đem thân thể chịu đủ loại đau đớn, chuyển hóa thành ác mộng, người chỉ cần bảo trì thanh tỉnh, ác mộng chẳng mấy chốc sẽ tán đi. Trong chớp mắt, Diệp Thần trên người phai màu triệu chứng, liền toàn bộ chuyển hóa thành ác mộng tan hết. Cái này đại mộng chân kinh, có thể tồn tại tác dụng phụ, chính là đem chân thực đau đớn, chuyển hóa thành ác mộng sau, người có thể sẽ kẹt ở trong cơn ác mộng ra không được. Nhưng Diệp Thần tinh thần thanh tỉnh, đạo tâm thanh minh, lại không có tầng này khốn nhiễu, phai màu triệu chứng một hóa thành ác mộng, hắn chỉ là một hồi thở gấp tim đập nhanh, rất nhanh liền khôi phục bình thường, ác mộng tán đi. Hoa lạp, kim quang sáng chói, từ trên thân Diệp Thần hiện lên mà ra, ánh sáng của bầu trời thần dược thuật diệu pháp thi triển, hắn vừa mới đọa biến thành The Tannis, cơ thể bị thương hại, trong khoảnh khắc liền khỏi hẳn, cả người lại là long tinh hổ mãnh bộ dáng. Nguyên rủa hóa mộng, luyện chân thành giả, luân hồi chi chủ, người thủ đoạn ngược lại là cao minh, đã phải ác mộng lão tổ chân truyền. Đánh gãy Ly Ca nhìn thấy một màn này, lại cười khẽ, không có nửa điểm kinh ngạc, cũng xem thường, cười nói, chỉ là, người mộng ảo thủ đoạn, chỉ sợ không hóa giải được phần thiên đại kiếp A. Phần thiên kiếp nạn, mặc kệ là thực sự là mộng, đều đủ để nhường ngươi vạn kiếp bất phục. Phần thiên đại kiếp, Diệp Thần khẽ giật mình, cảm giác trong đan điền, giống như có đồ vật gì dục dịch. Cái kia lại là phần thiên đại kiếp. Hắn phần thiên đại kiếp, liền giống như ngủ say núi lửa, nhưng giờ khắc này, cái này ngủ say núi lửa, lại có bộc phát dấu hiệu. Hắn đại kiếp, muốn phát tác. Cái này, chuyện gì xảy ra? Diệp Thần sắc mặt lập tức đại biến, chỉ cảm thấy trong đan điền có một đám lửa, lập tức liền muốn nổ tung thiêu đốt. Đánh gãy Ly Ca giang hai cánh tay, cười nói, một khúc tội nhân vãn ca, giết không chết ngươi. Nhưng chỉ cần có thể dẫn động ngươi phần thiên đại kiếp, ngươi liền chết chắc. Nghe vậy, Diệp Thần ánh mắt lập tức kịch liệt co vào. Vừa mới đánh gãy Ly Ca tội nhân vãn ca, để cho Diệp Thần đọa biến thành The Tannis, Diệp Thần có thể dựa vào mộng huyễn thuật pháp giải quyết. Nhưng hắn xa đọa thời điểm, The Tannis nguyên rủa, lại là một cái kíp nổ, dẫn nổ hắn đan điền chỗ sâu phần thiên đại kiếp. Trước đây Diệp Thần thi triển thiên tổ thất mộng đọa hồn pháp, liền thử qua kém chút dẫn bạo phần thiên đại kiếp, đánh gãy Ly Ca chính là biết điểm này, cho nên thổi một khúc tội nhân vãn ca, câu dẫn Diệp Thần đại kiếp. Mục đích thực sự của hắn, không phải để cho Diệp Thần đọa biến thành The Tannis, đây bất quá là kíp nổ, vẫn không giết được Diệp Thần. Chân chính có thể giết chết Diệp Thần, là phần thiên đại kiếp. Ách, a a a. Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng. Trong đan điền núi lửa, chung quy là bạo phát. Trong cơ thể hắn phần thiên đại kiếp, nổ tung hết, cuồng bạo hừng hực khí tức, lập tức xung kích toàn thân, tất cả kinh mạch đều tựa như lọt vào thiên hỏa đốt cháy, Diệp Thần toàn thân giấy lên nguyền rủa liệt hỏa. Đây là phần thiên đại kiếp liệt hỏa, như vực sâu luyện ngục đốt cháy. Ta sẽ nhìn xem ngươi đốt hết thành tro, luân hồi chi chủ. Tiếp đó, ta cũng có thể nhắm mắt. Đánh gãy Ly Ca cười nhìn xem thiêu đốt Diệp Thần. Hắn vừa mới thổi tội nhân vãn ca thời điểm, đã cháy hết chính mình huyết nhục, tính mệnh nguyên khí cũng hao hết. Không cần bao lâu, trong mắt của hắn quỷ hỏa dập tắt, hắn liền phải chết. Tại trước khi chết, hắn chỉ muốn nhìn thấy Diệp Thần tẫn diệt thành tro, hắn liền có thể nhắm mắt. Đây là đồng quy vô tận. Vizernu trong mắt lộ ra một vẻ thương xót, nói, Ly Ca, tinh không sẽ chúc phúc ngươi. Hắn là từ bi thủ hộ chi thần, lần này vì diệt sát Diệp Thần. Hy sinh tín đồ nhiều như vậy, hắn cũng là có chút không đành lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Xuy. Ngay tại Diệp Thần phần thiên tấn diệt, đánh gãy Ly Ca sắp chết thời điểm, chợt một đạo kiếm quang thoáng qua, xé rách hư không, phát ra sắc bén gào thét, một kiếm xuyên thủng đánh gãy Ly Ca khô lâu cơ thể. Đánh gãy Ly Ca ngẩn ngơ, trong mắt quỷ hỏa lập tức dập tắt. Một nữ tử, đứng ở sau lưng hắn, chậm rãi đem xuyên qua thân thể của hắn trường kiếm thu hồi. Thân thể của hắn, lập tức từ trên cao rơi xuống, còn không có rơi xuống tới mặt đất, liền kịch liệt thiêu đốt, cuối cùng hóa thành cho cốt phiêu tán, một tia tia sáng thăng thiên dựng lên, hội tụ vào trong ánh sáng của bầu trời, trừ khử vô hình. Đánh gãy Ly Ca từng là tinh không bị ngạn cường giả, hắn rơi vào không không lúc nào khoảng không sau, mặc dù tu vi rơi xuống, nhưng tinh không pháp tắc bất diệt, người đã chết sau đó, sẽ hóa thành quang, dung nhập trong ánh sáng của bầu trời. Cái này tựa như một giọt nước,
dung nhập trong biển cả, cái kia giọt nước còn tại, nhưng lại không có ở đây. Đánh gãy Ly Ca chết, nhưng lại không chết, nếu có người có thể từ ngàn vạn sợi ánh sáng của bầu trời trong ánh sao, tìm được thuộc về hắn cái kia một tia, hắn liền có như vậy một chút xíu phục sinh khả năng, nhưng cái này cơ hội phục sinh, liền cùng đem một giọt nước dung nhập biển cả sau, một lần nữa đem cái này tích thủy vớt ra tới một dạng xa vời. Ách! Diệp Thần đang đứng ở phần thiên đại kiếp lửa cháy bừng bừng đốt cháy dày vò bên trong, đánh gãy Ly Ca sống hay chết, hắn cũng không quan tâm, chỉ là hắn ngoài ý muốn chính là, đánh giết đánh gãy Ly Ca người, lại là Phỉ Thúy. Phỉ Thúy một thân váy lục, trường phong thổi quần áo của nàng cùng tóc dài, phiêu nhiên như tiên. Đánh gãy Ly Ca chết đi, hắn cứu rỗi pháp vòng lại không có dập tắt, còn lơ lửng giữa không trung, ngay tại Phỉ Thúy trên đỉnh đầu không xa, pháp vòng kim quang trong ánh lấp lánh, Phi Giờ Nu thân ảnh có thể thấy rõ ràng. Phỉ Thúy, là ngươi. Ngươi muốn làm gì? Phi Giờ Nu gặp Phỉ Thúy giết chết đánh gãy Ly Ca, lập tức rất là chấn động, trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm. Phỉ Thúy ánh mắt buông xuống, không nói gì không nói, cũng không có nói chuyện, thân thể mềm mại một cái phiêu cướp, lại đi tới bên cạnh Diệp Thần, sau đó nàng ôm chặt lấy Diệp Thần. Hoa lạp, từng sợi ôn nhuận ngọc thạch quang huy, từ Phỉ Thúy trên thân lan tràn ra, bao trùm đến trên thân Diệp Thần. Diệp Thần trên người đại kiếp liệt hỏa, lập tức bị áp chế xuống. Mà Phỉ Thúy gương mặt, lại cấp tốc trở nên tái nhợt, toàn thân khí huyết đều đang trôi qua. Phỉ Thúy, ngươi! Diệp Thần ngẩn ngơ, cảm thụ được Phỉ Thúy ấm áp mềm mại ôm, có loại như mộng ảo không chân thiết. Phỉ Thúy thế mà tại dùng thân thể của mình, vì Diệp Thần trấn áp phần thiên đại kiếp. Nhưng Diệp Thần phần thiên đại kiếp, hiện tại quả là không phải dễ dàng như vậy liền có thể áp chế, cái kia đại kiếp liệt hỏa, bị Phỉ Thúy tia sáng đè xuống sau, rất nhanh lại lần nữa bốc cháy lên. Thậm chí lần này, ngay cả Phỉ Thúy chính mình, đều hứng chịu tới phần thiên đại kiếp xung kích, thân thể của nàng cũng đi theo thiêu đốt. Phỉ Thúy thấy thế, lộ ra lướt qua một cái cười khổ, hướng Diệp Thần nói, thật xin lỗi. Nàng vốn còn muốn dùng thân thể của mình, áp chế phần thiên kiếp hỏa, nhưng phần thiên đại kiếp hung mãnh, lại hoàn toàn vượt qua dự liệu của nàng, nàng áp chế không có hiệu quả chút nào, cơ thể ngược lại thành nhiên liệu máu thịt, thêm một bước dung dưỡng đại kiếp thiêu đốt cùng nổ tung. Phỉ Thúy, người phản bội ta. Vì Giờ Nu giận dữ, không nghĩ tới Phỉ Thúy sẽ phản bội chính mình. Phỉ Thúy nhìn Vì Giờ Nu một mắt, trong mắt mang theo áy náy chi ý, nhưng cuối cùng quay đầu lại ngắm nhìn Diệp Thần, nhẹ giọng cười nói, tiểu gia hỏa, ôm ta. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, cũng trầm mặc, biểu lộ hết sức phức tạp. Uy, ta nói, ta còn chưa có chết đâu, đừng làm phải giống như Tuấn Tình. Diệp Thần nói, mặc dù phần thiên đại kiếp nổ tung, đích xác để cho hắn vô cùng thống khổ, nhưng đại kiếp chỉ là sơ bộ nổ tung, cũng không phải là triệt để nổ tung. Loại trình độ này kiếp bạo, hắn dựa vào hỗ tự quyết thủ đoạn, vẫn là có thể hóa giải, chỉ là cần trả giá cực lớn thẻ đánh bạc. Hoa lạp. Trong lúc trước mắt, Diệp Thần cũng không lo được nhiều như vậy, lập tức thi triển hỗ tự quyết, một cái cán cân nghiêng đồ đằng, tại phía sau hắn hiển hóa ra ngoài. Cán cân nghiêng một mặt, là phần thiên đại kiếp ngập trời liệt hỏa, một chỗ khác, Diệp Thần để lên đủ loại thẻ đánh bạc, phía trước hắn cướp đoạt khóa chi mảnh vụn, đánh chết mười mấy cái phần tịch linh sơn trưởng lão, đạt được thi thể, bây giờ toàn bộ để lên làm tiền đặt cuộc. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ, phần thiên đại kiếp kiếp hỏa, quá mức kinh khủng, những chủ mã này, còn chưa đủ hóa giải. Diệp Thần lại để lên đánh gãy Ly Ca sư đệ, ra cát diễm thi thể, thẻ đánh bạc trung quy là miễn cưỡng đầy đủ, cán cân nghiêng hai đầu, khôi phục cân bằng. Diệp Thần trên người kiếp hỏa, dần dần dập tắt tiếp. Ân, Vì Giờ Nu thấy cảnh này, lập tức đại chấn, là, cầm minh đế quân thuật pháp. Hắn đã nhìn ra, Diệp Thần sử dụng hỗ tự quyết, nguồn gốc từ tam thanh bên trong cầm minh đế quân, âm dương đại đạo cân đối, diệu dụng vô tận, cho nên ngay cả phần thiên đại kiếp, cũng có thể hóa giải. Không, nói đúng ra, đó cũng không phải hóa giải, chỉ là quân hành thủ đoạn. Là hỗ tự quyết cân đối thủ đoạn. Dựa vào hiến tế đủ loại thiên tài địa bảo, xem như thẻ đánh bạc, triệt tiêu phần thiên đại kiếp tai họa, bảo trì cơ thể trật tự cân đối, không bị kiếp hỏa gây thương tích. Bây giờ Diệp Thần cùng Phỉ Thúy trên người kiếp hỏa, cũng đã dập tắt. Diệp Thần trong đan điền núi lửa bộc phát, cũng một lần nữa rơi vào trong giấc ngủ sâu. Phần thiên đại kiếp lắng xuống. Hô! Diệp Thần thở phào một hơi, cả người xuất mồ hôi lạnh, may mắn hắn nắm giữ lấy hỗ tự quyết, bằng không thì vừa mới thật muốn tận diệt thành tro.
phần thiên đại kiếp nổ tung, thiên đấu sát thần cùng huyết long đều không giúp được hắn, trừ phi thiên tổ tự mình ra tay. Vizernu nhìn thấy đại kiếp lắng lại, biểu lộ lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đánh gãy Ly Ca đã chết, Vizernu thánh địa thiên địa đại thế, lại đè không đổ Diệp Thần, hắn muốn tiêu diệt Diệp Thần, chỉ có hai con đường, một là dựa vào nhục thân năng lượng phóng xạ, hai là đích thân ra tay. Tự mình ra tay nhất định không thể đi, có trụ thần khế ước hạn chế, Vizernu cũng kiêng kỵ khế ước thiên phạt, hắn nặng nhiên nói. Luân hồi chi chủ, nghĩ không đến ngươi còn có lắng lại kiếp hỏa thủ đoạn. Bất quá, cũng dừng ở đây rồi, ngươi mưu toan nhúng chàm nhục thể của ta, cuối cùng sẽ bị hào quang của ta phản phệ. Tiếng nói rơi xuống, Vizernu bấm cái quyết, một cỗ kim quang trùng thiên, bao phủ khắp nơi. Diệp Thần thân mộc kim quang, lại cảm giác luân hồi mộ địa bên trong, Vizernu nhục thân, lập tức trở nên chấn động kịch liệt, chịu đến cực kỳ mãnh liệt tác động, muốn phá không bay ra. Đó là Vizernu ý chí tác động. Hắn đang triệu hoán nhục thân của mình. Đáng chết, không tốt. Diệp Thần thần sắc lập tức đại biến, vừa mới kinh nghiệm phần thiên kiếp hỏa hắn, cơ thể chính là suy yếu, đối với Vizernu nhục thân phong ấn, cũng yếu đi rất nhiều. Xoạt 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 xoạt. Chỉ thấy quấn quanh buộc chặt tại Vizernu trên xác thịt từng cái địa ngục xích sắt, không thành thật nứt, từng sợi rực rỡ thần thánh kim quang, không ngừng từ bộ kia hoàn mỹ cương mãnh trong thân thể, tán phát ra, chiếu rọi toàn bộ luân hồi mộ địa, tia sáng sôi trào như tiếng sấm, rung động ầm ầm. Huyết long mắt thấy không tốt, vội vàng quấn quanh đến Vizernu trên thân thể, áp chế gắt gao cái kia bạo động khí tức. Thiên đấu sát thần cũng liền huy động liên tục kiếm, chặt đứt trong hư không triệu hoàn ý chí cùng sâu xa thăm thẳm thiên cơ. Nhưng, Vizernu ý chí, quá mãnh liệt, cỗ này triệu hoán, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể chặt đứt. Ta mặc kệ ngươi đem nhục thể của ta, giấu ở nơi nào, nhưng ta muốn triệu hoán, ngươi như thế nào ngăn cản được. Ta là trụ thần, mà ngươi bất quá là trụ thần nhãn bên trong sâu kiến. Vizernu nhìn chằm chằm Diệp Thần, tiếng như hồng lôi, chấn động đến mức Diệp Thần đầu ong ong. Phỉ Thúy cũng bị chấn động đến mức gương mặt tái nhợt, răng ngà tại trên môi khẽ cắn, đột nhiên ôm chặt Diệp Thần, trên thân thể mềm mại hiện ra trọng trọng Phỉ Thúy bích ngọc lục quang, lại hóa thành một tầng thạch tâm Phỉ Thúy thủ hộ, bảo vệ được Diệp Thần. Ở tầng này Phỉ Thúy tia sáng bao phủ xuống, Diệp Thần áp lực giảm nhiều, Vizernu truyền tới triệu hoàn ý chí, cũng bị ngăn cách rất nhiều. Phỉ Thúy, người cuối cùng vẫn là phản bội ta. Ở trước mặt ta, người muốn che chở luân hồi chi chủ, như thế nào khả năng? Vizernu thở dài một tiếng, nhìn thấy Phỉ Thúy phản bội, thủ hộ Diệp Thần, hắn đã không còn nổi giận, âm thanh vô cùng tỉnh táo, một bộ nắm chắc phần thắng tư thái, tay bóp quyết, kim quang chiếu rọi thiên địa, càng là hạo đáng hừng hực. Hắn triệu hoàn ý chí, như núi kêu biển gầm, điên cuồng hướng Diệp Thần xung kích đi qua. Phỉ Thúy cắn răng, đang muốn chống lại, bỗng nhiên thần sắc ngẩn ngơ, thân thể mềm mại một hồi cứng ngắc, đôi mắt con người cấp tốc phóng đại. Một thanh kiếm nhẹ nhàng đâm xuyên qua trái tim của nàng, xuất kiếm nhân lực đạo nắm đến vô cùng tinh chuẩn, vừa vặn đem nàng cơ thể đâm xuyên, nhưng lại không thương tổn Diệp Thần một chút. Diệp Thần có thể cảm thấy bén nhọn kia mũi kiếm, từ Phỉ Thúy cơ thể xuyên qua tới sau, vừa vặn đụng tới da mình. Phỉ Thúy trái tim bị xỏ xuyên, lập tức mất mạng, trong mắt dừng lại lấy bàng hoàng thống khổ thần sắc, ôm Diệp Thần hai tay buông lỏng ra, thân thể mềm mại liền từ không trung rơi xuống. Ở giữa không trung giấy lên vực sâu kiếp hỏa, hôi phi yên diệt, hài cốt không còn. Diệp Thần mở to hai mắt, mắt thấy một màn này, ngực giống như bị người dùng trọng chùy đập một cái, một hồi muộn đau, trước mắt lại là một hồi biến thành màu đen. Thiếu đế đại nhân, không có sao chứ? Một lão già chậm rãi thu hồi trường kiếm, trên mặt mang vẻ mặt ân cần, đáy mắt chỗ sâu lại có một nụ cười, ngắm nhìn Diệp Thần. Chính là ác mộng lão tổ. Ác mộng lão tổ. Diệp Thần nhìn thấy ác mộng lão tổ buông xuống, lập tức lên một thân nổi da gà. Ác mộng lão tổ cong ngón tay búng trên thân kiếm một cái, bắn rớt trên thân kiếm vết máu, nói, thiếu đế đại nhân, may mắn thuộc hạ đến phải kịp thời, bằng không cái kia Phỉ Thúy yêu nữ, liền muốn tai họa tính mệnh của ngươi. Vừa mới đúng là hắn một kiếm, đưa Phỉ Thúy tính mệnh. Diệp Thần nhất thời không nói gì với nhau, chỉ cảm thấy ngạt thở. Từng sợi đen như mực vực sâu ma khí. Từ ác mộng lão tổ trên thân tản mát ra, trong khoảnh khắc liền che khuất bầu trời, tại này cổ vực sâu ma khí bao phủ xuống. Tại này cổ vực sâu ma khí bao phủ xuống, Diệp Thần thực sự là thở gấp ngạt thở, thậm chí vừa mới ngủ say phần thiên đại kiếp, lại có bị câu dẫn đi ra ngoài dấu hiệu.
Ác mộng lão tổ tựa hồ cũng không có phát giác điểm này, ngẩng đầu nhìn về phía Vizanu, nói. Vizanu, ngươi thật to gan, nghĩ tai họa vực sâu đế tử sao? Vizanu con mắt híp lại, gặp ác mộng lão tổ buông xuống sau đó, vực sâu ma khí ngập trời, che đậy vân tiêu, đem hắn tất cả chúc phúc kim quang, toàn bộ che giấu. Hắn triệu hoán ý chí, cũng bị áp chế, không cách nào lại đem nhục thân triệu hoán đi ra. Nhưng, hắn lại nhạy cảm phát giác được, chính mình không dễ chịu, Diệp Thần càng không dễ chịu. Tại ác mộng lão tổ vực sâu khí tức dưới sự kích thích, Diệp Thần phần thiên đại kiếp, lại muốn phát tác. Ha ha, ác mộng lão tổ, là ngươi muốn giết chết luân hồi chi chủ a? Vizanu bất động thanh sắc thử thăm dò. Hắn trong lúc nhất thời, ngờ tới không thấu ác mộng lão tổ ý nghĩ. Nhìn ác mộng lão tổ bộ dáng, hẳn là quy thuận Diệp Thần, nhưng hắn vẫn không để ý Diệp Thần sinh tử, phóng thích vực sâu ma khí. Ác mộng lão tổ vực sâu ma khí, mang theo mãnh liệt nguyền rủa, nếu như tại tầm thường trạng thái dưới, Diệp Thần có thể tự chống lại, nhưng hắn vừa mới đã trải qua phần thiên đại kiếp, chính là suy yếu, bây giờ lại chịu vực sâu ma khí nguyền rủa kích động, nguyên bản ngủ say phần thiên đại kiếp, liền lại có nổ tung khả năng. Ác mộng lão tổ nhìn lại, gặp Diệp Thần đại kiếp muốn bạo phát, không khỏi ai u kinh hô một tiếng, nói. Thiếu đế đại nhân, người đại kiếp muốn phát tác sao? Nói xong thân thể trôi hướng phía trước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn tung bay thân tới, cái kia cỗ tràn ngập nguyền rủa vực sâu khí tức, càng như sóng chiều giống như hướng Diệp Thần tới gần. Diệp Thần ngạt thở tức giận, nói, lăn đi. Ác mộng lão tổ ngẩn ngơ, lộ ra một bộ dáng ủy khuất, nói, thiếu đế đại nhân, thuộc hạ trung thành tuyệt đối, không biết có cái gì mạo phạm thiếu đế đại nhân chỗ. Dừng một chút, hắn gặp Diệp Thần trên da, đã ẩn ẩn có kiếp hỏa dấy lên, vội nói. Thiếu đế đại nhân, người đại kiếp muốn phát tác, cái này có thể cực kỳ không ổn a, người buông ra linh hồn phòng hộ, thuộc hạ mượn dùng thân thể của ngươi, thay ngươi hóa giải đại kiếp. Nói đi, hắn lại người nhẹ nhàng tiến lên, bàn tay bóp chặt Diệp Thần cổ tay. Lăn đi. Diệp Thần giận dữ, trong lúc nhất thời lại không cách nào tránh thoát ác mộng lão tổ gò bó. Vizanu thấy thế, cười ha ha, nói, ác mộng lão tổ, ngươi ăn vào cho luân hồi chi chủ mộng thần quy tâm tán còn chưa đủ, còn nghĩ gọi hắn ngoan ngoãn từ bỏ chống lại, mặc cho ngươi đoạt xá sao. Hắn đại khái nhìn ra đầu mối, Diệp Thần chính là trong truyền thuyết u ác tính tử, tương lai vực sâu thiếu đế, bất qua đối mặt Diệp Thần cái này vực sâu đế tử, ác mộng lão tổ nhưng cũng không phải thành tâm quy thuận, cất giấu rất nhiều tính toán, bây giờ thậm chí muốn mượn dùng cơ thể của Diệp Thần. Ác mộng lão tổ nói, thiếu đế đại nhân, người đại kiếp lập tức sẽ bộc phát, chỉ có thuộc hạ có thể cứu người a. Người buông lỏng tâm thần, đem thân thể giao cho thuộc hạ. Hắn nhìn thẳng Diệp Thần ánh mắt, mộng cảnh huyễn thuật thi triển, muốn để Diệp Thần thả xuống đề phòng. Diệp Thần tự nhiên không có khả năng như thế dễ như trở bàn tay để cho đối phương được như ý. Lan. Diệp Thần phẫn nộ hét to, một đầu huyết sắc trường long, mang theo cuồn cuộn kiếm khí, từ trong cơ thể hắn tuôn ra, chính là huyết long mang theo thiên đấu sát thần kiếm khí, gầm thét trùng sát đi ra, dương nanh múa vuốt giết hướng ác mộng lão tổ. Ác mộng lão tổ tuy có trụ thần quyền chui, nhưng mặt ngoài tu vi cũng bất quá siêu phẩm thiên đế đỉnh phong, đối mặt huyết long trùng sát, không dám ngạnh bính, người nhẹ nhàng lui lại. Thiếu đế đại nhân, người hiểu lầm thuộc hạ. Ta nhưng không có bất luận cái gì ý muốn hại ngươi, ta chỉ là muốn trợ giúp thiếu đế đại nhân. Thỉnh thiếu đế đại nhân nhất định muốn tin tưởng ta. Ác mộng lão tổ rất là ủy khuất nói. Lão tạp mao, câm miệng cho ta. Huyết long nhè răng nứt mắt, căm tức nhìn ác mộng lão tổ, quanh thân cuồn cuộn sát ý bộc phát, quay đầu hướng Diệp Thần nói. Chủ nhân, ngươi dự định như thế nào? Muốn hay không giết ra hỏa này? Hô! Diệp Thần lại tại thở dốc. Vừa mới ác mộng lão tổ một mực bóp chặt tay của hắn, cái kia cũng nguyền rủa vực sâu ma khí, không có khoảng cách ăn mòn tới. Loại thống khổ này đổi thành người bình thường, đã sớm linh hồn táng diệt. Diệp Thần kim cương bất hủ thể cường hãn, cơ thể tự nhiên không sợ ăn mòn, thế nhưng vực sâu nguyền rủa khí tức, lại là một cái kíp nổ, đem hắn phần thiên đại kiếp, thêm một bước câu dẫn đi ra. Tựa như bị mọi loại tử vong hỏa diễm thôn phệ, vĩnh viễn không cách nào tránh thoát. Ta. Không được, phần thiên đại kiếp thực sự quá cường đại, trụ thần đều không cách nào kháng cự. Đáng chết! Ác mộng lão quỷ, ngươi muốn hại chết ta. Diệp Thần cảm giác toàn thân nóng bỏng, ngủ say kiếp hỏa ầm một cái, lại nổ tung đi ra,
hơn nữa so vừa mới nổ tung, càng là mãnh liệt, thân thể của hắn trong khoảnh khắc bị liệt hỏa bao khỏa. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy, Diệp Thần da thịt rung động đùng đùng, bị thiêu đến tràn ra, kịch liệt day dứt phỏng, để cho hắn ngũ quan đều vặn vẹo, trên mặt dày đặc mồ hôi. Ác mộng lão tổ liếc mắt nhìn Diệp Thần, hoảng hốt vội nói, thiếu đế đại nhân, thuộc hạ trung thành tuyệt đối, nhưng không có nửa điểm tai họa tâm tư của ngươi a. Nếu có tai họa chi tâm, tất nhiên cần phải mà chu diệt. Ngươi phần thiên đại kiếp bộc phát, cái này có thể hỏng bét đến cực điểm, may mắn ngươi uống qua vực sâu thánh thủy, nhanh kích phát vực sâu thánh thủy linh khí, cùng đại kiếp tương dung, như thế cũng có thể hóa giải đại kiếp. Đây là bây giờ duy nhất phương pháp phá cuộc, thỉnh thiếu đế đại nhân tin tưởng ta. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng hơi động, phía trước hắn uống một bình hắc huyên độc tuyền, cái kia hắc huyên độc tuyền còn lắng đọng ở trong đan điền của hắn, không có luyện hóa. Gia hỏa này nói cũng không phải không có đạo lý. Từ nơi sâu xa, Diệp Thần cảm thấy, nếu như mình luyện hóa hắc huyên độc tuyền mà nói, đích xác có cơ hội hóa giải phần thiên đại kiếp. Bởi vì, phần thiên đại kiếp bản thân liền là vực sâu một bộ phận, hắc huyên độc tuyền cũng là vực sâu, cả hai có thể tương dung. Nhưng Diệp Thần lại bắt được một cỗ cực đoan nguy hiểm, một khi hắc huyên độc tuyền cùng phần thiên đại kiếp dung hợp, chỉ có thể sản xuất ra kinh khủng hơn vực sâu. Nước cờ này, một khi đi nhầm, đại giới cực kỳ to lớn. Dung hợp sau đó vực sâu, lúc bình tĩnh đợi còn vô hại chỗ, nhưng một khi lật lên cái gì gợn sóng, hắn nhất định đem tiếp nhận mãnh liệt hơn đại kiếp xung kích. Lấy Diệp Thần tu vi trước mắt, tuyệt đối không cách nào chống cự khủng bố như vậy vực sâu. Một khi bị vực sâu thôn phệ, hắn nhất định phải chết. Hoặc nói đúng ra, hắn sẽ không chết, chỉ là mất đi tất cả ý thức, tinh thần luân diệt, linh hồn tại trong thâm uyên tán loạn, thân thể bị vực sâu ý chí chiếm giữ, cũng tức là bị vực sâu đoạt xá. Cho đến lúc đó, hắn nhục thân còn tại, nhưng trong đại não đã là một đoàn hắc ám hỗn độn như bột nhão nước bùn vực sâu nguyên chất. Uống xong ánh sáng của bầu trời thần thủy, khả năng bị quang đoạt xá. Uống xong hắc huyên độc tuyền, kết cục cũng gần như, có thể sẽ bị vực sâu đoạt xá. Diệp Thần dùng mình, hắn tự nhiên không muốn đầu óc của mình, bị vực sâu ăn mòn thành ngây ngất đê mê. Hơn nữa, cái kia hắc huyên độc tuyền bên trong, còn hỗn tạp ác mộng lão tổ dược vật, mộng thần quy tâm tán. Nếu như Diệp Thần bây giờ liền luyện hóa hắc huyên độc tuyền, hắn không có nắm chắc kháng cự mộng thần quy tâm tán khống chế. Đến lúc đó, hắn coi như ý thức còn tại, cũng muốn bị ác mộng lão tổ triệt để khống chế. Chủ nhân, Huyết Long nhìn thấy Diệp Thần toàn thân kiếp hỏa thiêu đốt, vừa vội vừa giận, lại không biết như thế nào cho phải. Vì giờ Nu lẳng lặng nhìn một màn này, nói, ác mộng lão tổ, người thủ đoạn tàn nhẫn a, dẫn bạo luân hồi chi chủ phần thiên đại kiếp, muốn mượn cơ hội khống chế thân thể của hắn sao? Ha ha, thôi, người cứ việc náo, cũng không nên tổn thương nhục thể của ta. Tay hắn vồ lấy, lại phát ra mãnh liệt triệu hoán ý chí. Lúc này Diệp Thần bản thân chịu phần thiên đại kiếp thiêu đốt, toàn thân phỏng, đã không rảnh bận tâm Vi Giờ Nu nhục thân. Chỉ thấy Vi Giờ Nu nhục thân, răng rắc tránh ra khỏi địa ngục xích sắt, chậm rãi muốn từ luân hồi trong mộ địa bay ra ngoài. Diệp Thần nhìn thấy Vi Giờ Nu nhục thân, liền muốn bay khỏi, đột nhiên phúc trí tâm linh, quát mạnh nói. Thân thể này, là ta. Thiên tổ, giúp ta a. Diệp Thần ngửa mặt lên trời gào thét, tóc xóa. Một tay bắt được Vi Giờ Nu nhục thân, táng hư luân hồi pháp vận chuyển, sau lưng xuất hiện một cái cực lớn luân hồi bàn. Răng rắc, luân hồi bàn bắt đầu chuyển động, tại mâm tròn kia trung ương, kim quang rực rỡ, chậm rãi hiện ra một đạo nhân hình dáng đằng, chính là Thiên Tổ Đồ Đằng. Thiên Tổ Đồ Đằng vừa xuất hiện, trong thoáng chốc, chư thiên vạn giới, vô tận thời không, hiện ra rộng rãi sử thi bài hát ca tụng, vô tận chúc phúc tiếng ngâm sướng, từ quá khứ, từ hiện tại. Từ tương lai không ngừng vang lên. Vĩ đại minh mông luân hồi che chở, gia tăng trên thân Diệp Thần, Diệp Thần tay bắt được Vi Giờ Nu nhục thân, sau lưng luân hồi bàn lại chuyển động khu vực, Vi Giờ Nu cái kia hoàn mỹ cương mãnh nhục thân, liền hóa thành thuần túy kim quang, toàn bộ tràn vào trong cơ thể của Diệp Thần. Lần này, Diệp Thần càng là muốn luyện hóa Vi Giờ Nu nhục thân. Đáng chết! Luân hồi chi chủ, người muốn làm gì? Muốn luyện hóa nhục thể của ta? Người điên rồi! Thấy thế, Vi Giờ Nu trừng to mắt, không cách nào lại giữ vững tỉnh táo, linh hồn tại chỗ liền vặn vẹo gầm hét lên. Hắn nhìn tận mắt nhục thân của mình, hóa thành kim quang, dung nhập trong cơ thể của Diệp Thần, tự nhiên không có khả năng tỉnh táo đi nữa. Thiên Tổ, người muốn cho hắn chết sao?
Nhục thể của ta, hắn như thế nào có thể luyện hóa? Vizernu nhìn chằm chằm luân hồi bàn bên trên thiên tổ đồ đằng, lớn tiếng gào thét. Từ trên lý luận nói, nhục thể của hắn, Diệp Thần không có khả năng luyện hóa. Bởi vì giờ khắc này Diệp Thần, tu vi chỉ là thông thiên cảnh 9 tầng trời, thực sự là có hạn vô cùng. Mà Vizernu nhục thân, là tất cả trụ thần nhục thân bên trong, hoàn mỹ nhất cương mãnh tồn tại. Thân là thủ hộ chi thần hắn, nhục thân so với bình thường trụ thần cường hãn, tràn đầy như đá chất trầm ổn lạnh lùng. Diệp Thần nghĩ luyện hóa nhục thể của hắn, tựa như một con rắn muốn nuốt vào voi, quả thực là tự tìm cái chết. Nhưng, lý luận sắp xếp luận, vạn nhất Diệp Thần thật có thủ đoạn gì, có thể ăn hết thân thể của hắn, hắn liền triệt để xong đời. Không có nhục thân ký thác, linh hồn của hắn, lúc nào cũng có thể rơi vào hủy diệt chi hải trong vực sâu. Cho nên, Vizernu tức giận mà sợ sợ, lớn tiếng quát ngăn, muốn gọi thiên tổ ngăn cản Diệp Thần luyện hóa. Nhưng, luân hồi bàn bên trên, cái kia đạo thiên tổ đồ đằng, trầm mặc tịch liêu, cũng không có truyền ra bất kỳ đáp lại nào, chỉ lại yên lặng phát ra chúc phúc sức mạnh, phối hợp Diệp Thần đi luyện hóa Vizernu nhục thân. Diệp Thần, chịu đựng được sao? Nếu ngươi có thể luyện hóa Vizernu nhục thân, có thể trấn áp phần thiên đại kiếp. Nhưng, ta sợ thân thể ngươi chịu không được. Thiên tổ âm thanh, truyền đến Diệp Thần trong đầu. Diệp Thần khẽ cắn môi, cũng thấy toàn thân xé rách nổ tung một dạng đau đớn. Lần này, hắn luyện hóa Vizernu nhục thân, là rắn nuốt voi. Vizernu nhục thân tinh hoa, như biển gầm nổ tung, nham tương dâng lên, điên cuồng xung kích đến hắn toàn thân bên trong, hắn coi như đã luyện thành kim cương bất hủ thể, cũng có chút không chịu đựng nổi. Lại tiếp như vậy, thân thể của hắn, sẽ bị Vizernu nhục thân no bạo. Nhưng nếu như, Diệp Thần có thể vượt qua được, luyện hóa Vizernu nhục thân, hắn phần thiên đại kiếp, liền có thể bị trấn áp. Vizernu nhục thân, mang theo rộng rãi thuần chính thủ hộ chi lực, bây giờ Diệp Thần phần thiên đại kiếp chính là nổ tung, như thế nào trấn áp, hắn nghĩ tới biện pháp, chính là luyện hóa Vizernu nhục thân, dựa vào đủ loại cường đại sức mạnh thủ hộ, đem kiếp hỏa đè xuống. Dựa vào hỗ tự quyết, đương nhiên cũng có khả năng áp chế, nhưng cần trả giá cực kỳ to lớn đánh đổi, có thể muốn đánh cược cả tòa luân hồi mộ địa, đi làm thẻ đánh bạc, vậy cùng bỏ mình vẫn là cũng không xê xích gì nhiều. Chịu đựng được. Diệp Thần cũng không từ bỏ, tiếp tục luyện hóa Vizernu nhục thân. Không ngừng luyện hóa dung hợp bên trong, cơ thể của Diệp Thần cơ bắp từng khối trống lên, như đá từng cục, gân xanh nổi lên, nhìn rất là kinh khủng, cả người giống như đều phải bạo thể. Thiếu đế đại nhân, đừng xung động. Nhanh dùng vực sâu sức mạnh. Ác mộng lão tổ cũng là kinh dị hét lớn lên, không nghĩ tới Diệp Thần to gan như vậy, thế mà trực tiếp luyện hóa Vizernu nhục thân. Thân thể này, cũng không phải nói không thể luyện hóa, nhưng Diệp Thần ít nhất phải có thực lực thiên đế cảnh, mới có khả năng một chút như vậy luyện hóa. Chỉ là trước mắt thông thiên cảnh 9 tầng trời cảnh giới, liền đi luyện hóa Vizernu nhục thân, không thể nghi ngờ có chút không biết tự lượng sức mình. Ác mộng lão tổ cũng không ngờ tới, Diệp Thần tình nguyện đi luyện hóa Vizernu nhục thân, cũng không chịu vận dụng vực sâu sức mạnh. Diệp Thần cắn răng, lại không có để ý tới ác mộng lão tổ, tiếp tục điên cuồng luyện hóa dung hợp Vizernu nhục thân tinh hoa năng lượng. Hắn không ngừng nổi lên nổ lên bắp thịt, để cho Vizernu cùng ác mộng lão tổ nhìn, cũng là sợ hãi không thôi, chỉ cảm thấy một giây sau Diệp Thần thì sẽ nổ chết đi. Ác mộng lão tổ lo lắng Diệp Thần vẫn lạc. Vực sâu đế tử tại hắn ngay dưới mắt chết đi, có trời mới biết sẽ chọc tới bao lớn trừng phạt. Vizernu cũng lo lắng cho mình nhục thân, tinh hoa bị Diệp Thần cướp đoạt một lần sau, sẽ sinh ra bất trắc biến cố. Đôm đốp, tại hai vị đại thần trong ánh mắt kinh ngạc, một đạo tiếng vang lanh lảnh đột nhiên vang lên. Đó cũng không phải Diệp Thần bạo thể âm thanh, mà là một đạo bùa hộ mệnh, từ trong cơ thể của Diệp Thần bay ra, sau đó bạo liệt âm thanh. Đó là sinh tử bùa hộ mệnh. Lại xuất phát tới Vizernu thánh địa phía trước, Nguyên Thiên Đế cho Diệp Thần một đạo sinh tử bùa hộ mệnh. Giờ khắc này, Diệp Thần luyện hóa Vizernu nhục thân, sống chết trước mắt, bùa hộ mệnh vỡ vụn, vì Diệp Thần ngăn cản một lần tử vong. Ôi! Diệp Thần lập tức có loại từ quỷ môn quan đi về tới cảm giác, lại hình như người chết chìm cuối cùng hô hấp đến không khí, trầm luân tại trong vũng bùn người cuối cùng bò lên bờ, cả người hô hấp khí tức lập tức sảng khoái rất nhiều. Ta chết đi! Ta lại còn sống. Diệp Thần nội tâm thoáng qua một cái ý niệm, vừa mới luyện hóa Vizernu nhục thân, thân thể này tinh hoa năng lượng, thực sự quá bàng bạc, Diệp Thần cũng không cách nào tiếp nhận, đã là muốn bạo thể bỏ mình.
nhưng, sinh tử bùa hộ mệnh phát động, vì hắn ngăn cản một lần tử vong. Hắn không có bạo thể, từ trên con đường tử vong vượt qua tới, một chút toàn thân nhẹ nhõm. Nếu như không có sinh tử bùa hộ mệnh mà nói, cái kia Diệp Thần chỉ cần phát động tử thần quyền hành, mới có thể triệt tiêu tử vong. Mà một khi tử thần quyền hành phát động, phần thiên đại kiếp sẽ nổ tung đến lợi hại hơn, đến lúc đó cục diện sẽ 10 phần khó giải quyết, có thể cần thiên tổ mạo hiểm thu thập tàn cuộc. Nhưng bây giờ mà nói, Diệp Thần chịu đựng nổi, từ trên con đường tử vong vượt qua tới. Không ngừng nổ tung nổi lên cầu kết cơ bắp, chậm rãi đình chỉ nhúc nhích, dần dần co vào khôi phục bình thường bộ dáng, xuất hiện tại ác mộng lão tổ cùng Vizanu trước mặt, là một cái hoàn toàn mới Diệp Thần. Diệp Thần quần áo, đã sớm nổ lên, một thân hoàn mỹ cương mãnh vạm vỡ bắp thịt, hoàn hảo không hao tổn triển lộ ra, mỗi một khối cơ bắp đều tựa như tảng đá chế tạo, trầm ổn lạnh lùng lại dẫn pho tượng mỹ diệu đường cong, trên da mơ hồ có một đạo đạo kim sắc phù văn hiển hóa. Đó là thiên đế phù văn. Diệp Thần nhục thân, thế mà đột phá đến thiên đế cảnh giới. Thiên đế kim quang, từ trên người hắn không ngừng tràn ngập ra, nhưng nội công của hắn khí tức vẫn là thông thiên cảnh 9 tầng trời đỉnh phong bộ dáng, cũng không có chân chính chứng đế. Thân là thiên đế, hồn là thần vương, tổng hợp xuống, Diệp Thần tu vi, có thể xưng là nửa bước thiên đế. Kỳ thực nếu như dung hợp Vizanu nhục thân, luyện hóa tinh hoa trong đó năng lượng, Diệp Thần nào chỉ là chứng đạo thiên đế, liền tấn thăng đến siêu phẩm thiên đế cũng có thể. Bất quá, trụ thịt thần thân năng lượng, như thế nào là dễ dàng như vậy liền có thể tiêu hóa. Hơn nữa, đây vẫn là Vizanu nhục thân, thế gian hoàn mỹ nhất cương mãnh tồn tại. Diệp Thần rất thông minh, chưa từng có tính toán đi ăn hết Vizanu nhục thân tất cả tinh hoa, khát nước 3 ngày, hắn chỉ lấy một bầu uống. Nếu như nói Vizanu nhục thân năng lượng là một mảnh vũ trụ mênh mông mà nói, cái kia Diệp Thần vừa mới luyện hóa, bây giờ dung hợp, cũng chỉ là không đáng kể một ngôi sao, như một giọt nước trong đại dương. Chính là một giọt nước như vậy, vừa mới hắn luyện hóa hấp thu thời điểm, đều có thể xưng chết đi sống lại, cực điểm gian khổ, cuối cùng còn hao phí một đạo sinh tử bùa hộ mệnh, lúc này mới vững vàng đem cái này tích thủy, uống đến trong miệng. Thậm chí, cái này tích thủy năng lượng, Diệp Thần có chút không tiêu hóa nổi, vẫn là cảm giác có chút không chịu đựng nổi, cái này tích thủy muốn nhấc lên ngập trời biển động sóng lớn, đem hắn bao phủ thôn phệ. Trụ thần nhục thân, vẫn là Vizanu nhục thân, quả nhiên là kinh khủng a. Diệp Thần không thể không cảm thán, mặc dù sớm đã có tâm lý dự bị, nhưng chân chính cảm nhận được Vizanu nhục thân năng lượng mênh mông, hắn cũng là tán thưởng kinh đeo không thôi. Không hổ là chí cao vĩ đại tồn tại, chính là một giọt nước, đều để Diệp Thần có chút không thể chịu đựng. Hoa lạp, hắn thôi động khóa chi mảnh vụn, hóa ra mấy cái đen như mực xích sắt, quấn ở cánh tay mình, thân eo cùng chân phía trên, dùng để áp chế Vizanu nhục thân bạo động khí tức. Huyết long cũng chiếm cứ tại Diệp Thần trên thân thể, phụ trợ áp chế trong cơ thể của Diệp Thần bạo động khí tức. Diệp Thần nắm giữ Vizanu nhục thân một giọt nước, đến nỗi càng mênh mông hơn biển cả, thì lắng đọng đến trong đan điền. Diệp Thần trong đan điền có một đạo luân hồi bàn, Vizanu nhục thân mênh mông biển cả năng lượng, toàn bộ đều ẩn tàng đến cái này luân hồi bàn bên trong. Đạo này luân hồi bàn, mang theo thiên tổ chúc phúc, thiên tổ đồ đằng, liền đóng dấu lên. Nếu như không có thiên tổ, Diệp Thần căn bản không có khả năng ăn được Vizanu. Thiên tổ, đa tạ ngươi. Diệp Thần hơi hơi thở dài một hơi, âm thầm hướng thiên tổ nói lời cảm tạ. Nhờ có thiên tổ chúc phúc, bằng không thì hắn không có khả năng ăn được Vizanu nhục thân. Hiện tại hắn có thể ăn, chỉ là một giọt nước, càng mênh mông hơn mãnh liệt ngập trời biển cả, còn phải giấu ở luân hồi bàn bên trong, còn phải dựa vào trời tổ trông giữ trấn thủ. Đến nỗi phần thiên đại kiếp, sau khi Diệp Thần luyện hóa Vizanu nhục thân, đã lắng xuống. Vizanu nhục thân, mang theo vĩ đại bảo vệ sức mạnh, loại này cấp bậc sức mạnh, đủ để áp chế lại Diệp Thần phần thiên đại kiếp. Nhưng, Diệp Thần vô cùng rõ ràng, vực sâu không phải như thế hảo áp chế, bây giờ áp chế, chỉ là tạm thời, hắn phần thiên đại kiếp, cũng không có tiêu thất. Thậm chí, Vizanu nhục thân bên trong, cũng có phần thiên đại kiếp vực sâu năng lượng, bây giờ đang chậm rãi cùng Diệp Thần đại kiếp dung hợp. Diệp Thần dung hợp Vizanu nhục thân, tinh thần đại chấn, trong đầu thêm ra rất nhiều huyền diệu thần công bí pháp, đó đều là Vizanu trụ thần pháp, hổ phách, hắc diệu thạch, phỉ thúy các loại thạch tâm bảo vệ pháp môn. Đây là Diệp Thần lấy được chỗ tốt, có thể nói là thiên đại tạo hóa. Nhưng, trụ thần nhục thân, bản thân cũng là mang theo vực sâu khí tức,
cái kia cỗ vực sâu khí tức, nổ tung lên, chính là phần thiên đại kiếp. Diệp thần kế thừa Vizanu nhục thân, nhận được đủ loại thạch tâm trụ thần pháp, cũng kế thừa bộ dạng này nhục thân tiêu cực năng lượng, đủ loại vực sâu khí tức đã lắng đọng đến hắn trong đan điền, không biết lúc nào thì sẽ nổ. Diệp thần, nghĩ không ra, người thế mà thật sự luyện hóa Vizanu nhục thân. Cái này, là phúc là họa, ta cũng suy tính không đến. Thiên tổ rất là rung động, hắn vừa mới cho Diệp thần, chỉ là một điểm chúc phúc sức mạnh, Diệp thần chủ yếu là dựa vào chính mình dũng khí cùng ý chí, thừa nhận cực đoan tê liệt đau đớn, ăn Vizanu nhục thân. Tương lai là phúc là họa, thiên tổ cũng thực sự suy tính không đến, dừng một chút, hắn lại nói. Bất kể như thế nào, ta đều sẽ đứng tại ngươi bên này. Diệp thần cực kỳ cảm kích, nói, là, đa tạ thiên tổ. Vizanu linh hồn hư ảnh, lơ lửng ở trên trời, cả mắt đều là đờ đẫn thần sắc, hắn phát hiện mình linh hồn, cùng nhục thân ở giữa liên lạc, hoàn toàn đoạn tuyệt. Hắn nhìn xem cơ thể của Diệp thần, đó là thiên đế thân, phía trên có thiên đế phủ văn phát ra kim quang, thân thể này là như thế hoàn mỹ dương cương, tràn ngập nam tử hùng tráng khí tức. Hắn từ Diệp thần trong thân thể này, bắt được chính mình ngày xưa đủ loại khí huyết cùng pháp tắc ba động, nhưng tất cả những thứ này, đã cùng hắn không quan hệ. Diệp thần ăn nhục thể của hắn còn tại, nhưng đã là Diệp thần thức ăn. Nhục thể của ta, Vizanu ngơ ngác xuất thần, không thể nào tiếp thu được một màn trước mắt. Ách, hắn đầu tiên là phát ra run rẩy một hồi rên rỉ, sau đó hai tay ôm đầu tựa như điên dại giống như vặn vẹo gầm hét lên. Giống như hắn phần thiên đại kiếp đã phát tác, đang tại vô tận trong thống khổ kêu rên gầm to, cũng không còn trước đây tỉnh táo trầm ổn hình tượng. Luân hồi chi chủ, ngươi đang tìm cái chết. Dám ăn hết nhục thể của ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi vĩnh viễn đều chịu dày vò, trơ mắt nhìn mình đốt diệt. Cho ta phun ra. Vizanu nổi giận, tròn mắt tận nứt, cũng không để ý cái gì trụ thần khế ước, hai tay nắm đấm, liền muốn ra tay. Trụ thần giận dữ. Cuồng bạo kim quang tại hư không nổ tung, hóa thành ngàn vạn đạo kim sắc lôi điện, trong chớp mắt liền xé rách thiên địa. Hoa lạp, một bức quyển trục một dạng đồ hình, ở trên vòng trời khoảng không hiện lên, đó chính là trong truyền thuyết trụ thần khế ước, phía trên có 72 trụ thần ký tên, bọn hắn cùng ký kết khế ước, chỉ vì thủ hộ phản thiên thế giới ổn định, không để thế giới này sụp đổ. Bất luận cái gì vi phạm khế ước giả, đều đem gặp chí cao đại đạo trừng phạt. Ầm ầm. Khế ước quyển trục tia sáng sôi trào, hiển hóa ra âm dương đồ đằng, âm dương xoay tròn, dựng dụng ra đại kiếp, liền muốn chém giết Vizanu. Vizanu bây giờ, muốn tự mình hướng Diệp thần ra tay, hắn cường đại trụ thần lực lượng, đủ để cho thế giới sụp đổ, trực tiếp liền đã dẫn phát trụ thần khế ước. Tại hắn ra tay băng diệt thế giới này phía trước, hắn sẽ gặp phải khế ước thiên phạt, linh hồn rơi uyên, vạn kiếp bất phục. Bất quá, Vizanu không cần thiết. Hắn muốn tại thiên phạt buông xuống phía trước, ra tay đem Diệp thần giết chết. Diệp thần kinh sợ một hồi, nhìn một chút Vizanu, lại nhìn một chút trụ thần khế ước. Hắn nhìn thấy cái kia khế ước trên quyển trục, có 72 trụ thần ký tên, nhưng có 3 cái tên là trống không. Đầu hắn ong ong, bắt được vô cùng cổ lão thiên cơ, trước đây 72 trụ thần, cũng không có 3 quỷ thần tồn tại. 3 quỷ thần là kẻ xâm nhập, như u ác tính xâm lấn nhân thể, ung thư ký sinh gân cốt. Bọn hắn xâm nhập 72 trụ thần thể hệ, chính mình chiếm cứ 3 cái thần cách. 72 trụ thần bên trong, liền có 3 cái trụ thần thần cách, bị 3 quỷ thần chiếm cứ, trở thành trống không thần cách viết lên 3 quỷ thần tên, tu hú chiếm tổ chim khách, 3 quỷ thần liền thành 72 trụ thần một bộ phận. Diệp thần ẩn ẩn cảm thấy, điểm này thiên cơ, tương lai có thể sẽ hữu dụng. Nhưng bây giờ, Vizanu lập tức liền muốn xuất thủ giết người. Diệp thần cũng không rảnh để ý tới những cái kia cổ lão bí mật, hắn nhất thiết phải chạy trốn. Thiếu đế đại nhân, đi mau, lão gia hỏa này điên rồi. Ác mộng lão tổ nhìn thấy Vizanu muốn đích thân ra tay, thậm chí dẫn động trụ thần khế ước, hắn cũng là hoảng sợ, vội vàng tới muốn kéo lấy Diệp thần chạy trốn. Ngàn vạn kim sắc thần lôi, không ngừng từ Vizanu trong linh hồn nổ tung đi ra, đủ để đem ác mộng lão tổ cùng Diệp thần đều bao phủ. Diệp thần gặp ác mộng lão tổ đưa tay qua tới kéo chính mình, sầm mặt lại, theo bản năng co lại sau lưng lui. Diệp thần, đi bên này. Thiên tổ thấy không ổn, tại bên cạnh Diệp thần, mở ra một đầu đường hầm hư không. Diệp thần mắt thấy Vizanu điên dại vặn vẹo bộ dáng, vội vàng đạp vào thiên tổ mở ra đường hầm hư không, thoát đi mà đi.
Ác mộng lão tổ thấy tình cảnh này, cũng liền vội vàng đi theo Diệp Thần rời đi. Xuyên qua đường hầm hư không sau, hai người xuất hiện tại Vizanu Thánh Địa vũ trụ bên ngoài, từ nơi này có thể nhìn đến toàn bộ Vizanu Thánh Địa bộ dáng, thiên địa sơn hà, cũng tại trong Vizanu tức giận kim sắc lôi điện, phá toái thành phế tích. Luân hồi chi chủ, thiên tổ, các ngươi chạy tới nơi nào? Lăn trở lại cho ta. Vizanu tê liệt âm thanh, gầm thét truyền tới. Bất quá rất nhanh, lơ lửng trên bầu trời khế ước quyển trục, một tiếng ầm vang, đánh xuống một đạo thần lôi, nổ tại Vizanu trên linh hồn. Vizanu linh hồn lập tức sụp đổ, tiêu tan vô hình. Nhưng hắn bộc phát ra ngàn vạn thần lôi, vẫn là tại Vizanu thánh địa trong, tàn phá bừa bãi nổ tung rất lâu, lúc này mới chậm rãi lắng lại. Mà toàn bộ Vizanu thánh địa, cũng đã bể nát, hóa thành từng khối nhỏ vụn thiên thạch, ở trong vũ trụ cô tịch lơ lửng. Chỉ có ác mộng lão tổ vực sâu quỷ cung, khối kia hắc ám ma khí lượn quanh địa bàn, còn duy trì hoàn hảo. Diệp Thần gặp Vizanu linh hồn, bị khế ước thiên lôi nổ tiêu tan, có chút động dung, hướng ác mộng lão tổ hỏi, Vizanu đã chết rồi sao? Ác mộng lão tổ nói, trụ thần là pháp tắc tồn tại, pháp tắc thì sẽ không biến mất. Diệp Thần tính khí nhẫn nại, nói ta biết, ta nói là, Vizanu linh hồn, có hay không rơi vào vực sâu? Đối với 72 trụ thần tới nói, linh hồn rơi vào vực sâu, vậy thì tương đương với chết, linh hồn tại vực sâu trong bể khổ dẫy giụa, cả một đời đều không leo lên được, vạn kiếp bất phục, so chết còn thê thảm hơn rất nhiều. Diệp Thần trong lòng suy nghĩ, tốt nhất Vizanu xúc động trụ thần khế ước, bị khế ước thiên lôi nổ rơi vực sâu, hắn liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Ác mộng lão tổ bấm ngón tay tính toán, lắc lắc đầu nói, hồi bẩm thiếu đế, cái kia Vizanu khí số chưa hết. Linh hồn chưa sa đọa, vừa mới hắn mặc dù bộc phát trụ lực lượng của thần, nhưng cũng không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng biết bao, cho nên trụ thần khế ước thiên phạt, cũng không coi là bao nhiêu khốc liệt. Bất quá, lão già kia bản nguyên linh hồn, cũng thụ trọng thương, tổn thương nguyên khí nặng nề phía dưới, trong thời gian ngắn thì sẽ không lại tổn thương thiếu đế. Diệp Thần cẩn thận cảm ứng, quả nhiên bắt giữ không đến Vizanu linh hồn khí tức, nghĩ đến nếu như không phải rơi vào vực sâu, chính là rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng, coi như Vizanu linh hồn, không còn tính toán tổn thương Diệp Thần dung hợp nhục thể của hắn, vẫn là quá miễn cưỡng. Lúc này Diệp Thần liền cảm giác toàn thân như có con kiến cắn xé, da thịt như tê liệt đau đớn, bộ dạng này nhục thân chỗ sâu ẩn chứa phần thiên đại kiếp, như chập chờn ngọn lửa lại muốn dục dịch. Ngươi cách ta xa một chút. Khí tức của ngươi, thực sự là rất ghét. Diệp Thần nhìn hằm hằm ác mộng lão tổ một mắt, biết là ác mộng lão tổ khí tức. Giống như phóng xạ kích động da thịt của hắn. Nếu không, Diệp Thần dựa vào luân hồi pháp, khóa chi mảnh vụn phong tỏa pháp tắc các loại thủ đoạn, còn có huyết long cùng thiên đấu sát thần hỗ trợ áp chế, muốn áp chế lại Vizanu nhục thân năng lượng bạo động, là hoàn toàn đầy đủ. Nhưng, ác mộng lão tổ ở bên, cái kia cố mịt mờ hắc ám vực sâu khí thức tràn ngập tới, lại tựa như thiên lôi câu địa hỏa, tùy thời có thể đem Diệp Thần phần thiên đại kiếp câu dẫn đi ra. Ác mộng lão tổ toát ra mồ hôi lạnh. Lập tức người nhẹ nhàng bay ngược, cùng Diệp Thần kéo dài khoảng cách, nói, thiếu đế đại nhân bớt giận, là thuộc hạ mạo phạm. Nguyên lai là thuộc hạ khí tức, lệnh thiếu đế đại nhân không thoải mái sao? Vậy thuộc hạ thực sự là, tội đáng chết vạn lần. Diệp Thần thấy hắn thái độ kính cẩn nghe theo, nội tâm do dự không chắc, vô ý thức cho là ác mộng lão tổ thật sự trung tâm với chính mình, trước đây mạo phạm chỉ là không có ý định. Mộ chủ, đừng cho cái này lão tạp mao mê hoặc. Luân hồi mộ địa bên trong, thiên đấu sát thần âm thanh truyền tới. Đối với ác mộng lão tổ, thiên đấu sát thần vô cùng e dè cảnh giác, căn bản không tin cái trước sẽ trung thành quy thuận Diệp Thần. Trong lòng Diệp Thần run lên, lập tức tỉnh táo lại. Mặc kệ ác mộng lão tổ tâm tư như thế nào, hắn đều nhất thiết phải cẩn thận. Lão gia hỏa này tinh thông ác mộng chi đạo, mỗi tiếng nói cử động đích xác đều rất dễ dàng mê hoặc nhân tâm. Diệp Thần âm thầm lưu tâm. Tự nhiên không có khả năng tin tưởng ác mộng lão tổ, lập tức thi triển một tay không gian thuật pháp, đem chính mình cùng ác mộng lão tổ ở giữa không gian, mở rộng đến năm ánh sáng giống như xa xôi, bảo đảm đối phương vực sâu ma khí, sẽ không ảnh hưởng đến chính mình. Đương nhiên, ác mộng lão tổ nếu có tâm ngỗ nghịch, hắn ma khí, có thể đột phá không gian khoảng cách, tập sát Diệp Thần. Bất quá lúc này ác mộng lão tổ, không biết là có cái gì cố kỵ, cũng không có làm ra bất luận cái gì mạo phạm cử động. Rất cung kính buông thõng hai tay, nói, thiếu đế đại nhân, đại chiến lắng lại,
người bị liên lụy, muốn tới thuộc hạ trong cung nghỉ ngơi một chút sao? Vizernu thánh địa đã phá toái, chỉ có ác mộng lão tổ vực sâu quỷ cung, còn duy trì hoàn hảo. Diệp thần lấy lại bình tĩnh, tính toán mất, lần này Vizernu thánh địa hành trình, hắn lấy được khóa chi mảnh vụn, lấy được Vizernu hoàn chỉnh nhục thân, đánh gãy Ly Ca cũng đã chết, phần tịch linh sơn hủy diệt, hắn có thể nói là hoàn toàn thắng lợi. Nhưng, hắn uống một bình hắc huyên độc tuyền, kế thừa ác mộng lão tổ đạo pháp, vốn là dự định giao cho vũ tổ dung hợp Vizernu nhục thân, chính mình lại luyện hóa hết, vực sâu phần thiên đại kiếp có thừa nặng nguy hiểm. Đủ loại này tai họa ngầm, thực sự cũng không thể bỏ qua. Nhưng, bất kể như thế nào, Diệp thần nhục thân thuế biến, tấn thăng đến nửa bước thiên đế cảnh giới, nội tâm của hắn đã coi như là hài lòng. Chỗ của ngươi, ta thì không đi được, ta còn có việc, cáo từ. Diệp thần lạnh nhạt nói, hắn không có lựa chọn cùng ác mộng lão tổ vạch mặt, nhưng cũng không tiến thêm một bước thân cận, chỉ duy trì lãnh đạm khoảng cách. Tại tương lai, Diệp thần còn có phải dùng đến ác mộng lão tổ chỗ. Đương nhiên, ác mộng lão tổ cũng ắt sẽ lợi dụng Diệp thần, nội tâm có đủ loại tính toán âm mưu. Ai có thể cười đến cuối cùng, thì nhìn riêng mình thực lực cùng vận khí. Thiếu đế đại nhân muốn đi sao? Ác mộng lão tổ tiến lên trước một bước, vội nói, thuộc hạ còn có mấy câu muốn nói. Diệp thần quay đầu, nói. Ác mộng lão tổ châm trước phía dưới ngôn từ, nói, thiếu đế đại nhân, ta ba quỷ thần bên trong, ta sắp xếp thứ hai, phía trên có cái nhiễu sóng sư huynh. Diệp thần nói, nhiễu sóng lão tổ sao? Ác mộng lão tổ nói, đúng vậy, hắn tại Phản Thiên Thánh Địa, nếu như tương lai có một ngày, người đi Phản Thiên Thánh Địa mà nói, có thể đi đi nương nhờ hắn, hắn sẽ cho người chiếu cố. Trong lòng Diệp thần không hiểu run lên, cảnh giác nói, đi nương nhờ chiếu cố. Này liền không cần a, ta sợ ta quá mức tới gần hắn, chính mình sẽ trở nên dị dạng. Tại trong ba quỷ thần, nhiễu sóng lão tổ chấp trưởng nhiễu sóng pháp tắc, có thể khiến người ta vặn vẹo biến dị, sinh ra đủ loại dị dạng đáng sợ chuyển biến xấu. Từ nơi sâu xa, Diệp thần liền bắt được một cỗ vô cùng âm trầm nguy hiểm. Ác mộng lão tổ gọi mình đi đầu quân, sợ không phải giáp tâm hại người. Một khi hắn tới gần nhiễu sóng lão tổ, chỉ sợ chính mình liền muốn biến thành dị dạng. Ác mộng lão tổ ho nhẹ một tiếng, nói, làm sao lại thế? Thiếu đế đại nhân, người uống vực sâu thánh thủy, bây giờ chính là vực sâu đế tử. Tương lai muốn chấp trưởng vô thượng vực sâu quyền hành, ta cùng nhiễu sóng sư huynh, đều đối ngươi trung thành tuyệt đối a. Diệp thần nở nụ cười, không nói gì nói, ta trước hết nghe lấy. Ác mộng lão tổ nói, còn có, thiếu đế đại nhân, tương lai ngươi nếu là đi Phản Thiên Thánh Địa, tuyệt đối không thể tiếp xúc ánh sáng của bầu trời thần thủy, đó là quang chi tử quyền hành, ngươi là vực sâu đế tử, không phải quang chi tử. Một khi ngươi uống ánh sáng của bầu trời thần thủy, tất phải lọt vào thái sơ ánh sáng mặt trời xung kích, rơi vào vô tận đá phấn trắng trong ánh sáng, biến thành hư vô giấy trắng, cũng tức là bị ánh sáng của bầu trời đoạt xá. U ác tính tử quyền hành, hội tụ tại trong hắc huyên độc tuyền, quét sạch chi tử quyền hành, liền hội tụ tại ánh sáng của bầu trời thần thủy bên trong. Nếu ai có thể uống xong ánh sáng của bầu trời thần thủy, người đó liền có thể trở thành quang chi tử. Ác mộng lão tổ cũng sợ Diệp thần biến thành quang chi tử. Sâu như vậy uyên quyền hành, liền triệt để bị dìm ngập. Diệp thần nghe ác mộng lão tổ khuyên nhủ, hờ hững nói, ta có của ta đạo, không cần ngươi tới chỉ điểm, ta đi. Nói xong, Diệp thần không còn dừng lại, quay người xé rách ra một đầu không gian đường hầm, trở về Mỹ thần cung. Ác mộng lão tổ nhìn xem Diệp thần rời đi thân ảnh, trong mắt lướt qua một vòng cừu hận âm lệ thần sắc, nhưng tựa hồ lại có điều kiêng kỵ gì, không thể làm gì. Chấm 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 chấm. Không gian trong đường hầm, Diệp thần hơi hơi thở hổn hển, tất cả chiến đấu và tính toán mưu đều kết thúc, thần kinh căng thẳng của hắn lỏng xuống, toàn thân chính là một hồi mệt mỏi, cơ thể lại là một hồi đau đớn. Hắn dung hợp Vizernu nhục thân, bộ dạng này nhục thân huyết nhục tinh hoa, đang cùng thân thể của mình dung hợp, quá trình dung hợp không phải một lần là xong, cần thời gian hòa giải bài dị. Bây giờ cơ thể truyền đến từng trận bài dị phản ứng, để cho Diệp thần từng trận cảm giác đau đớn. Phỉ Thúy, phục sinh a. Bất quá, Diệp thần vẫn là nhẫn nại lấy chính mình đau đớn, thi triển luân hồi pháp, chuyển động sinh tử, phục sinh ra một nữ tử. Đó chính là Phỉ Thúy. Phỉ Thúy đã giúp Diệp thần rất nhiều, Diệp thần cũng không muốn nhìn thấy nàng thật đã chết rồi, cho nên trực tiếp đem nàng phục sinh. Phỉ Thúy là đỉnh cấp thiên đế, lúc này Diệp thần phục sinh nàng, cũng thực tốn không ít khí lực, gương mặt vì đó tái đi.
Phục sinh sau Phỉ Thúy, tu vi tự nhiên không có khả năng có đỉnh phong thời điểm mạnh mẽ như vậy, chỉ có thông thiên cảnh hậu kỳ xung quanh thực lực, đây đã là Diệp Thần mức cực hạn. Phỉ Thúy từ phục sinh trong ánh sáng hàng lâm xuống, nhìn thấy Diệp Thần gương mặt tái nhợt bộ dáng, lập tức ngẩn ngơ, lại gặp Diệp Thần trên thân thể, mang theo thạch tâm lạc ấn cùng thiên đế kim văn, nàng càng là chấn động, nói. Tiểu gia hỏa, ngươi. Trong thoáng chốc, Phỉ Thúy thiên cơ bắt giữ, đã biết đủ loại. Nàng không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà luyện hóa vì giờ nu nhục thân, tu vi cũng tiến bộ đến nửa bước thiên đế cảnh. Đến nỗi vì giờ nu, linh hồn thụ trọng thương, tổn thương nguyên khí nặng nề, đã rơi vào trạng thái ngủ say. Trường tranh đấu này, Diệp Thần hoàn toàn thắng lợi. Bất quá lúc này Diệp Thần, cũng thật sự là suy yếu, Phỉ Thúy vội vàng đi tới đỡ lấy hắn. Diệp Thần cảm nhận được Phỉ Thúy quen thuộc mềm mại cùng nhiệt độ cơ thể, nhếch miệng nở nụ cười, nói, may mắn ta còn có chút thủ đoạn, bằng không thì ngươi liền không sống được. Phỉ Thúy không nói gì, vành mắt hơi hơi phiếm hồng, nói, ngươi còn không bằng để cho ta chết đi, ta phản bội vì giờ nu lão tổ, trời đất bao la, đã không chỗ dung thân. Diệp Thần cười nói, không chỗ dung thân, liền đến ta thiên quốc, ngươi không phải ưa thích trên sông tuyết cô nương sao? Về sau có thể cùng nàng vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Diệp Thần tay nắm chặt, luân hồi thiên quốc tranh cảnh, tại trong lòng bàn tay hiện ra. Phỉ Thúy ngẩn ngơ, nhìn xem thiên quốc cái kia mộng huyễn một dạng cảnh tượng, chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa. Diệp Thần nói, đi vào đi, về sau vì giờ nu nghĩ trừng phạt ngươi, trừ phi trước giết chết ta. Nghe vậy, Phỉ Thúy thân thể mềm mại run rẩy lên, khẽ cắn môi đỏ, nước mắt cuối cùng là chảy xuống, sau đó lại gần hôn Diệp Thần một ngụm, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ cảm tạ, cảm tạ. Tiểu gia hỏa, không, luân hồi chi chủ, ngươi là chân chính vĩ đại tồn tại, ta sẽ ở thiên quốc chờ ngươi. Nàng thân thể lóe lên, cũng trốn vào trong luân hồi thiên quốc, có Diệp Thần che chở, nàng thì không cần lo lắng nữa cái gì, về sau cùng trên sông tuyết được hưởng cực lạc. Mọi loại nhân quả lại đều gia tăng đến trên thân Diệp Thần. Diệp Thần nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng không cái gọi là, hắn đã nhận lấy quá nhiều. Thu xếp tốt Phỉ Thúy, không cần đã lâu, Diệp Thần từ không gian trong đường hầm đi ra, đã trở lại thần sắc đẹp thánh địa trong. Thời khắc này Mỹ Thần thánh địa, linh khí dồi dào, hào quang lượn lờ, mây khói cuồn cuộn, linh khí so với dĩ vãng nồng nặc. Diệp Thần luân hồi tinh giới, tại Phật Tổ, Diệp Thần ra, Thần Độ Uyển Nhi đám người an bài xuống, đã cùng Mỹ Thần Thánh Địa dung hợp. Thần Độ Uyển Nhi cũng đem chính mình ma thần cung, di chuyển tới, hết sức ủng hộ Diệp Thần. Tại Mỹ Thần Thánh Địa các nơi, đứng lên Diệp Thần từng tòa pho tượng, vô số tín đồ quỳ bái, từng đợt tín ngưỡng chi lực như nước chảy tụ đến, làm cho vừa mới trở lại Thánh Địa Diệp Thần, tinh thần vì đó rung một cái. Phiến khu vực này, cũng sẽ không gọi thần sắc đẹp Thánh Địa, luân hồi tinh giới cùng thần sắc đẹp Thánh Địa dung hợp. Phiến thiên địa này liền gọi luân hồi thánh địa, phụng Diệp Thần vì chí tôn. Bên trên bầu trời, lơ lửng một khối bia đá, đang điêu khắc, luân hồi thánh địa, bốn chữ. Trước đây Diệp Thần cùng hư thối lão tổ tranh đấu, luân hồi tinh giới địa mạch linh khí hao phí cực lớn, nhưng bây giờ theo Diệp Thần nhận được khóa chi mảnh vụn, lại dung hợp vi giờ nu nhục thân, khí vận tăng vọt, địa mạch linh khí cũng khôi phục. Lại thêm, thần sắc đẹp cùng nguyên thiên đế, đều nguyện ý lấy Diệp Thần cầm đầu. Mỹ Thần cung cùng chân lý sẽ, mộ cung các loại thế lực, cùng luân hồi trận doanh cùng một chỗ, cung phụng Diệp Thần, luân hồi tinh giới linh khí khôi phục thật nhanh. Bây giờ luân hồi tinh giới cùng thần sắc đẹp thánh địa dung hợp, trở thành luân hồi thánh địa, linh khí càng là siêu việt dĩ vãng. Diệp Thần tâm thần đại định, lại là vui sướng, hạ xuống. Thần sắc đẹp cùng, thiên địa vô cực, tứ lão, sớm cảm giác được thiên cơ, ra nghênh tiếp. Diệp Thần, người trở về. Thần sắc đẹp mắt mang theo ân cần, nhìn thấy Diệp Thần khí tức mệt mỏi suy yếu, vội vàng tiến lên nâng. Tứ lão khom mình hành lễ, Thiên Ung Hoàng nói cảm ơn trời đất, Diệp đại nhân cuối cùng bình an trở về, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng ta bốn người lão cốt đầu, vậy thì muôn lần chết không chuộc. Vì giờ nu trong thánh địa tranh đấu, có thể nói là kinh thiên động địa, đánh gãy ly ca một khúc tội nhân địch, Diệp Thần phần thiên đại kiếp bộc phát, lại dung hợp vì giờ nu nhục thân, đủ loại nhân quả. Oanh động toàn bộ không không lúc nào khoảng không, thần sắc đẹp cùng tứ lão tự nhiên cũng hiểu biết. Diệp Thần đã trải qua quá nhiều, may mắn bây giờ là bình an trở về. Thần sắc đẹp tỉ tỉ, ta phải đi gặp nguyên thiên đế tiền bối. Ai, cái kia vì giờ nu hài cốt,
vốn là định cho ta vũ tổ sư tôn luyện hóa, ta lại bất đắc dĩ luyện hóa hết. Ta phải cùng Nguyên Thiên Đế tiền bối bẩm báo một tiếng. Ai, vốn là vũ tổ sư tôn nếu là kế thừa, có lẽ sẽ biến càng cường đại hơn. Diệp Thần thở dài. Trước mắt vũ tổ, còn không có khôi phục nhục thân, tại trong Nguyên Thiên Đế tư tưởng, cái kia Vizanu hài cốt, hẳn là phải giao cho vũ tổ luyện hóa. Chỉ có điều, Diệp Thần trước đây phần thiên đại kiếp phát tác, bất đắc dĩ, chỉ có thể trước tiên đem Vizanu hài cốt luyện hóa, dùng để trấn áp đại kiếp. Diệp Thần cử động lần này, không thể nghi ngờ là làm rối loạn Nguyên Thiên Đế kế hoạch, hắn nhất định phải đi bẩm báo một tiếng, thương lượng lại sau này thủ đoạn. Nếu có biện pháp, thậm chí Diệp Thần nguyện ý đem Vizanu hài cốt phân cho vũ tổ sư tôn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 600.